Đan Đại Chí Tôn, Khương Phàm. Tập 91. Chương 2886 Đại Hạ Loạn Cục. Thời điểm Khương Phàm rời khỏi Thâm Không điều tra liên quân đế tộc, rất nhanh đã biết được tình huống của Đại Hạ Hoàng Triều. Bọn hắn cũng không dám hủy diệt Đại Hạ Hoàng Triều. Dù sao nơi đó tụ tập toàn bộ sinh linh thương huyền, một khi làm như vậy, ắt gặp thiên khiển. Thiên khiển, chúng sinh đại táng chính là muốn táng diệt chúng sinh, đó là ý chỉ thiên đạo. Nếu như Bạch Hổ Thiếu Hoàng táng diệt hàng tỷ sinh linh, cái uy lực kia. Quá ác độc, bọn hắn lại dám dùng cách này bức bách chúng ta xuất hiện. Bọn hắn tụ tập bên ngoài Bắc Cương Đại Hạ, đầu tiên chúng ta sẽ không thể dùng táng diệt quy mô lớn tập kích đợt đầu tiên. Thương sinh tạo hóa cũng không thể dùng, nếu như muốn điều động lời cầu nguyện của chúng sinh đại hạ, tất nhiên Bạch Hổ sẽ phát giác, cũng chắc chắn sẽ dùng táng diệt đại hạ đánh trả lại. Một khi chúng ta giáng lâm nơi đó, hơn 10 vị thần linh va chạm, chắc chắn sẽ tác động đến 10 vạn dặm, đại hạ hoàng triều sẽ bị hủy diệt. Bọn hắn không chỉ buộc chúng ta xuất hiện, càng là muốn chúng ta trở thành tội nhân thương huyền, còn muốn cho chúng ta bị động khắp nơi, không dám thi triển, để bọn hắn chân áp đổ sát. Sắc mặt của mọi người đều nghiêm trọng lên, loại tình huống này không những nằm ngoài dự liệu, mà còn đặt bọn hắn vào cục diện cực kỳ bị động. Khương Phàm đều dùng lực nắm chặt nắm đấm, dựa theo kế hoạch, là trực tiếp dùng càn khôn đại táng dẫn phát hỗn loạn, sau đó nhận chủ phong thần đài, gây nên khủng hoảng, cuối cùng khởi xướng đột kích, cướp đi hoàng nê đài. Thế nhưng, liên quân đế tộc dùng đến một chiêu này, không chỉ có phế đi táng diệt truyền thừa của hắn, cũng làm cho hắn không dám tùy tiện đột kích. Quá độc ác, là ai nghĩ ra được chủ ý này? Cũng không biết tình huống cụ thể ở nơi đó như thế nào. Bao nhiêu thần linh, bao nhiêu thánh hoàng. Đông Hoàng Lăng Tuyệt nhìn về phương xa, bên ngoài Bắc Cương Đại Hạ khẳng định trải rộng thánh hoàng cùng thần linh, một khi võ giả không gian cùng khí tức cường hãn tới gần tất nhiên sẽ bị khóa chặt. Có thể ủy thác Tổ Sơn, điều tra tình huống liên quân hay không? Tần Vị Ương còn không phải rất quen thuộc đối với Tổ Sơn nơi đó. Dạ An Nhiên lắc đầu. Rất khó, xung quanh liên quân hơn vạn dặm đều là cơn bão năng lượng, ngay cả một tôn thần đều dò xét không thấu, huống chi Tổ Sơn. Chúng ta không cần thiết phải hiểu rõ cụ thể tình huống nơi đó, cứ trực tiếp đối đãi đội hình mạnh nhất. Nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, tập kết toàn diện. 30 vị thần linh, 50 vị thánh hoàng. Khương Diễm và đám người đều âm thầm nhếch miệng, lông mày đều vặn thành u cục. Đội hình thật sự quá kinh khủng. Đa số cũng đều là chút đế mạch kinh khủng nhanh nhẹn dũng mãnh, trước đó, sau khi bọn hắn giao thủ cùng Huyền Vũ và Long tộc đều đã tự mình lĩnh hội qua. Khương Phàm nói, đều nói ra ý nghĩ của mình, chúng ta không thể ngạnh kháng chính diện, nhất định phải dùng tập kích tranh thủ ưu thế. Đám người mồm năm miệng 10 nghị luận lên, nhưng bất luận là ai cũng đều không đưa ra được phương án giải quyết quá hoàn mỹ. Trước khi lên đường, bọn hắn đã biết trận chiến thứ hai khẳng định rất khó. Nhưng không nghĩ tới sẽ bị đẩy lên tình trạng bất lợi như vậy. Thôn Thiên Ma Hoàng ngồi ở bên trên ma đồ, lãnh đạm mà nói. Muốn đánh cược một lần hay không, cược bọn hắn không dám đổ sát hàng tỷ dân chúng Đại Hạ Hoàng Triều. Sau đó thì sao? Đám người lần lượt nhìn về phía Thôn Thiên Ma Hoàng. Mục đích của bọn hắn không phải buộc chúng ta xuất hiện sao, không phải là buộc chúng ta khai chiến gần Đại Hạ Hoàng Triều sao? Chúng ta chịu đựng không đi không được sao? Sau 10 ngày nửa tháng, bọn hắn sẽ sốt ruột lùng bắt khắp nơi. Bởi vì thời gian kéo càng lâu, chúng ta nơi này sẽ trở nên mạnh hơn, bọn hắn sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nhưng bọn hắn lại sợ ra ngoài lùng bắt bị vây bắt, cho nên bất kỳ bên nào cũng sẽ không chủ động đi ra lùng bắt, cuối cùng chỉ có thể hành động tập thể. Chỉ cần bọn hắn rời xa Đại Hạ Hoàng Triều, chúng ta đã có thể tiếp tục kế hoạch lúc trước dùng càn khôn đại táng hầu hạ, sau lại dùng phong thần đài tế điện. Tất cả mọi người khẽ nhíu mày, mặc dù đế tộc cũng không dám hủy diệt đại hạ, nhưng chẳng may thì sao? Hoặc là nói, đế tộc không cần trực tiếp hủy diệt đại hạ, chỉ cần không ngừng tới gần nơi đó, chỉ là năng lượng đã có thể chấn đổ sông núi, để nơi đó lâm vào khủng hoảng cùng tuyệt vọng vô tận. Đến lúc đó, mấy vạn dặm cương vực tại Đại Hạ Hoàng Triều đều sẽ vang vọng lời triệu hoán sợ hãi của dân chúng đối bọn hắn. Bọn hắn coi như cuối cùng thắng được thắng lợi, cũng đánh mất dân tâm. Khương Phàm chậm rãi lắc đầu. Chúng ta bảo vệ Thương Huyền, không chỉ bảo vệ trăm vạn dặm thổ địa, còn có người sinh sống trên vùng đất này, chúng ta không thể dùng bọn họ làm tiền đặt cược liều ai càng nhẫn tâm hơn cùng với đế tộc được. Thôn Thiên Ma Hoàng nhún nhún vai.
Tốt nhất các ngươi có thể đưa ra hành động đáng tin cậy, nếu như liều chết không có chút phần thắng nào, ta cũng sẽ không tham gia. Tại thời điểm bọn người Khương Phàm ngóng nhìn Đại Hạ Hoàng Triều, Huyền Vũ Thái Tổ chiếm cứ bên ngoài Bắc Cương Đại Hạ Hoàng Triều đã mơ hồ nhận ra năng lượng cuồn cuộn tại Nam Bộ, phỏng đoán bọn người Khương Phàm xuất hiện. Chỉ có thần linh Thánh Hoàng tụ tập với quy mô lớn mới có thể dẫn phát ra năng lượng trùng kích cách 10 vạn dặm Sơn Hà đều có thể bắt được. Sau đó, liên quân đế tộc ầm vang xuôi Nam, không nhìn Phật Môn chấn thủ, nhanh chóng tới gần Bắc Cương Đại Hạ, từ trước đó đóng quân bên ngoài 2 vạn dặm, trong 2 ngày ngắn ngủi đã quét ngang đến khoảng 2.000 dặm. Bầu trời sụp đổ, đại địa lún xuống, như mưa to gió lớn tàn phá bừa bãi, mênh mông thần uy như biển động sôi trào, cách tường thành người của Phật Môn, tàn phá mấy vạn dặm Bắc Cương. Chương 2887 Tu La. Tu La, 1. Chỉ cần bọn hắn không thật sự bước vào khu an toàn thì không thuộc về xâm phạm chúng sinh Thương Huyền. Dù sao, người gánh không được là chuyện của ngươi. Người gánh không được, người có thể di chuyển. Nhưng, số lượng cường giả tụ tập cuối cùng vẫn nhiều lắm, trọn vẹn hơn 20 vị thần linh, hơn 40 vị thánh hoàng, toàn diện liên thủ thả ra năng lượng, đủ để cho trăm vạn dặm Thương Huyền vĩnh viễn lún xuống, cho nên bọn hắn chỉ là đứng ở nơi đó đã để toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều lâm vào khủng hoảng cùng náo động. Mà đại địa Bắc Cương càng bị phá thành mảnh nhỏ, lôi đình tràn ngập đất trời, thậm chí bên trong còn tràn ngập vết nứt hư không, như là Thương Thiên tức giận, muốn hủy trời diệt đất. Đại Hạ Hoàng Triều tuyệt vọng sợ hãi, hàng tỷ dân chúng điên cuồng tụ tập đến khu vực trung vực, tràn vào hoàng thành, leo lên tổ sơn, trà đạp hơn mấy ngàn vạn gia tăng chết thảm, cục diện triệt để mất đi khống chế. Một ít cầu nguyện cùng chúc phúc đối với Khương Phàm trước đó, trong lúc hỗn loạn cũng dần dần chuyển biến đến tức giận. Liên quân đế tộc đề phòng toàn diện, chờ đợi Khương Phàm giáng lâm bất cứ lúc nào. Bọn hắn không phải muốn hủy diệt Đại Hạ thật, chỉ là phải dùng loại thủ đoạn này bức Khương Phàm xuất hiện. Bởi vì bọn hắn không có thời gian, càng không có kiên nhẫn, lại chơi mưu lược, chơi thủ đoạn cùng tên điên Khương Phàm kia. Nhất là sau khi đã trải qua thế giới hỗn độn bạo tạc, bọn hắn đã triệt để hiểu tên điên kia điên đến thế nào, cho nên chỉ có thể dùng thủ đoạn cực đoan hạn chế hắn lại. Bọn hắn càng là muốn khai chiến ở ngoài Đại Hạ Hoàng Triều, tránh cho Khương Phàm dùng táng diệt truyền thừa. Nếu không, Sơn Hà, thiên địa các loại đại táng bộc phát, 10 vạn dặm đất trời quy hư, toàn bộ liên quân đều sẽ bị đánh tan. Trận chiến này, phải đánh thế nào? Khương Phàm đứng tại bầu trời xa xôi, ngắm nhìn phương hướng Đại Hạ Hoàng Triều. Mặc dù thấy không rõ tình huống thật ở nơi đó, nhưng lại có thể tưởng tượng đến Sơn Hà thành quét hỗn loạn cùng bi thảm. Có thể tưởng tượng tới tiếng kêu khóc cùng chửi mắng ở nơi đó. Tần Vị Ương và đám người tức giận nhưng cũng không dám vội vàng hành động, bởi vì thực lực của bọn họ còn kém xa, không đủ chính diện cứng rắn cùng liên minh đế tộc, một khi đi chính là chịu chết. Thiên Hậu cau mày, cũng bị làm khó. Mục tiêu chiến tranh lần này của bọn hắn là cướp đoạt Hoàng Nê Đài, nhưng đế tộc bày ra trận thế, hiển nhiên là muốn giải quyết triệt để bọn hắn, để đại chiến Thương Huyền kết thúc tại trận chiến thứ hai. Thời gian từ từ trôi qua. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, một giờ, hai giờ, bất chi bất giác, bọn hắn cách Đại Hạ Hoàng Triều, im ắng rằng qua một ngày một đêm. Khi mà liên quân đế tộc đang sẵn sàng trận địa đón quân địch, Khương Phàm không có kế hoạch khả thi, Triệu Thanh Duẫn, Cổ Tác Nhân, Dương Biệt, ba người đồng thời đã nhận ra thay đổi vô cùng đến từ Cửu U Thâm Không. Triệu Thanh Duẫn cảm nhận đến từ Luân Hồi Đại Táng, Cổ Tác Nhân cảm nhận đến từ Bất Tử Bất Diệt, mà Dương Biệt cảm nhận thì lại đến từ đồ thần chiến kích cánh cửa địa ngục. Cửu U Thâm Không hắc ám giá lạnh đột nhiên ba động kịch liệt, giống như bị một loại năng lượng khủng bố nào đó mãnh liệt va chạm, lại như là một loại dẫn nổ nào đó, mà nơi ba động lại không chỉ là một chỗ. Cửu U Thâm Không có biến cố. Cửu U, chẳng lẽ là U Minh địa ngục? Triệu Thanh Duẫn cẩn thận cảm nhận Cửu U dung chuyển, nhưng ba động lại hỗn loạn mà mãnh liệt, phân rõ không ra nguyên nhân cụ thể. Địa ngục trùng kích Cửu U. Thái Uyên Thần Tôn cảm thấy kỳ quái, nhân gian và địa ngục phân biệt rõ ràng, cho tới bây giờ cũng sẽ không can thiệp lẫn nhau, đối kháng duy nhất là ở giữa Thiên Khải cùng Côn Lôn. Lúc này địa ngục trùng kích Cửu U, có mục đích gì sao? Tu La, hẳn là có liên quan tới Tu La. Chẳng lẽ Tu La không muốn để ý đến quy ước địa ngục, cưỡng ép xiết trở lại nhân gian giới? Trước tiên Triệu Thanh Duẫn đã nghĩ tới là Tu La. Thương Huyền đối kháng đế tộc, vở kịch lớn như thế này, sao có thể thiếu đi Tu La, rốt cuộc bây giờ cũng đã tới sao? Tu La thực có can đảm trở về, coi như trở về, lại có thể phát huy được bao nhiêu tác dụng?
Thái Uyên Thần Tôn đã chứng kiến qua trận chiến tranh ngàn năm trước, biết Tu La cường đại và điên cuồng, nhưng bây giờ đã hóa thân thành quỷ, không thể nào lại tiến vào nhân giới, coi như cưỡng ép trở về, thực lực cũng sẽ nhận hạn chế. Đối mặt với chiến trường hơn 10 vị thần ma chạm đánh này, một thực lực nhận hạn chế như Tu La cơ hồ có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn cũng không chỉ là tới một mình. Triệu Thanh Duẫn không biết cụ thể cửu U đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ ba động mà nói, tuyệt đối không đơn giản. Hắn mang theo hắn mấy triệu đại quân, thật sự là một tên điên. Thái Uyên Thần Tôn lắc đầu, đây là triệt để từ bỏ U Minh địa ngục, là trận chiến cuối cùng tại Thương Huyền. Chúng ta có cần thông báo liên quân không? Chu Phục Sinh ngắm nhìn liên quân đế tộc ở xa xa, bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có đi qua, chủ yếu là thân phận quá lúng túng, rõ ràng là người Thương Huyền, kết quả lại xen lẫn trong cùng một chỗ. Từ sâu trong nội tâm của hắn là kháng cự cùng khuất nhục, nhưng vì có thể tranh thủ đến một phần tịnh thổ sau khi đế tộc tiêu diệt Khương Phàm, hắn không thể không kiên trì đứng ở chỗ này. Chúng ta, chỉ là quần chúng. Thái độ của Triệu Thanh Duẫn chính là ngồi đấy xem long hổ tranh đấu, cũng không thể để cho Khương Phàm thắng, cũng không thể để cho đế tộc thắng quá thuận lợi, tóm lại, một bên hủy diệt, một bên trọng thương. Không cần chúng ta đi thông báo, người cũng đã phát hiện, luân hồi long hoàng người ta không phát hiện được sao. Chu Nguyên Bá lạnh lùng nói, ngữ khí của ngươi, ta không bằng luân hồi long hoàng. Triệu Thanh Duẫn thản nhiên liếc nhìn hắn, luân hồi long hoàng chính là rồng. Chương 2888 Tu La, Tu La, 2. Chu Nguyên Bá một mực không phục bị nữ tử này nắm mũi dẫn đi. Nó là rồng, nhưng ở thâm không, không bằng ta. Triệu Thanh Duẫn có thể cảm giác cửu U có vấn đề là bởi vì luân hồi đại táng, thuộc về ý chỉ thiên đạo. Cho dù là như thế này, cảm giác cũng không phải rất mãnh liệt, mặc dù luân hồi Long Hoàng là Long Tộc, lại là Long Thần, nhưng hẳn là không phát hiện được năng lượng từ xa xôi như vậy. Trừ phi một mực đang lưu ý đến cửu U. Cổ tác nhân cũng không biết thay đổi cụ thể cùng nguyên nhân tại cửu U, nhưng đồ thần chiến kích đã cho Dương Biện phán đoán minh xác. Là cánh cửa địa ngục, rất nhiều cánh cửa địa ngục, U Minh địa ngục mở ra cánh cửa địa ngục, cưỡng ép xuyên suốt cửu U thâm không. Đồ thần chiến kích của Dương Biện chính là cánh cửa địa ngục thất lạc biến thành, có thể cảm giác mãnh liệt được cánh cửa địa ngục khác tồn tại. Rất nhiều cánh cửa địa ngục. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Ban đầu cánh cửa địa ngục tổng cộng có 9 tòa, do cửu U quỷ hoàng tự mình khống chế, bọn chúng đã là tiếp dẫn con đường sinh tử của vong hồn, cũng là bảo vệ bình chướng cửu U địa ngục. Nhưng sau khi cửu U kịch biến, quỷ hoàng vẫn lạc, 9 cánh cửa địa ngục thất lạc tại địa ngục, bị quỷ hoàng các nơi khác khống chế. Một tòa trên tay Dương Biện, khác 7 tòa do 7 đại quỷ hoàng bên ngoài Côn Lôn quỷ giới có được, quỷ hoàng ước định với nhau không đến thời kỳ đặc thù tuyệt đối sẽ không tùy tiện mở ra. Bây giờ rất nhiều cánh cửa địa ngục lại cùng xuyên suốt cửu U. Tình huống này là như thế nào? Quỷ hoàng địa ngục liên động lớn sao? Mục đích là cái gì? Mấy tòa? Khuôn mặt Khương Phàm và Thiên Hậu có chút động, lập tức nghĩ đến một loại khả năng nào đó. Là Tu La. Tu La liên hợp chủ nhân Hoàng Tuyền, chủ nhân Huyết Hà. Nhưng, có khả năng sao? Nếu như chỉ là Tu La giết trở lại, quỷ giới địa ngục có thể giải thích cùng đế tộc. Đây là một mình Tu La làm, không có nghĩa là địa ngục. Nếu như Tu La mang theo khác quỷ chủ giáng lâm nhân gian giới, không chỉ có phạm vào tối kỵ, cũng là địa ngục tuyên chiến nhân gian, là khiêu khích đế tộc. Đây không thể nghi ngờ là tự tìm hủy diệt. 1, 2, 3, 4, 5. Sắc mặt Dương Biện dần dần trở nên cực kỳ khó coi, một cái hai cái có thể là do chủ nhân Hoàng Tuyền cùng chủ nhân Huyết Hà, ba cái bốn cái thì sao? Năm cái thì sao? Vị trí. Khương Phàm không biết là sợ hãi, cảm động, hay là phấn chấn. Nhưng năm cánh cửa địa ngục, liền mang ý nghĩa Tu La đã triệu tập ngũ đại quỷ hoàng, cho dù có thể nhận nhân gian ảnh hưởng, thực lực của hắn cũng là tiếp cận thần linh đỉnh phong, huống chi còn có số lượng lớn quỷ chủ tồn tại. Tu La, bọn người Kiều Vô Hối đều bị xúc động, đây thật sự là, không màng sống chết, đến tiếp viện A, dù là xúc phạm tối kỵ sinh tử, dù là sẽ đi đến hủy diệt, đều sẽ không tiếc. Đôi mắt Tần Vị Ương đỏ lên, chàng đây là chặt đứt tất cả đường sống của mình sao? Trải qua chuyện này, đế tộc cùng U Minh, đều chứ không nổi chàng. Chờ một chút, chờ một chút. Dương Biện cẩn thận cảm nhận, thật lâu, lại đưa tay chỉ về hướng đông. Thiên Trụ Sơn. Thiên Hậu nói. Sau khi Thiên Trụ Sơn sụp đổ, không chỉ có bóp méo kết nối cùng Thiên Khải,
cũng xé rách địa ngục, U Minh quỷ tộc có thể tùy tiện xuyên suốt cửu U Thâm không từ nơi đó. Khương Phàm nói, Thiên Trụ Sơn cách Bắc Bộ Đại Hạ đại khái 13 vạn dặm. Lấy tốc độ của bọn hắn, chỉ sợ cần chừng 10 ngày. Như ảnh, nàng tự mình mang Tần Vị Ương tiến về Thiên Trụ Sơn, gặp mặt cùng Tu La, nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Đông Hoàng Như Ảnh lập tức mang theo Tần Vị Ương xông vào hư không. Tần Vị Ương lo lắng, cũng muốn biết rốt cuộc Tu La nghĩ như thế nào. Khương Phàm hít sâu một ngụm khí lạnh, lại nhìn đám người. Nếu thật sự là Tu La mang theo U Minh quỷ tộc toàn diện giáng lâm, ý nghĩa trong này cũng không cần ta nhiều lời, những gì Tu La bỏ ra, cũng không cần ta lại giới thiệu. Điều chúng ta phải làm chính là, nắm lấy cho cơ hội này thật chắc, tuyệt đối không thể lãng phí sự hy sinh của Tu La. Trước đó chúng ta chỉ muốn vài tòa hoàng nê đài, bây giờ. Chúng ta muốn toàn bộ liên quân đế tộc, chúng ta muốn chiến tranh thương huyền thắng lợi toàn diện. Đã hiểu. Đám người hô to, cảm động càng kích động. Tu La sinh tử bôn tập, không chỉ có thể thay đổi tình cảnh khó khăn của bọn hắn, thậm chí có thể sáng tạo cơ hội, triệt để kết thúc đại chiến thương huyền. Trước tiên chúng ta vây quanh Bắc Bộ, trước khi Tu La sắp đến, ta nhận chủ phong thần đài tại Bắc Bộ, có thể khống chế tất cả sinh tử của chủ nhân thụ phong đài, sau đó khởi xướng tập kích. Đến lúc đó chỉ cần Như Ảnh phối hợp với ta, còn lại có Thiên Hậu thống ngự an bài. Lĩnh mệnh! Đám người cùng hô to lên, không có bất kỳ ý kiến gì. Mặc dù Thiên Hậu chủ động gánh vác lên sai lầm cuộc chiến tại Minh Tôn Sơn, nhưng ở trong lòng bọn họ, đây không phải là sai lầm, chỉ là ngoài ý muốn, lực uy tín của Thiên Hậu trong lòng bọn họ không có bất kỳ sự yếu đi nào, ngược lại còn trở nên càng mạnh. Mà thống soái chiến tranh khổng lồ như thế, ngoại trừ Thiên Hậu ra, không có người thứ hai có thể làm được. Như Yên, lập tức bái phỏng Tổ Sơn, một khi phát hiện tử khí che trời, đánh Thương Sinh Cung vào chỗ chết cho ta. Không cần lại lo lắng đế tộc uy hiếp, sau trận chiến này, đế tộc toàn diện rút khỏi Thương Huyền. Khương Phàm hít sâu một hơi, trước đó từng nhắc nhở Tổ Sơn không nên dùng sát sinh tiễn, để tránh đế tộc coi đây là lấy cớ, xâm lấn Đại Hạ Hoàng Triều, nhưng bây giờ không có lo lắng, sau trận chiến này, hoặc là bọn hắn tan tác, hoặc là toàn bộ liên quân đế tộc rút khỏi Thương Huyền. Trước khi khai chiến, ta nhất định sẽ trở về, các ngươi phải chờ ta. Đông Hoàng Như Yên nhanh chóng rời khỏi, lao thẳng đến Đại Hạ Hoàng Triều. Chương 2889 khởi động, phong thần đài. Phần Thiên Thần Hoàng Động đang di chuyển về hướng Tây. Hắn muốn làm gì? Thời điểm liên quân đế tộc đang áp sát đến Bắc Cương không đủ 500 dặm thì ngừng lại. Huyền Vũ Thái Tổ, Thiếu Hoàng, Ngao Lê tra xét năng lượng lưu chuyển rõ ràng trong không gian, truy tung quỹ tích di chuyển của bọn người Khương Phàm. Trước đó còn chiếm cứ tại Nam Bộ xa xôi, đột nhiên check đi sang hướng Tây. Sau khi bọn hắn tiếp tục xuôi nam 300 dặm thì đã bắt đầu sẵn sàng trận địa. Một ngày sau, năng lượng từ từ biến mất, hẳn là vây quanh phía Tây Đại Hạ. Khoảng cách quá xa, dò xét không đến. Bọn rốt cuộc hắn muốn làm gì? Nửa ngày sau, năng lượng xuất hiện, ở ngoài Tây Bắc Bộ Đại Hạ, đang di chuyển đến Bắc Bộ. Nếu không có đoán sai, bọn hắn hẳn là muốn đường vòng qua chúng ta đến phía Bắc, từ nơi đó khởi xướng trùng kích. Sau đó trong quá trình chiến đấu chỉ dẫn chúng ta di chuyển sang hướng Bắc, dùng cái này rời khỏi phạm vi Đại Hạ Hoàng Triều. Bọn người Khương Phàm kìm nén không được, rốt cuộc cũng muốn ra tay, ta đã không thể chờ đợi. Bầu không khí trong đế tộc vô cùng an tĩnh, tất cả thần linh đều đang dùng phương thức của mình truy tung vết tích di chuyển của bọn người Khương Phàm. Ngừng, cách chúng ta khoảng 3 vạn dặm. Thiếu Hoàng, Vĩnh Dạ, Huyền Đàm, đều đã nhận ra cảm ứng đến từ Đại Táng cùng Lục Đạo. Bọn hắn đang chuẩn bị. Thái Tổ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được bọn người Khương Phàm tồn tại hơn, năng lượng nơi đó quá mạnh, mà không có tận lực che giấu, số lượng lớn thần linh cùng Thánh Hoàng tụ tập trùng kích đối với đất trời, không gian, ảnh hưởng đối với năng lượng tự nhiên, đều như đại dương lật đổ, to lớn mà mãnh liệt. Đế tử cao giọng nhắc nhở. Đều giữ vững tinh thần. Khương Phàm xảo trá điên cuồng, hẳn là sẽ không ngạnh kháng chính diện, khẳng định là có kế hoạch đặc thù gì đó. Nghiêm phòng hư không, Đông Hoàng tộc có thần linh không gian. Thiên Long tộc, Thái Hư Cổ Long đều chuẩn bị chấn vỡ vụn thâm không, ngăn chặn đạo ngấn hư không của Đông Hoàng tộc bất cứ lúc nào. Dựa theo an bài trước đó, cho dù là thần linh, đều phải phối hợp tổ hợp. Chúng ta không thể lại có tổn thương, nhất định phải giải quyết triệt để vạn thế thần triều. Thiên Uy Thần Tôn nắm vạn kiếp môn trong tay, liên thủ nghênh chiến cùng Vĩnh Dạ. Hống hống hống.
Hắc Ma Hoàng, Hắc Hoàng Thiên Hòa Hắc Liếm phân biệt nắm cửu hoàng Hắc Ma bia cùng hoàng nê đài trong tay, mục tiêu chính là vị thôn thiên ma hoàng xuất hiện ngoài ý muốn kia. Cần mời bọn người Triệu Thanh Duẫn không? Ngao Tiêu hỏi Ngao Lê. Chúng ta đủ mạnh, không cần. Lúc trước Ngao Lê đã cho Triệu Thanh Duẫn cơ hội, kết quả nương môn nhi kia không biết nắm chắc, bây giờ bọn chúng đã chiếm đầy đủ ưu thế, không cần thiết lại đàm phán cùng với nàng. Ý của ta là, thân phận các nàng rất đặc thù, nếu như đồng ý phối hợp, thế tất có thể sẽ kích thích thiên hậu vây bắt, thay chúng ta chia sẻ áp lực. Ngao Tiêu biết bọn chúng chiếm cứ ưu thế, nhưng còn muốn ưu thế trở nên càng lớn, bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm. Chúng ta không cần chia sẻ áp lực. Ngao Lê hừ lạnh, thân rồng khổng lồ ù ù đong đưa, giơ cái đầu cao ngạo lên ngóng nhìn phương Bắc. Liên quân đế tộc đề phòng cao độ, từ thánh hoàng đến thần linh đều kích thích lên linh văn, bành trướng lấy năng lượng cường hãn, giống như là từng dòng lũ nguy hiểm mà khủng bố có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Đội hình số lượng cường giả như vậy, cả thế gian hiếm thấy, nếu như quy mô nhân yêu ma liên hợp, càng là tuyên cổ ít có. Chính bọn hắn đều hứng chịu tới kích thích, trở nên sao động, trở nên điên cuồng, chiến ý rào rạt, sát ý bừng bừng. Mênh mông đất trời đều phát ra tiếng oanh minh dày đặc, đó là thanh âm sụp đổ, để cho người ta dùng mình. Bọn hắn muốn triệt để trọng thương vạn thế thần triều. Bọn hắn muốn rửa sạch nhục nhã, đóng đô chiến cuộc. Bên ngoài ba vạn dặm, bọn người Khương Phàm hoàn thành tập kết, nhưng không có lập tức hành động, mà là chờ đợi tin tức từ Đông Hoàng Như Ảnh cùng Tần Vị Ương, xác định tốc độ di chuyển cùng thực lực đội hình kỹ càng của bọn hắn. Bọn hắn muốn kể tại nửa ngày trước khi Tu La giáng lâm, xuất kích toàn diện. Như thế thì trước khi đế tộc chiến đấu sẽ không phát hiện được quỷ tộc đến, mà bọn hắn lại có thể tại thời điểm không kiên trì nổi, đạt được quỷ tộc gấp rút tiếp viện, thuận thế khởi xướng phản kích. Hai ngày sau, đúng là Tu La. Câu nói đầu tiên khi Đông Hoàng Như Ảnh tới đây đã để cho toàn trường chấn phấn. Chủ nhân Huyết Hà, chủ nhân Hoàng Tuyền, chủ nhân Luyện Ngục, chủ nhân Âm Ngục, chủ nhân Vạn Ác, hết thảy năm quỷ hoàng, cùng mấy trăm vạn quỷ tộc. Bọn hắn nguyện ý phối hợp với Tu La, khởi xướng trận chinh chiến này, nhưng sau đó, nếu như U Minh gánh không được áp lực từ đế tộc, Tu La cần hủy diệt bản thân, gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Vẻ mặt Tần Vị Ương rất nghiêm trọng, khó nén bi thương. Tu La đây là đã không thèm đếm xỉa, hoàn toàn không để ý đến hậu quả. Khương Phàm cuồn cuộn cảm xúc, cứ việc có chỗ chuẩn bị, nhưng vẫn không nhịn được muốn nghẹn ngào. Tu La đại nghĩa. Bọn người Kiều Vô Hối cảm động, bất luận là thiên hậu hay là Tu La, đều thật sự quá vĩ đại, đáng để bọn hắn kính sợ. Gom lại xung quanh ta, trước tiên mở ra phong thần đài. Khương Phàm hít sâu một hơi, chào hỏi Hồng Hoang Thiên Long phối hợp. Kiều Vô Hối, Ngô Chính Uyên, Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, Khương Quỳ, Lý Dần, Lan Nặc, Cổ Thần, Dương Biện, Cổ Tác Nhân, Khương Diễm, tổng cộng 12 vị thánh hoàng cùng thần linh khống chế thụ phong đài, phân tán đến xung quanh. Không đợi bọn hắn nghiên cứu nên làm như thế nào, khi Khương Phàm ngồi xếp bằng trên phong thần đài, bọn người Kiều Vô Hối ngồi lên thụ phong đài, cảm ứng vô hình cũng đã bắt đầu. Tất cả, hoàng nê đài, cũng bắt đầu nhúc nhích kịch liệt, bùn đất, mặt ngoài giống như là từng con rắn lớn quay quanh đến trên người bọn người Kiều Vô Hối, lưu chuyển đến khắp cơ thể. Hồng Hoang Thiên Long chở Hồng Mông Phong Bia đi, lắc lư kịch liệt, vẩy xuống mảnh vỡ pha tạp, lộ ra bộ dáng nguyên thủy, đường vân thâm thúy hiện lên ánh sáng thần bí, nương theo tiếng vang ầm ầm, một mảnh cầu vồng như thác nước phóng lên tận trời, dội thẳng tới trời cao, lại không ngừng liên tục, càng ngày càng sáng tỏ, càng ngày càng mạnh thế, cuối cùng giống như là một cơn gió lốc ánh sáng, lại như cự long thông thiên, liên miên bất tuyệt va chạm tới trời. Bầu trời kịch liệt nhấc lên, nổi lên gợn sóng chiều cường. Sôi trào mãnh liệt, lắc lư không ngừng, cuối cùng tạo thành một cái siêu cấp vòng xoáy nặng nề kinh khủng. Vòng xoáy che khuất bầu trời, to lớn vô biên, mang đến áp bách giống như ngạt thở và tuyệt vọng. Chương 2890 Khế ước phong thần 1. Nó kịch liệt xoay tròn, vặn vẹo, không gần như chỉ ở kéo lấy phía dưới, cũng đang không ngừng trùng kích thượng tầng, cho đến xoắn nát cửu trọng thiên, xuyên suốt hư vô bên ngoài thế giới. Sâu trong vòng xoáy hắc ám tĩnh mịch, năng lượng vặn vẹo kinh khủng để Khương Phàm, bọn người Kiều Vô Hối đều cảm nhận được hồi hộp, như là không chỉ có thể tách rời càn khôn đất trời, càng ngay cả thời không đều bị dính líu vào, cưỡng ép đảo loạn gây dựng lại. Một loại khí thế hoang vu mà xa xôi, một loại thiên uy khủng bố mà mênh mông, dành dụng ngay trong vòng xoáy, lan tràn ở trong thiên địa. Từng tia cường quang bắt đầu thoáng hiện,
từng mảnh nhỏ quang ảnh đang vặn vẹo. Khương Phàm, bọn người Kiều Vô Hối nhìn lên vòng xoáy. Cường quang đang lấp lóe trong đôi mắt của bọn hắn, quang ảnh đang ngưng tụ trong tầm mắt của bọn hắn. Một chút, như là nhìn thấu vạn cổ, xem thấu trăm vạn năm thời không. Đó là cảnh tượng thiên địa sơ khai. Năng lượng như biển, bao phủ khắp đất trời, tư dưỡng chúng sinh vạn vật. Đại đạo hoành không, như xiềng xích xen lẫn, diễn lại pháp tắc thế giới. Đại địa đang lan tràn sinh trưởng, địa tầng trồng chất, sơn nhạc thành hình. Đường sông đang lao nhanh hội tụ lại, hồ nước hoàn tụ, đại dương mênh mông nhấc lên. Cuồng phong tại tàn phá bừa bãi khắp nơi, mang đến tai nạn hủy diệt, cuốn lên sinh cơ vô tận. Mưa to đang rơi xuống trong vặn vẹo, lôi đình đang thành hình trong đụng chạm, sáng cùng tối, đang thai nghén ở giữa pháp tắc. Cảnh tượng hồng hoang nguyên thủy nhất, khai thiên tích địa chấn động nhất. Bọn hắn ngước nhìn mà hoảng hốt, cường quang bên trong càng ngày càng mãnh liệt, đó là hàng vạn pháp tắc lan tràn, cảnh tượng nơi đó càng ngày càng rõ ràng, đó là hồng mông thiên diễn sinh. Khi ngày và đêm đang luân chuyển, âm dương định hình. Khi đất và trời đang ổn định, vạn vật khôi phục. Khi yêu và ma đang thai nghén, linh tộc quật khởi. Khi nhân tộc đang lễ bái thương thiên trong dãy giụa. Thiên hậu, Kiều Vô Hối, thôn thiên ma hoàng, giới chủ và tất cả mọi người đều bị rung động thật sâu. Cho dù biết phong thần đài thức tỉnh sẽ mang theo cảnh tượng thần bí, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lại thấy được tràng diện khai thiên tích địa nguyên thủy. Bọn hắn rung động, sợ hãi, dưới cơn áp bách tại vòng xoáy tràn ngập đất trời, như là muốn nhìn không được mà quỳ ở nơi đó. Ầm ầm, vòng xoáy bạo động mãnh liệt, như là cự thú hồng hoang mở ra cái miệng to như chậu máu, từ trên trời giáng xuống, cuồng dã nuốt sống bọn người Khương Phàm. Hồng mông phong bia đánh xuyên hồng hoang thiên long, cách thời không minh mông vạn cổ, mang theo khí tức hồng mông thuần chính, ngưng tụ ra uy lực vạn đạo vô tận. Phong thần đài đoàn tụ trong sụp đổ, biến thành 99 tầng đăng thiên đại đạo rộng rãi mà khổng lồ, đại đạo triều thiên, thiên uy vần quanh. Tại đỉnh đại đạo, lôi kiếp cuồn cuộn, cưỡng ép tôi thể, khí vận cuồn cuộn, dẫn dắt linh niệm bái trời. Thụ phong đài hoành hành trong thâm không, vần ở xung quanh phong thần đài, cũng đang hóa thành san sát đài cao trong sụp đổ, cao tới trăm trượng, nặng như thiên nhạc, như huyền thiết hoang cổ rèn đúc, không thể phá vỡ. Mà bùn đất tại như xà mãng, cưỡng ép bạo kích, dung nhập vào trong thân thể của bọn hắn. Bọn người Khương Phàm thân ở trong đó, lại không kịp cảm nhận. Mọi ánh mắt đều tập trung vào hình ảnh ở sâu trong vòng xoáy. Đang nhanh chóng diễn biến giữa thiên địa, vậy mà lại hiện ra một tôn thiên khuyết tuyệt thế cổ thành, rộng rãi mà khổng lồ. Sách lớn bốn chữ Thượng Thương Đế Thành. Nơi đó, hàng tỷ dân chúng giống như thủy triều vờn ở xung quanh, có nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, càng có linh tộc. Nơi đó, có đại đạo triều thiên, chỉ đỉnh cửu trọng phía xa. Một thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, tay nâng hồng mông. Đón lấy thiên kiếp cuồn cuộn, xuôi theo đại đạo cất bước, bái trời mà lên. Nơi đó, có đồ đằng che trời, cường quang sáng chói rọi khắp đế thành. Tiếng chúng sinh lễ bái, thành tín cầu nguyện vang vọng đất trời. 18 tòa đài cao tắm rửa thiên uy mà thành, vần quanh đỉnh cửu trọng. Trên đài cao, nhân yêu ma linh, 18 thần tôn, quỳ lạy lên trời. Bọn người Khương Phàm nhìn về cổ thành nơi xa, chứng kiến vạn cổ phong thần đại điển. Nhưng lại không phải cảm nhận được hào tình vạn trượng, mà là bi thương nồng đậm cùng tuyệt vọng chịu chết. Mặc dù quá khứ mênh mông trăm vạn năm, mặc dù cách thời không vặn vẹo rối loạn, nhưng thân ảnh đi đến đỉnh đại đạo này lại như là có phát giác, vậy mà quay đầu nhìn về phương xa trong thiên kiếp cuồn cuộn. Một chút trăm vạn năm, nhìn xuyên vạn cổ. Như hồng hoang thiên lôi, xé rách thời không, như ánh sáng đại đạo, chiếu thấu thời không. Khương Phàm tại đỉnh phong thần, đón nhận ánh mắt kinh khủng kia. Thời không cuối cùng, phong thần đài, chúng ta, thua rồi sao? Một tiếng nỉ non, thổi qua mênh mông trăm vạn năm, rõ ràng lọt vào tai, rung động thần hồn. Nhân tộc là thân, Chu Tước là linh, ngươi là hy vọng mới. Ngươi là... Khương Phàm khẽ nhúc nhích đôi môi, theo bản năng mở miệng, lại đạt được đáp lại không thể tưởng tượng nổi. Thượng thương, đại đế, ầm ầm, vòng xoáy vặn vẹo, cảnh tượng nguyên thủy mà rung động sụp đổ trong tầm mắt. Vượt ngang vạn cổ ngóng nhìn đoạn tuyệt. Bùn đất, trên phong thần đài cuồn cuộn lao nhanh, không ngừng liên tục rót vào thân thể Khương Phàm, cuối cùng hội tụ đến linh hồn, nhưng không còn là bùn đất, mà là năng lượng nguyên thủy cường thịnh mà thần bí. Khương Phàm nhanh chóng định thần, hết sức chăm chú cảm ngộ liên hệ giữa phong thần đài cùng thụ phong đài.
Mục đích bây giờ không phải mạnh lên, mà là muốn khống chế thụ phong đài khác, sử tử thần linh tại đế tộc nơi đó. Sau khi, bùn đất, bao trùm linh hồn Khương Phàm, bùn đất, dung nhập vào trong thân thể bọn người Kiều Vô Hối lại tụ cư tại linh hồn. Sau đó, Khương Phàm vặn vẹo diễn biến, bùn đất, lại xuất hiện 18 quang ảnh, vờn ở xung quanh Khương Phàm. Quang ảnh rất mơ hồ, nhìn không ra bộ dáng, nhưng có thể thông qua ý thức cảm nhận được đó là bùn đất bên trên 18 tòa hoàng nê đài khác. Rốt cuộc Khương Phàm đã hiểu nguyên nhân pháp lệnh sinh tử, đây là khế ước. Chỉ cần Khương Phàm nguyện ý thì có thể thông qua hư ảnh xung quanh linh hồn hắn, khống chế, bùn đất, trên hoàng nê đài nào đó, mà những, bùn đất, kia đã giao hòa đến cùng một chỗ với linh hồn của bọn người Kiều Vô Hối. Pháp lệnh sinh tử, chính là giết hết linh hồn. Ầm ầm. Vòng xoáy che khuất bầu trời tiếp tục vặn vẹo, bùn đất, trên linh hồn bọn người Kiều Vô Hối nhao nhao ký kết thành thứ gì đó giống như phù chú, sau đó sinh ra liên hệ kỳ diệu cùng thâm không minh mông. Dừng ở đây. Khương Phàm đột nhiên khống chế phong thần đài, cưỡng ép đẩy tản thụ phong đài. Bắt đầu là, khế ước, phía sau khẳng định là đại cơ duyên. Nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Phong thần đài đưa tới thanh thế xa to lớn so với hắn tưởng tượng, thậm chí là khủng bố, lúc nào cũng có thể kinh động liên quân đế tộc phương xa. Chương 2891 khế ước phong thần 2. Nếu như đế tộc liên quân thừa cơ giết tới thì sao? Mà, thanh thế như vậy, cơ duyên khẳng định tuyệt thế hiếm thấy, tuyệt đối không thể rơi xuống đế tộc nơi đó. Theo Khương Phàm quả quyết chia tách hoàng nê đài, vòng xoáy mãnh liệt trên bầu trời dần dần chậm lại, năng lượng vặn vẹo càng ngày càng yếu đi, thời không khôi phục, đất trời an tĩnh, cho đến khi vòng xoáy hoàn toàn biến mất. Bọn người Kiều Vô Hối khôi phục lại bình thường từ bên trong cảm nhận kỳ diệu, nhưng đều chập trùng cảm xúc, kích động lại cuồng nhiệt. Đây chính là phong thần đại điển. Tràng diện so với bọn hắn dự đoán còn muốn to lớn, còn muốn rung động hơn. Bọn người thiên hậu càng khó có thể hơn tin, đó là vạn cổ trước đó. Đó là thời kỳ hồng hoang, phong thần đài lại có thể bóp méo thời không, xuyên suốt hai đại thời đại cổ kim. Đây là kỳ cảnh kinh thế hãi tục, khoáng thế đến cỡ nào. Đây cũng là siêu cấp cơ duyên vang dội cổ kim đến cỡ nào. Giờ khắc này ngay cả bọn đại vương cũng bắt đầu hối hận, làm sao không có thử hoàng nê đài một chút. Coi như bị khống chế thì như thế nào? Đám mây dày đặc trên trời khôi phục lại bình tĩnh, bao phủ tại bầu trời vạn dặm. Không có ai chú ý là, một thân ảnh xinh đẹp phiêu miểu đang đứng ở trong đó, ngắm nhìn vòng xoáy tiêu tán. Nàng, chính là nữ đế của sinh mệnh thần điện kia. Nàng, chính là người đã từng canh giữ thượng thương đế thành. Cùng lúc đó, tân hoàng Hắc Ma, Hắc Liễm, Cự Long Ngao Tiêu, Thiên Long Ngao Tất, tân tấn Bạch Hổ Yêu Thần. Địch Nhung trong liên minh đế tộc, cùng ma hoàng mới ở huyết ma đại lục phía xa đạt được hoàng nê đài, đều có thay đổi, đầu tiên là hoàng nê đài biến thành đài cao nặng nề, tiếp đó là bùn đất cuồn cuộn, rót vào trong thân thể bọn chúng, bao trùm đến linh hồn, cũng tạo thành chú ấn. Bọn chúng cảm thấy ngoài ý muốn, chấn kinh, sợ hãi, làm thế nào cũng đều khu không tiêu tan đi bùn đất được. Khương Phàm nơi đó có biến. Đám ngao lê nhao nhao gom lại phía trước. Ngắm nhìn bên ngoài ba vạn dặm, mặc dù không nhìn thấy cụ thể tình huống, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được thiên thế thần bí mà cường hãn cuồn cuộn ở nơi đó, cũng khẳng định có liên quan cùng bọn Hắc Liễm và Hoàng Nê Đài. Thiên Long Ngao Tấn Trấn An nói, trước tiên không cần khẩn trương, bọn người Khương Phàm đều có Hoàng Nê Đài, nếu như là nguy hiểm, bọn hắn cũng chạy không thoát. Thiếu Hoàng cũng nói, cẩn thận cảm nhận tình huống bùn đất, rốt cuộc là nguy hiểm, hay là cơ duyên gì. Khương Phàm xảo trá, trong này khẳng định có vấn đề. Đế tử ngóng nhìn phương xa, hắn biết Khương Phàm không phải là mạnh mẽ đâm tới giết tới. Huyền Vũ Thái Tổ hô to. Ai cũng đừng hốt hoảng, các ngươi đều là thần, không chết được. Lập tức lùi đến tối hậu phương cho ta, nếu như xác định không có nguy hiểm, lại trèo lên chiến trường, nếu có nguy hiểm, nhanh chóng lui vào nội bộ Đại Hạ Hoàng Triều cho ta, tự mình xử lý, đừng ảnh hưởng đến chiến trường. Giống như bình thường, Hắc Liễm khẩn trương cảm nhận được bùn đất quay quanh linh hồn, đã không còn là bùn, mà là năng lượng thần bí, ngưng kết thành ký hiệu thần bí, giống như là y phục treo ở trên linh hồn. Nếu như cẩn thận cảm nhận, ký hiệu giống như có thể sinh ra một loại nào đó liên hệ thần bí cùng thiên địa. Huyền Vũ Thái Tổ, Thiếu Hoàng đều nhìn Hắc Liễm, Ngao Tiêu, Ngao Tất cùng Địch Nhung, chờ đợi bọn hắn đáp lại. Bùn đất bảo vệ linh hồn. Năng lượng bùn đất rất thần bí.
nhưng giống như không có thương hại. Đây là ngưng tụ thành ký hiệu sao? Ký hiệu lại có thể sinh ra cảm ứng cùng sát lục niệm châu của ta, giống như đang tụ tập sát ý. Bọn Hắc Liếm theo thứ tự đáp lại, để đám người thở phào. Mặc dù không biết bí mật cụ thể ở giữa Hoàng Nê Đài, nhưng tựa như là không có chỗ hại. Nhưng, Khương Phàm nơi đó hẳn là có 10 tòa Hoàng Nê Đài trở lên, bây giờ sau khi kích hoạt, Thánh Hoàng Đại Viên Mãn khẳng định mạnh hơn. Trách không được dám bôn tập, thì ra là muốn lợi dụng Hoàng Nê Đài, coi bán thần dùng là chân thần sao. Toàn bộ các ngươi ép đến phía sau. Huyền Vũ Thái Tổ vẫn không yên lòng, nhiều thêm mấy tên này không nhiều, thiếu đi mấy tên này không ít, tuyệt đối không được để quấy rối. Ngao Lê nhắc nhở. Xác định không có bất cứ vấn đề gì lại ra tay. Có bất kỳ khó chịu, đều không cần ra tay. Đến rồi. Vĩnh Dạ cùng Huyền Đàm đột nhiên hô to, thần ma đại táng cùng vô hạn Sơn Hà trong ý thức có thể rõ ràng cảm nhận được Khương Phàm tới gần. Chuẩn bị nghênh chiến. Huyền Vũ Thái Tổ cuồng dã di chuyển chiến khu hư vô, điên cuồng gào thét, trong thân thể hư vô hơn 500 mét như là khuấy động đại dương mênh mông vô biên vô tận, chiều cường cuồn cuộn, âm thanh chấn động đất trời, năng lượng kinh khủng như là có thể đè sập hết thảy mọi thứ. Phần Thiên Thần Hoàng. Thiếu Hoàng mãnh liệt đong đưa chiến khu, khí tức sát phạt ngập trời, 48 viên tràng hạt giống như là tinh thần sáng chói, phần ở xung quanh, lại khuấy động sát lục cuồng chiều kinh khủng. Răng nanh hư vô cùng móng vuốt hư vô đều mơ hồ lóe ra pháp tắc giết chóc, một ngụm một chảo, cũng có thể chém giết thần ma. Ngao Lê đong đưa thân rồng 10 vạn mét, xô trào long uy cuồn cuộn, đối với tất cả yêu thú cùng nhân tộc đều sinh ra áp bách cực lớn. Mặt ngoài vảy rồng to lớn đều hiện lên rõ ràng địa long văn lấp lóe, lít nha lít nhít, như là vạn long gào thét, kinh hồn nhiếp phách. Trước đó tại chiến trường thế giới mới chỉ dùng 1/10 thần nguyên mình nuốt luyện. Vẫn đặt ở trong thân thể để có thể lấy điều động lên mênh mông sinh cơ cùng long khí bất cứ lúc nào, để nó tiếp tục chiến đấu, không sợ hãi. Lần này, mục tiêu của nó là Thiên Hậu. Hắc Ma Hoàng, Hắc Hoàng Thiên cùng Hình Thiên Ma Hoàng, Kình Thiên Ma liên thủ với Vu Ma Hoàng, trước đó vốn định phối hợp cùng Hắc Liễm, nhưng Hắc Liễm bất chợt rút lui về phía sau, hắn nhất định phải phối hợp cùng ba tôn Ma Hoàng khác. Bởi vì Thiên Uy Thần Tôn đã nói qua rõ ràng, vị thôn thiên ma hoàng thần bí kia vô cùng cường hãn, mà lại còn khống chế ma giới hoàng đồ trong truyền thuyết. Cũng chính là, tổ tông, Hắc Ma Bia. Nếu thật sự là như thế, bọn hắn nhất định phải vây bắt thôn thiên ma hoàng, càng trắng trợn cướp đoạt hơn đoạt đệ nhất trọng khí ma giới hoàng đồ. Thiên uy thần tôn đè vào phía trước nhất, nếu không thể dùng táng diệt truyền thừa, vậy thì vạn kiếp môn của hắn chính là siêu cấp sát khí. Không phải Khương Phàm ưa thích đón đầu thống kích cho người khác sao? Hôm nay liền trả lại đòn cho bọn hắn. Tất cả thần tôn, yêu thần, ma hoàng, đều sôi trào chiến huyết, tập trung vào phương Bắc. Đây là đại liên minh tuyệt đối không hề tưởng tượng trước đó, nhưng đời này có thể trải qua một trận đại chiến như thế này, đáng giá. Chương 2892 trận chiến hỏa thủy. Liệt diễm phần thiên, Khương Phàm hóa thân thành chu tước hoành hành ở phía trước, đầu, hai cánh, móng vuốt, đều đã hóa thành hư vô. So 2 tháng trước đó hắn đã mạnh hơn quá nhiều. Thiên hậu, thôn thiên ma hoàng, hồng hoang thiên long, giới chủ. Toàn bộ đều phân tán ở hai bên, trải rộng ra trận hình mấy trăm dặm. Bọn hắn không chỉ là đến khai chiến, càng là đến báo thù. Hành trình 3 vạn dặm, khoảng cách giữa lẫn nhau dần dần bị kéo ra, Khương Phàm dẫn trước mấy trăm dặm. Liệt diễm cuồn cuộn, cường quang mãnh liệt, giống như là mặt trời nóng bỏng hoành hành ở giữa thế gian. Khương Phàm kích hoạt bản thân thứ nhất, đồng thời xúc động đạo ấn ký thủy tổ đầu tiên. Lấy bản thân bành trướng huyết khí, ngưng tụ thủy tổ phân thân cường hãn. Dưới tình huống bình thường, ấn ký thủy tổ là xé rách huyết khí, hồn khí cùng năng lượng chân thân, tương đương với tách mình thành mấy phần, lấy thực lực tổng hợp yếu bớt làm cái giá lớn, tăng lên quá trình đột kích cùng năng lực hỗn chiến. Nhưng Khương Phàm lấy bản thân kích hoạt, thì bảo toàn hoàn chỉnh thực lực chân thân. Cũng giao phó cho thủy tổ phân thân thực lực cường đại nhanh nhẹn dũng mãnh đến cực điểm. Nương theo từng tiếng gáy to, 5 tôn bản thân tỉnh lại 5 đạo thủy tổ phân thân. Bọn chúng vỗ cánh cuồng kích, bay lượn qua bầu trời, chăm chú vờn ở hai bên Khương Phàm, đuổi giết liên quân thần ma hạo như đại dương mênh mông ở nơi xa. Như ảnh. Khương Phàm cao giọng, tốc độ tăng vọt. Đông Hoàng Như Ảnh xếp bằng ở trên lưng Khương Phàm, đầu ngón tay huy động, đạo ngấn xen lẫn. Năng lượng không gian sôi trào trong nháy mắt, nuốt sống Khương Phàm, cũng nuốt sống 5 tôn thủy tổ phân thân. Ầm ầm,
sóng chiều không gian lao nhanh trong thâm không, đánh xuyên đất trời rộng lớn, lao thẳng đến chiến trường ở ngoài ngàn dặm. Chiến trường đế tộc vặn vẹo, năng lượng cuồn cuộn. Bọn hắn nghiêm phòng không võ bôn tập, cho nên cố ý phóng thích ra năng lượng bàng bạc, để hư không đều như cuồng phong bạo vũ dưới đại dương, nổi sóng chập trùng, mãnh liệt cuồn cuộn, thái hư cổ long càng ở bên trong lưu lại vòng xoáy không gian kinh khủng. Cho dù là vị thần cấp không võ kia cũng đừng hòng tùy tiện xông vào chiến trường xung quanh mấy ngàn dặm của bọn hắn. Thậm chí chỉ là tới gần nơi này cũng đã có thể bị chiều cường cùng vòng xoáy không gian quấy nhiễu kiềm chế, hiện ra tung tích. Biến mất, hắn muốn tập kích. Huyền Vũ Thái Tổ đạp tan sơn hà, dò xét không gian. Hư vô chiến khu ngưng tụ ra từng cái vòng xoáy như lỗ đen, mỗi một lỗ đen đều như là đại dương mênh mông vạn dặm, bị áp xúc đến mấy trăm mét, một khi phóng thích, loại lực lượng bộc phát kinh khủng kia, đủ để trọng thương thần ma. Thiếu Hoàng kéo căng chiến khu, khống chế chàng hạt, tập trung vào không gian xung quanh. Chỉ cần Khương Phàm xông vào vùng chiến trường này thì đã có thể lọt vào không gian quấy nhiễu, sau đó hiển lộ tung tích, cho dù là chút tung tích nào, bọn hắn cũng có thể khởi xướng chặn đánh. Nhưng, hỏa diễm biến mất khỏi cuối tầm mắt, lại mãi thủy chung không tiếp tục xuất hiện. Huyền Vũ Thái Tổ cùng Bạch Hổ Thiếu Hoàng hết sức chăm chú. Thái hư cổ long dò xét thâm không. Toàn thể thần ma thoáng kéo căng thân thể, mang theo ánh mắt lăng liệt liếc nhìn bầu trời vặn vẹo, nhìn trộm đại địa nặng nề, cảm ngộ năng lượng tự nhiên lưu chuyển. Biến mất. Vĩnh Dạ cùng Huyền Đàm đều không hiểu thấu, trước đó rõ ràng cách vạn dặm đều có thể sinh ra cảm ứng, cho dù là xông vào hư không, khoảng cách gần hẳn là cũng có thể phát giác. Nhưng bây giờ, hoàn toàn không có bất kỳ vết tích gì. Là lạ, đều giữ vững tinh thần. Đệ tử khống chế cốt ngọc trên tay, liếc nhìn trời đất, cũng dò xét xung quanh, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Khương Phàm không phải biến mất, mà bị Đông Hoàng Như Ảnh trực tiếp đánh vào đỉnh Cửu Thiên, bên ngoài hư không. Bây giờ Đông Hoàng Như Ảnh không phải tân tấn thần linh, đầu tiên là dung hợp thần nguyên của võ thần đảo, sau đó lại tìm hiểu tự tại vũ trụ, còn nhận chủ với thiên trụ linh côn, cảnh giới đã tăng vọt, cảm ngộ đối với hư không cùng vũ trụ đều gần như tăng vọt. Một loại vấn đề nào đó mà nói, đã ngang bằng với Cửu Thiên Thần Tôn thời kỳ toàn thịnh. Thời điểm trước đó, nàng chỉ có thể hoành hành trong hư vô ở giữa đất trời, mà bây giờ, nàng chỉ đỉnh Cửu Thiên phía xa, tránh khỏi hư không bạo động phía dưới, dán đến chiến trường Thiên Khải hoành không bạo kích, sau đó, bỗng nhiên chìm xuống. Xuất hiện, Thiếu Hoàng, Vĩnh Dạ cùng Huyền Đàm đồng thời hô to, đã nhận ra ba động trong ý thức, mà đang nhanh chóng mạnh lên. Nói rõ Khương Phàm sắp giết tới. Vị trí. Huyền Vũ Thái Tổ vận sức chờ phát động, chiến khu hư vô lay động mãnh liệt, hàng trăm lỗ đen nhấc ngang, như là mấy trăm đại dương vạn dặm đang va chạm, uy thế kinh khủng che đậy toàn trường. Chuẩn bị. Toàn bộ cường giả vận sức chờ phát động. Mặc dù bọn người Vĩnh Dạ không thể va chạm truyền thừa cùng Khương Phàm, nhưng có thể thông qua cảm ứng một mực khóa chặt vị trí của Khương Phàm, đây cũng là hiệu quả không tệ. Phía sau. Thiếu Hoàng, Vĩnh Dạ, Huyền Đàm đồng thời quay người, nhìn ra hậu phương to lớn. Khương Phàm, chạy tới Đại Hạ Hoàng Triều rồi. Mục tiêu là, bọn Hắc Liễm. Khương Phàm làm sao biết bọn hắn ở nơi đó? Cảm ứng giữa Hoàng Nê Đài. Nhưng vì sao bọn Hắc Liễm không có phản ứng? Hắc Liễm, Ngao Tiêu, Ngao Tất, Địch Nhung, chuẩn bị nghênh chiến. Hắc Hoàng Thiên, Ngao Lê, Ngao Tấn, Thiếu Hoàng lo lắng gào thét, thanh triều cuồn cuộn. Sôi trào khắp nơi, truyền tới vùng đất Bắc Cương xa xôi. Liên minh đế quân phía sau bên ngoài mấy trăm dặm chính là Bắc Cương Đại Hạ, mà Hắc Liễm của Hắc Ma tộc, Ngao Tiêu của Cự Long tộc, Ngao Tất của Thiên Long tộc, Địch Nhung của Bạch Hổ yêu tộc, đang tiếp tục thâm nhập sâu. Mặc dù rất không cam tâm bỏ lỡ chiến trường như thế này, nhưng vì lý do an toàn, bọn hắn vẫn phải bảo đảm mình không có sao trước. Nhưng, ầm ầm tiếng vang, bầu trời sụp đổ. Khương Phàm phát động liệt diễm cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống. Phần Thiên Thần Hoàng, Hắc Liễm, Ngao Tiêu, Ngao Tất, Địch Nhung, bỗng nhiên biến sắc. Đùa giỡn hay sao? Làm sao qua được? Cách mấy ngàn dặm chiến trường, trực tiếp giết tới nơi này. Nhưng làm sao hắn biết cả đám đang ở đây? Nhưng, ngoài ý muốn thì ngoài ý muốn, bọn hắn đều là thân chinh bách chiến, không đến mức hỗn loạn. Nhất là Địch Nhung, dưới sự kinh hồn đồng thời bạo phát. Huy động thần uy, khống chế Hoàng Nê Đài bay thẳng lên trời. Khương Phàm tế lên 99 tầng phong thần đài, giống như thiên nhạc ầm vang rơi xuống, rung động càn khôn, rung chuyển Bắc Cương. Bốn tòa thụ phong đài đại biểu cho bọn Hắc Liễm,
Ngao Tiêu nhanh chóng rõ ràng trong ý thức, mãnh liệt xoay tròn, phía trên hiện ra hình dáng của bọn hắc liễm. Chương 2893 Chiến trường đại loạn 1. Chết! Khương Phàm khống chế thụ phong đài, nắm bùn đất phía trên trong tay. Phù chú bao trùm linh hồn bọn hắc liễm bộc phát trong nháy mắt. Trước một khắc còn giống như là y phục, sau một khắc lại như là dung nham. Giống! Cả đám đau đớn kêu thảm, linh hồn nhanh chóng thiêu đốt, bị phù chú vô tình thôn phệ, chiến khu cường hãn ẩm vang ngã xuống trên thụ phong đài. Bốn tôn thần ma cao ngạo, vậy mà tại thời điểm Khương Phàm giết tới đã trực tiếp mất mạng, mà cho đến lúc này, tiếng gào thét điên cuồng ở ngoài ngàn dặm mới truyền đến nơi này. Cả đám hắc liễm trong thoáng chốc đã nghe được, nhưng ý thức cũng theo đó mà lâm vào bóng tối vô tận. Các ngươi lại trốn đến phía sau, là nên nói các ngươi thông minh, hay là nên nói các ngươi? Không may. Khương Phàm cuốn đi bốn tôn thụ phong đài, bắt lấy chiến khu của bốn tôn thần ma, quay người đuổi giết liên minh đế tộc. Đông Hoàng Như Ảnh lần nữa thi triển chiều cường không gian, chỉ chiến trường đế tộc phía xa. Ầm ầm, liệt diễm sôi trào bỗng nhiên biến mất, vượt qua trời đất bao la, đâm đầu vào không gian hỗn loạn vặn vẹo. Mặc dù hư không đại bạo động, nhưng Đông Hoàng Như Ảnh vẫn bằng vào lực khống chế cường hãn, mang theo Khương Phàm giết tới sâu trong vòng chiến đế tộc. Không gian đổ sụp, liệt diễm tuôn ra, Khương Phàm mang theo năm tôn thủy tổ phân thân cường thế giáng lâm. Tiếng gáy to kinh thiên, xé rách cả không gian. Sáu tôn chu tước bá liệt vỗ cánh, điên cuồng phóng thích ra liệt diễm hừng lực. Liệt diễm mang theo uy lực hủy trời diệt đất, uy lực đốt cháy vạn vật, tiếp tục lao nhanh tới bốn phương tám hướng. Không phải Huyền Vũ Thái Tổ trải rộng ra chiến trường thủy lao 3000 dặm tại Minh Tôn Sơn sao? Khương Phàm dắt tay ngũ đại chu tước, cuồng bạo trải rộng ra chiến trường liệt diễm 3000 dặm tại chiến trường đế tộc. Đòn lại trả đòn, rút lui. Số lượng lớn thánh hoàng thất kinh điên cuồng chạy trốn đến khắp nơi. Lui ra. Tiếng Huyền Vũ Thái Tổ giống động cả trời đất, 300 cái lỗ đen cuồng kích thế gian, xuyên thủng liệt diễm, liên tiếp bạo tạc. Mỗi một cái lỗ đen lại cuồng dã phóng thích chiều cường vô biên, như biển động sôi trào tàn phá bừa bãi tám phương, từng cái lỗ đen liên tiếp phóng thích, như biển động toàn diện va chạm các phương, nhấc lên đại dương đại thế kinh khủng, cũng xua tan cả liệt diễm đang ầm ầm sôi trào. Thủy cùng hỏa va chạm. Nước dập lửa, lửa nấu nước. Nước lao nhanh trong lửa, lửa thiêu đốt ở trong nước. Năng lượng hủy diệt va chạm kinh khủng, cơ hồ muốn phá hủy cả vùng không gian này, cũng cưỡng ép phá tan chiến trường đế tộc. Trong đó có trên trăm cái lỗ đen thì lao thẳng đến Khương Phàm, sau đó. Tập thể bạo tạc. Trăm cái lỗ đen, trăm vạn dặm đại dương mênh mông. Ầm vang, bùng nổ. Sóng chiều kinh khủng mang theo năng lượng hủy diệt nghiền ép lên phía Khương Phàm cùng thủy tổ phân thân của hắn. Khương Phàm vỗ cánh, thủy tổ đi theo, đong đưa liệt diễm sôi trào toàn diệt, ngưng tụ ra mấy trăm vạn thanh hỏa kiếm cường hãn, điên cuồng bạo kích, tiễu sát toàn diệt, hải chiều mãnh liệt tách rời hầu như không còn, uy thế giảm cực mạnh. Con rùa già, đầu ngươi theo không kịp. Khương Phàm chặn đánh hải chiều bạo kích, sau một khắc, hắn mang theo năm tôn chu tước đuổi giết toàn bộ xuất kích. Hắn cũng không phải tới chơi nước, mà cố ý dùng thủy hỏa va chạm, bố trí tất cả chiến thuật cưỡng ép đại loạn tại toàn bộ chiến trường, tách ý chí đang sôi trào của đế tộc ra. Sáu tôn chu tước phóng thích toàn diện, va chạm trăm vạn dặm đại dương của bán đế Huyền Vũ, bộc phát toàn diện khủng bố như thế, uy lực trùng kích tuyệt đối có thể so với càn khôn đại táng. Không cho dùng đại táng. Lão tử vẫn có cách khác. Liệt diễm cùng hải triều bạo động tàn phá bừa bãi, cuồn cuộn mấy ngàn dặm. Cưỡng ép đánh vỡ tung tất cả thần ma cùng thánh hoàng. Thậm chí có mấy thánh hoàng xui xẻo trực tiếp bị nghiền nát, thiêu chết. Vài tôn thần linh gần đó đều bị trọng thương. Bạch Hổ Thiếu Hoàng, Huyền Vũ Thái Tổ đều bị cưỡng ép đẩy lui. Thủy Tổ Ngư, nghe nói các ngươi nhúng tay cuộc chiến Minh Tôn Sơn rồi. Tiếng Khương Phàm gáy to chói tai, thừa dịp giết lung tung Thủy Tổ chủ nhân chạy xa xa. Thủy Tổ Ngư xuất hiện, đánh sâu vào chiến trường Minh Tôn Sơn. Trực tiếp đưa đến đám người Thương Hàn Nguyệt chết thảm. Cơn lửa giận này, vẫn mãi đặt ở trong lồng ngực. Khương Phàm ở phía trước, Thủy Tổ ở bên cạnh, sáu tôn chu tước nhấc lên liệt diễm che khuất bầu trời, lấy lăng thiên thuật mở ra chiến trường, từ bốn phương tám hướng bao vây tiêu diệt Thủy Tổ chủ nhân. Huyền Vũ là chủ mưu, chúng ta chỉ phối hợp theo. Thủy Tổ chủ nhân kinh hãi, điên cuồng phun ra đại dương, cường thế nghênh chiến. Nhưng... Khương Phàm cũng không phải người nghênh kích những thần tôn tại Minh Tôn Sơn trước đó, đây là một tên siêu cấp biến thái từ đầu đến đuôi.
Lục đại chu tước nhanh chóng bao vây tiêu diệt, tại trước một khắc va chạm thủy tổ chủ nhân, mãnh liệt nhấc lên, dẫn dắt biển lửa phóng lên tận trời, kịch liệt xoay tròn. Một cơn gió lốc hỏa diễm siêu cấp thông thiên bạo động trong thủy hỏa, năng lượng cường thế thành hình ở giữa chiến trường hỗn loạn, theo tiếng gáy to kịch liệt của sáu tôn chu tước, hóa thành một tôn tuyệt thế luyện lô, cường quang vô biên, dung trời luyện đất. Cường hãn thủy tổ chủ nhân bị vô tình vây ở bên trong, điên cuồng thả ra hải triều tại cuồn cuộn liệt diễm cùng cực hạn nhiệt độ cao bên trong nhanh chóng bốc hơi. Chu tước quay quanh, hỏa luyện đại dương mênh mông. Thủy tổ chủ nhân kêu đau đớn thảm thiết mà điên cuồng bạo kích, lại một mực bị vây ở bên trong luyện lô vạn trượng. Khương Phàm cùng thủy tổ phân thân kịch liệt nhấc lên, không ngừng liên tục phóng thích liệt diễm khổng lồ, tàn nhẫn đốt cháy hải dương, nướng sống thủy tổ ngư. Thủy tổ chủ nhân mặc dù thành thần hơn ngàn năm, là thần tôn duy nhất trong tất cả thủy tổ ngư tại Cửu Châu thập tam hải, càng là thống soái chí cao của mấy triệu thủy tổ ngư, có địa vị cực cao tại yêu tộc. Nhưng kẻ nó đối mặt lại chính là Khương Phàm, là ngũ đại phân thân, là diệt thế phần thiên viêm. Uy lực dung luyện của phần thiên diệt thế viêm dưới sự thôi động của lục đại chu tước liên hợp bộc phát đến cực hạn. Chỉ mới trong vài phút mà thôi, tại thời khắc kịch biến khi liệt diễm cùng biển lửa trùng kích mấy ngàn dặm, tất cả thánh hoàng cùng thần linh đều chật vật tháo chạy, thủy tổ chủ nhân lại bị đốt sống chết tươi ở bên trong luyện lô của Khương Phàm. Thê thảm không gì sánh được. Thiên uy thần tôn đang ở kia. Đông Hoàng Như Ảnh ở trên lưng Khương Phàm nhìn ra xung quanh, thay hắn chú ý tất cả các thần ma tán loạn, tìm kiếm mục tiêu thích hợp. Nàng không để ý đến những thần ma, bình thường kia, mà là trực tiếp khóa chặt một đại gia hỏa. Khương Phàm không đợi triệt để luyện hóa thủy tổ chủ nhân thành đan dược đã thô lỗ kéo vào thông thiên tháp, hai cánh vỗ mạnh, khơi dậy liệp thần thương. Chương 2894 Chiến trường đại loạn 2. Oanh! Liệp thần thương thức tỉnh, huyết khí chiếu trời, như sinh ra từ địa ngục, sát khí cuồn cuộn, thần ma gầm thét, hung uy kinh khủng tràn ngập khắp đất trời, hải triều hỏa diễm bạo động ở xung quanh đều hứng chịu tới trùng kích mãnh liệt. Thiên uy thần tôn, nhìn nơi này. Khương Phàm vỗ cánh gào rít, cường thế đánh ra liệp thần thương, một loại đạo ngấn sát lục vô hình đi đầu đánh xuyên không gian, chỉ tới thiên uy thần tôn đang nhấc lên trong hỗn loạn. Thiên uy thần tôn bỗng nhiên giật mình, giống như bị xiềng xích siết chóc vô hình quấn quanh, ý thức đều biến thành mộ địa tung bay máu. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, cưỡng ép giữ vững thân thể, đón lấy phương hướng sát ý đột kích tế khởi vạn kiếp môn. Ầm ầm, liệp thần thương xuyên qua biển lửa, đâm vỡ nát hải triều. Cơ hồ trong chớp mắt đã giết tới, cuồng chiều sát lục như một cơn lốc mạnh mẽ bạo kích vạn kiếp môn còn không có rộng mở. Một tiếng vang thật lớn, long trời lở đất, rung động ngàn dặm vạn dặm. Hải triều, biển lửa cuồn cuộn ở xung quanh toàn diện nổ tung. Dữ dội xua tan ra trăm dặm không gian. Vạn kiếp môn mãnh liệt lắc lư, lưu lại một cái hố sâu nhìn thấy mà giật mình, mà lực trùng kích to lớn còn lay động cả đất trời, đè ép phía sau thiên uy thần tôn bay ra ngoài. Ngay sau đó, một thủy tổ phân thân truy tìm lấy quỹ tích của liệp thần thương, đuổi giết vạn kiếp môn. Sau đó là phân thân thứ hai, thứ ba. Các ngươi đều chết ở đâu rồi? Miệng thiên uy thần tôn đầy máu tươi, điên cuồng giống to, ngay giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, cưỡng ép mở ra cánh cửa vạn kiếp. Nương theo ba động khủng bố cuồn cuộn ngập trời, cánh cổng đen nguyên thủy mà phong cách cổ xưa ù ù mở ra, trong chớp mắt, cánh cửa xuyên suốt vũ trụ thâm không vô tận. Liên tiếp đến hệ thống thế giới. Một cơn sóng chiều to lớn tràn ngập đủ loại kiểu dáng tai nạn từ toàn bộ hệ thống thế giới cùng trong vũ trụ vô tận hấp thu đến, đánh đi qua trước mặt thủy tổ phân thân. Tán. Bên ngoài mấy trăm dặm, Đông Hoàng Như Ảnh cao giọng thét lên ra lệnh, cách từ rất xa kích phát ấn ký không gian trên ba bộ thủy tổ phân thân. Ba tôn chu tước nhanh chóng tiêu xạ mãnh liệt nhấc lên, khi vạn kiếp môn mở ra, trong chốc lát đã bỗng nhiên biến mất, phân tán hơn 10 dặm. Tiếp đó là vung ra một cái đường cong thật to, bổ nhào đi qua phía thiên uy thần tôn ở phía sau cánh cửa vạn kiếp. Bọn chúng tránh khỏi. Nhưng vạn kiếp môn đã mở ra. Thiên tai tận thế, thiên tai diệu thế, thiên tai hắc ám, cùng địa nạn, người khó, ma thần khó, tâm khó, hồn khó tràn ngập, vô số các loại kiếp nạn, mệnh số, sóng chiều tai nạn, hấp thu từ toàn bộ hệ thống thế giới và trong vũ trụ vô tận, cuồng dũng tới trước mặt. Hải triều chôn vùi, liệt diễm tháo chạy. Thủy hỏa bạo động bị uy lực vạn kiếp xuyên qua vòng xoáy khủng bố cùng trống rỗng. Một tôn thánh hoàng cùng kỳ bị vô tình vỡ nát, một tôn bát thủ thiên long bị đánh xuyên toàn bộ, một tôn thần cùng ba tôn thánh hoàng bị vật lộn, cuối cùng. Ngọa tào, ngươi!
Phu Ma Hoàng giật mình trước nguy cơ, vừa xoay người trong chốc lát, bị chiều dâng vạn kiếp đi ngang qua ngàn dặm đánh trúng. Máu thịt văng tung tóe, hài cốt vỡ vụn, bị vỡ nát tươi sống, ngay cả linh hồn đều vỡ nát bên trong kiếp nạn vô tận. Quá đột nhiên, đường đường là ma hoàng thì không đến mức chật vật như thế, nhưng xác thực. Đã kết thúc như vậy. Mẫu thân nó, đầu ngươi có hố sao? Đánh đúng mục tiêu đi chứ. Hắc Hoàng Thiên tức giận không kiềm chế được, trợn mắt nhìn Vu Ma Hoàng bị vỡ nát tươi sống ở cách đó không xa, Cửu Hoàng Hắc Ma Bia cũng không kịp sử dụng. Ở ngoài ngàn dặm, đối mặt với ba tôn Chu Tước đánh giết, Thiên Uy Thần Tôn không lo được lại mở ra vạn kiếp môn, hắn huy động hai tay, không gian rung chuyển, nương theo tiếng vang kinh thế, thiên hải sụp đổ, một nguồn uy lực cuồn cuộn chôn vùi tám phương, muốn mạnh mẽ đánh vỡ thủy tổ phân thân đang xông tới. Nhưng, Khương Phàm cũng không phải đến tỉ võ với hắn, mà là phải bắt được cơ hội hỗn loạn ngắn ngủi, tạo thương vong mức độ lớn nhất. Cho nên, khi hắn đang đẩy ra chiều cường chôn vùi, đồng thời, ba tôn thủy tổ phân thân đã liên tiếp dẫn bạo. Mặc dù còn cách gần trăm dặm, nhưng ba tôn phân thân cảnh giới đỉnh phong bạo tạc, mấy ngàn dặm đều có thể triệt để hủy diệt. Ầm ầm, năng lượng do Thiên Uy Thần Tôn trải rộng chôn vùi ra cùng ba tôn Chu Tước tự bạo trong chốc lát đã tuôn ra mấy ngàn dặm, thậm chí còn ảnh hưởng hơn vạn dặm. Còn lần nữa bạo động tại hải triều cùng hỏa diễm tàn phá bừa bãi, trùng kích kinh khủng để các thần ma đang muốn cưỡng ép ổn định lần nữa bay ra ngoài. Chật vật đến xấu hổ, hỗn loạn đến bi phẫn. Ngay cả Thiếu Hoàng Bạch Hổ cưỡng ép bước lên trong cơn nóng giận đều bị mảnh chiều cường tự bạo kinh khủng này bao phủ, thật vất vả mới xông ngang mấy trăm dặm, lần nữa tháo chạy hơn nghìn dặm. Khương Phàm lấy sức một mình, đại loạn chiến trường. Cái gì gọi là cường hãn? Cái gì gọi là bá thế? Đây chính là hiện ra phát huy vô cùng tinh tế nhất. Đều nhìn kỹ cho ta, cái này gọi, đồ thần. Khương Phàm dương cánh gáy to, âm thanh chấn đoạn cả đất trời. Từng luồng cường quang hừng hực sáng chói bộc phát từ toàn thân, lướt qua tất cả lông vũ hoa lệ, dội thẳng tới bầu trời. Đó là phần thiên chiến vực, do áo giáp hóa thành cự đao kình thiên. Đao dài 3.000 mét, sôi trào lên liệt diễm, ầm ầm điếc tai. Phần thiên diệt thế viêm hóa thành Chu Tước tôn quý, nguyên hỏa vạn vật hóa thành nhân xà, hai đại yêu thể quay quanh dương cánh, tiếng gáy to, tiếng rít gào vang vọng tới chân trời, rung động cả linh hồn. Bát hoang tuyệt diễm, thì cuồng nạp uy lực chiến tranh vô tận, sôi trào lên luyện ngục hắc ám thần ma rơi xuống, đất trời tung bay máu. Tế thiên thức, chiến khu hư vô của Khương Phàm rung động mãnh liệt, bộc phát ra tuyệt thế chiến uy, chiến đao 3.000 mét tụ tập uy lực đất trời mênh mông. Thôn nạp uy lực bạo tạc niết bàn trước đó, hình thành đao cương tuyệt thế thông thiên đạt. Đao cương 9 vạn mét thẳng tới đỉnh cửu thiên. Như trụ trời thác thiên, để toàn trường rung động. Không chỉ có chiến trường hỗn loạn, cho dù là ngoài vạn dặm, đao cương tuyệt thế thôn thiên nạp địa đều rõ ràng lọt vào trong tầm mắt, rung động lòng người, uy áp càn khôn. Không! Vĩnh Dạ ở phía xa gầm thét. Giống! Bầy yêu gào thét chiến trường. Bọn hắn tức giận đến không kiềm chế được. Sát ý ngập trời, nhưng bắt đầu là một ngọn sóng thủy hỏa đã tách toàn bộ bọn hắn ra, tiếp đó là ba tôn Chu Tước tự bạo, lần nữa gian lận thanh lý bên trong chiến trường. Trong ngàn dặm, chỉ còn sót lại mỗi Khương Phàm cùng Thiên Uy Thần Tôn. Cái kia nào chỉ là chiến trường, càng giống như là pháp trường. Pháp trường giết chóc chém đầu thần tôn. Chương 2895 chém đầu, Thiên Uy Thần Tôn. Thiên Uy Thần Tôn bị ba tôn thủy tổ phân thân nổ tới be bét máu thịt. Không chỉ có cánh tay vỡ vụn, nội tạng chảy ngang, còn rời xa vạn kiếp môn. Ngay cả ý thức đều bị nổ đến hỗn loạn. Cho đến khi tiếng giống giận kia của Khương Phàm vang vọng chiến trường, thần uy khủng bố của đao cương thông thiên cuồn cuộn khắp nơi, Thiên Uy Thần Tôn mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn cưỡng ép kích phát yên diệt lĩnh vực, muốn xông đến vạn kiếp môn. Vậy mà bị nhằm vào ngay đầu tiên. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Nhưng... hắn vẫn chưa hoàn toàn chống ra yên diệt lĩnh vực, lại đột nhiên bị giam cầm bất động. Ngươi, đi đâu? Thanh âm lạnh lẽo rõ ràng lọt vào tai, Thiên Uy Thần Tôn mở to con ngươi kinh hãi, đột nhiên ngưng lại. Mặc dù không quen biết, mặc dù không thấy mặt, nhưng giờ khắc này vẫn đã đoán được thân phận âm thanh kia. Đông Hoàng như ảnh mỹ lệ ưu nhã, tôn quý thanh cao, giống như tiên tử sống trên thiên đình, nhưng ở trên chiến trường bạo loạn giờ phút này. Vẫn hiên ngang anh tư, ra tay quả quyết như cũ. Tại thời điểm Khương Phàm tế lên phần thiên chiến vực, do hai tôn thủy tổ Chu Tước toàn lực bảo vệ, nàng cưỡng bức xông vào đầu nguồn bạo tạc. Ầm ầm,
thiên trụ linh côn phát ra tiếng vang lớn rung trời, dưới sự kích phát của sóng chiều không gian mà tăng vọt quy mô, bên dưới trấn sơn hà, bên trên kình khung trời, một loại uy thế cường đại giam cầm đất trời dưới sự phối hợp của con sóng không gian, lấy tư thái tuyệt thế vô địch, nắm phạm vi trăm dặm trong tay. Tiểu bối, thả ta ra. Thần tôn ngươi năm đó gặp ta đều phải khách khí, ngươi, không đủ tư cách. Thiên uy thần tôn điên cuồng bộc phát, sóng chiều chôn vùi được phóng thích cực hạn. Cơ thể tàn phế, vùng vẫy dẫy chết. Đông Hoàng như ảnh lạnh lẽo nói nhỏ, lực lượng không gian phối hợp với thiên trụ linh côn, ngạnh kháng yên diệt lĩnh vực phóng thích. Thiên uy thần tôn là đỉnh phong thần linh, thực lực cực kỳ cường hãn, nhưng bất đắc dĩ vừa mới bị thương nặng, điên cuồng phóng thích cũng chỉ là miễn cưỡng phát triển lĩnh vực phạm vi nhỏ. Mà ngay tại giờ khắc này, cực hãn thúc dục phần thiên chiến đao, ba loại thần viêm đỉnh phong với thần lực bao quanh, hấp thu lực lượng hủy diệt của ba tôn chu tước bạo tạc, giống như trụ trời sụp đổ, lại như thể tinh thần quét ngang, nộ phách xuống phía thiên uy thần tôn. Trời đất rung chuyển, không gian lay động, năng lượng trên chiến trường tán loạn mãnh liệt. Ngay cả Đông Hoàng như ảnh đều tiếp nhận áp bách to lớn, như là thiên thế giáng lâm, chấn sát thần linh. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Đông Hoàng như ảnh bứt ra rút lui. Thiên uy thần tôn cưỡng ép thoát khốn, muốn thôi động yên diệt lĩnh vực thôn phệ mình. Nhưng, cuối cùng vẫn đã chậm mấy phần. Ầm ầm, phần thiên đao cương bạo kích lỗ đen, răng rắc giòn vang, oanh minh bạo động, như là rung chuyển hệ thống thế giới, âm thanh truyền tới nghìn vạn dặm, trùng kích đến tất cả thần linh cùng thánh hoàng. Dưới sự chú ý của toàn trường, dưới sự chứng kiến của đế tộc, Khương Phàm phần diệt thủy tổ chủ nhân, lại chém chết thiên uy thần tôn. Bá uy vô biên, càng là nhục nhã cực điểm. Sát thần, chính là đơn giản như vậy. Không, Vĩnh Dạ muốn rách cả mí mắt, thiên quân đã chết, thiên uy lại vong, bọn hắn đều là lãnh tụ của đế tộc. Cuồng ngạo, sức một mình còn muốn khiêu chiến liên quân đế tộc, người đã đến, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài được nữa. Huyền Vũ Thái Tổ giận dữ, vậy mà hắn dám mượn thủy thế của nó, dẫn phát tai nạn như vậy. Thực lực vô hạn tới gần bán đế bộc phát toàn diện, thôi động hải triều từ bốn phương tám hướng cưỡng ép tiến lên, vây quanh qua phía Khương Phàm. Thánh Hoàng cùng thần linh còn lại, toàn bộ lui đến bên ngoài, chặn đánh chư thần Thương Huyền. Phần thiên thần Hoàng, người đây là tự chui đầu vào lưới. Người sắp chết ở chỗ này. Thiếu Hoàng Bạch Hổ sôi trào sát khí, thần uy cuồn cuộn, lấy bạo tẩu thôi động thực lực đại tăng, đạp tan thâm không, đụng đổ chiều cường sóng lớn, thôi động sát lục niệm châu lao thẳng đến Khương Phàm. Phần thiên thần Hoàng, ta đến chiếu cố ngươi. Ngao Lê với thân rồng 10 vạn mét cuồng lực ngập trời, cưỡng ép chống đỡ liệt diễm cùng hải triều bạo động, mãnh liệt đong đưa, lên tiếng gào thét, tất cả long văn đều như là sống lại, sôi trào hào quang tử kim, ngang nhiên đuổi giết Khương Phàm. Mục tiêu vốn là thiên hậu, nhưng bây giờ, hắn muốn dắt tay Huyền Vũ, Bạch Hổ, vây bắt phần thiên thần Hoàng. Nghênh chiến, Thánh Hoàng cùng các thần linh còn lại mượn nhờ chiều cường bạo động hỗn loạn, nhanh chóng kéo dài khoảng cách trong lúc tháo chạy, rút lui đến bên ngoài mấy ngàn dặm, sau đó dứt khoát chớp nhoáng đánh tới chi đội Thương Huyền nghênh đón ở phương xa. 3-1, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Cự Long. Ha ha, ha ha, ha ha ha, đến đây. Khương Phàm không những không sợ, ngược lại còn tăng vọt sát ý, ba bản thân thức tỉnh toàn diện, kích phát thực lực tăng vọt gấp 3, phạm vi hư vô toàn thân đạt đến chừng 6 phần. Hắn cao giọng gào rít, dắt tay hai tôn thủy tổ phân thân, ngang nhiên nghênh kích Huyền Vũ Thái Tổ, Bạch Hổ Thiếu Hoàng, cùng đỉnh phong Cự Long. Một trận tập kích, đảo loạn toàn trường, giết 6 tên, bây giờ lại kềm chế 3 tên. Đáng giá! Khương Phàm toàn lực ứng phó, nghênh chiến thảm liệt vây bắt. Đông Hoàng như ảnh nghiêm túc, tay trái là thiên trụ linh côn, tay phải là vòng xoáy không gian, nghiêm mật chú ý chiến trường, phối hợp Khương Phàm cùng hai tôn chu tước phân thân phản kích bất cứ lúc nào. Bọn hắn đối mặt là tam đại tổ thú, chí tôn tuyệt đối của yêu tộc, trước đó đã từng được lĩnh giáo từng bên, bây giờ thì là lấy một địch ba. Hắn vậy mà. Triệu Thanh Duẫn ở phương xa vừa thấy trận bạo động kinh khủng, lại không nghĩ tới hắn cũng dám đi đầu giết chiến trường, không chỉ có giải quyết nhiều thần linh cao ngạo, còn đảo loạn tất cả cường giả. Nhất là bốn tôn thần chết lúc đầu kia, đơn giản là giống như nằm mơ. Chu Phục Sinh, Thái Uyên thần tôn đều tái nhợt sắc mặt. Tên điên kia lại cường hãn đến trình độ này sao? Miểu sát bốn tôn thần, trở lại còn liên sát hai tôn thần. Đó là thần nha. Là thần linh cao ngạo cường hãn, vượt lên trên chúng sinh. Lại bị hắn liên tiếp oanh sát.
nhất là khí thế cường đại thẳng tiến không lùi, điên cuồng vô độ kia, thật sự là để cho người ta sợ hãi. Tên điên từ đầu đến đuôi. Chuẩn bị. Đáy mắt Triệu Thanh Duẫn lấp lóe ý lạnh, chỉ dựa vào thực lực của bọn người Khương Phàm này còn chưa đủ lấy đè sập liên minh đế tộc, nhưng địa ngục có vấn đề, chắc chắn sẽ xuất hiện chuyển hướng, bọn hắn không thể không sớm nhúng tay. Chuẩn bị. Chu Phục Sinh, Thái Uyên Thần Tôn đều sâu hít một ngụm khí lạnh, kích phát linh văn, sẵn sàng chiến đấu. Chương 2896 chúng ta, tới. Nhưng, Chu Phục Sinh lại nhìn qua liệt diễm Chu Tước ngang nhiên nghênh kích tam đại tổ thú nơi xa, tâm tình trở nên phức tạp. Khương Phàm bắt đầu đã giết ngay 6 tôn thần, để chênh lệch của hai bên nhanh chóng thu nhỏ, lại thêm địa ngục nơi xa bôn tập, trận này hôm nay rõ ràng là chiến tranh có biến cố không chút lo nghĩ. Chẳng lẽ, Thương Huyền còn có hy vọng? Chẳng lẽ, Khương Phàm thật sự có thể đánh lui đế tộc xâm lấn? Cái ý nghĩ này lúc trước tuyệt đối sẽ không xuất hiện, vậy mà lại lặng lẽ xuất hiện trong lòng. Triệu Thanh Duẫn giống như đoán được ý nghĩ của Chu Phục Sinh, lạnh nhạt nhắc nhở. Đế tộc, chung quy vẫn là đế tộc, bọn hắn quá mạnh, cũng không phải điều mà vạn thế có thể so sánh. Nhất là Huyền Vũ Thái Tổ, Bạch Hổ Thiếu Hoàng cùng Cự Long Ngao Lê, bọn hắn đại biểu cho thực lực mạnh nhất của đương kim thế giới yêu tộc, nhất định có thể trấn áp hắn. Nếu như hôm nay ngươi làm ra lựa chọn sai lầm, hậu quả do chính ngươi gánh chịu. Ầm ầm. Thiên Hậu, Kiều Vô Hối 11 vị thần linh, 34 vị thánh hoàng, kích ra linh văn cường thịnh, sôi trào sát ý cuồng liệt, ép về phía chiến trường cường đại đang tập kết. Bọn hắn phấn chấn, bọn hắn cuồng nhiệt, bọn hắn thẳng tiến không lùi. Bọn hắn chưa bao giờ tràn đầy hy vọng đối với thắng lợi giống bây giờ như vậy. Tu La lúc nào cũng có thể đến tiếp viện. Khương Phàm càng là phối hợp với Đông Hoàng Như Ảnh mở cho bọn hắn một cái bẫy đặc sắc tuyệt luân. Chẳng lẽ, bọn hắn thật có thể triệt để kết thúc cuộc chiến Thương Huyền vào hôm nay? Có thể, có thể, có thể. Bọn hắn, có thể. Giết! Kiều Vô Hối vỗ cánh gáy to, Ngưu Chính Uyên nắm chỉ giống lớn, Hồng Hoang Thiên Long vỗ cánh cuồng khiếu. Hôm nay, bất luận như thế nào, bọn hắn đều muốn cho vạn thế, cho Thương Huyền, giết ra một cái tương lai. Nghênh chiến. Huyền Đàm, Huyền Mang, Lão Yêu Thần, 13 vị thần linh, 37 vị thánh hoàng, tăng vọt chiến ý, sôi trào nhiệt huyết, hung hăng ép tới phía các cường giả Thương Huyền, lại cách rất xa đã khóa chặt mục tiêu của mình. Mặc dù bọn hắn bị vỡ tung đội ngũ, bị đả kích lòng tin, nhưng đế tộc kiêu ngạo lại kích ra chiến ý mãnh liệt trong bọn hắn. Bọn hắn, không thể nào lại thất bại. Ầm ầm. Hai quân đội đế tộc cùng Thương Huyền giống như biển động che trời kéo dài hơn nghìn dặm, đối diện va vào nhau, trong chốc lát đã bộc phát cuồng chiều năng lượng, dung chuyển cửu thiên thập địa, bầu trời cuồn cuộn, đại địa nứt ra, ngay cả hàng tỷ sinh linh tụ tập sâu trong đại hạ hoàng triều đều rõ ràng cảm nhận được chấn động mãnh liệt. Đây là trận quyết chiến lớn cực kỳ quan trọng, càng là cuộc chiến kết thúc trong lòng hai bên. Chiến ý bạo động, cuồng tính đại phát. Kiêu ngạo cùng bất khuất trong lòng. Càng là kích phát ra sát lục không sợ trong tim. Hắc Hoàng Thiên Mang theo hình Thiên Ma Hoàng, Kình Thiên Ma Hoàng, Tam Đại Ma Hoàng vây bắt thôn Thiên Ma Hoàng. Giới chủ thì mang theo lửa giận báo thù, khóa chặt Long Thần Ngao Tấn mạnh nhất Thiên Long tộc. Thiên Hậu lao thẳng tới Bạch Hổ đỉnh phong nguy hiểm nhất, Lão Yêu Thần Địch Khuê. Hồng Hoang Thiên Long cuồng bạo hoành hành đuổi giết Thiên Kiêu mạnh nhất Thái Sơ, Vĩnh Dạ. Kiều Vô Hối thì đối mặt với kẻ khống chế đế cốt cường đại, Đế Tử. Còn lại là trên chiến trường thần cấp. Tần Vị Ương tái chiến Huyền Mang, Ngưu Chính Uyên nội chiến Huyền Đàm, Cổ Tác Nhân dây dưa với Tân Thần Bạch Hổ, Địch Không Cổ Thần liều mạng với Thiên Long Ngao Anh, Kim Vô Song đại chiến Thái Âm Ngọc Thố. Mặc dù bọn người Khương Quỳ trên chiến trường Thánh Hoàng thoáng không đủ, nhưng được ba vị không gian Thánh Vương là Đông Hoàng Như Yên, Đông Hoàng Minh, cùng Đông Hoàng Minh vệ phối hợp, cũng coi như miễn cưỡng có thể đè ép được trận cước. Trong đó, Khương Diễm, Dương Biện và một số người càng là chiếm cứ ưu thế. Hai bên đánh cho khí thế ngất trời, đánh đến điên cuồng hung tàn. Năng lượng tàn phá bừa bãi, trời long đất lỡ. Tiếng gầm thét rung trời, lại tùy ý múa bút. Như là sâu trong biển máu, hận không thể trực tiếp liền giết chết đối phương. Nhưng, Thương Huyền đang điên cuồng trùng kích, đồng thời cũng không có đánh mất lý trí, đều thoáng duy trì mấy phần khắc chế, chờ đợi Tu La gấp rút tiếp viện. Chỉ cần bọn hắn có thể kiên trì nửa giờ, mấy triệu quỷ tộc địa ngục chắc chắn sẽ chấn động toàn trường. Những liên quân đế tộc này mặc dù nhìn đằng đằng sát khí, nhưng giữa nhau cũng không phải chân thành hợp tác, chỉ là liên minh trên danh nghĩa,
một khi bị trọng thương, liên minh sẽ tan rã. Đến lúc đó, chính là thời khắc bọn hắn phản kích toàn diện. Chịu đựng. Thiên hậu không ngừng hét thật lớn trong lúc ác chiến, nhắc nhở lấy tất cả chiến trường. Tiền kỳ cần phải cầu ổn, cho dù là có cơ hội, cũng đừng mạo hiểm. Dù sao tất cả đối thủ cũng đều là cường giả cấp thánh hoàng cùng thần cấp, cũng đều là huyết mạch hung ác nhanh nhẹn dũng mãnh, cũng không phải có thể chém giết đơn giản như vậy. Một khi tự bạo thì sao? Thiên hậu không nguyện ý thấy lại có người hy sinh. Thiên hậu không ngừng la lên, đưa tới một bộ phận đế tộc cường giả hoài nghi, nhưng đa số lại đều không có quá để ý, cũng là cố ý duy trì thực lực, chờ đợi cơ hội. Cơ hội, chính là chiến trường thái tổ nơi đó. Mặc kệ Khương Phàm mạnh bao nhiêu, tuyệt đối gánh không được tam đại đỉnh cấp đế mạch vây bắt. Không nói trực tiếp chém giết, chỉ cần có thể đánh cho trọng thương, thái tổ đã có thể cưỡng ép ngăn chặn, mà thiếu hoàng cùng Ngao Lê cũng có thể thoát thân. Lấy thực lực của thiếu hoàng cùng Ngao Lê, hoàn toàn có thể từng bước săn giết toàn trường, phóng thích càng nhiều thần linh. Đến lúc đó, toàn diện phản kích sẽ tiến đến. Ác chiến thảm liệt trải rộng ra mấy ngàn dặm chiến trường, trong bạo loạn mang theo điên cuồng, trong điên cuồng lại lộ ra khắc chế. Phía đông chiến trường, hắc ám như biển gầm sôi trào, che khuất bầu trời cuồn cuộn về phía trước. Những nơi đi qua, cây cối khô kiệt, đại địa khó khăn. Bên trong là âm phong kêu gào, là minh hỏa lấp lóe. Bên trong là ác quỷ hoành hành, là quỷ thú phóng tới. Tu La cầm đầu, mang theo mấy triệu chiến hồn xông lên phía trước nhất. Tay hắn cầm chiến đao, khí tức sát lục ngập trời, chiến ý mênh mông phun trào tại hồn thể, ấn ký khế ước lấp lóe tại thần thai, có thể mượn dùng thực lực của chủ nhân huyết hà, chủ nhân hoàng tuyền, cùng chủ nhân luyện ngục bất cứ lúc nào. Hắn không quan tâm tất cả hậu quả. Điều hắn quan tâm là kết quả khi hai người Khương Phàm, Thiên Hậu bọn họ giãy giụa. Quan tâm là nguyện vọng chưa hết cùng cơn tức giận trước khi chết ở kiếp trước kia của hắn. Hắn muốn báo thù, dù là đánh vỡ sinh tử cấm kỵ, dù là hồn phi phách tán, vĩnh viễn không luân hồi. Giết, giết, giết. Mấy triệu chiến hồn hoành hành, theo sát Tu La, đuổi giết đại hạ chiến trường xa xôi. Chương 2897 ám sát. Mặc dù đã là quỷ, mặc dù là hồn. Nhưng vào một khắc bọn hắn xông ra khỏi u minh này, vẫn tự phát sắp xếp ra trận hình chỉnh tề, dùng tư thái quân dung kiêu ngạo nhất, hiện ra ở trước mặt Thương Huyền Đại Lục đã lâu. Như là trở lại thời đại ngàn năm trước, trở lại cái thời kỳ chiến tranh khắc cốt ghi tâm kia. Mặc dù nhân gian giới đã không còn hữu hảo đối với bọn hắn, mặc dù hào quang hừng hực cùng sinh cơ nồng đậm mang cho bọn hắn tổn thương cực lớn. Nhưng bọn hắn vẫn phấn chấn kích động, vẫn hò hét cao vút. Nơi này là quê hương của bọn hắn, nơi này là nơi mà bọn hắn đã từng phấn đấu vì đó, cũng nơi hiện ra sinh mệnh. Trận quyết chiến sau cùng. Chúng ta, đến rồi. Chủ nhân huyết hà, chủ nhân hoàng tuyền, chủ nhân luyện ngục, chủ nhân âm ngục, chủ nhân vạn ác, ngũ đại quỷ hoàng theo sát phía sau, riêng mình dẫn đầu quỷ tộc khổng lồ đuổi giết đại hạ chiến trường. Huyết hà lao nhanh, vạn tuyền tề phát, chín phần hoàng tuyền, từng cái như rồng. Âm lôi cuồn cuộn, cuồng kích thiên địa, âm khí gào thét, vạn quỷ hoành hành, ác thú rít gào, sát lục vô biên. Bọn hắn có thể là tự nguyện, có thể là bị ép, cũng đều nhận lấy thiên địa pháp tắc ảnh hưởng. Thực lực tổ nhại cực lớn, đau đớn không chịu nổi, nhưng chiến tranh khổng lồ như thế, sự kiện lịch sử quan trọng như vậy, có thể tham gia một lần, đối với cuộc sống nhàm chán mười mấy vạn năm của bọn hắn mà nói, thật sự là kích thích. Về phần hậu quả, dù sao toàn bộ địa ngục cũng không thể nào từ bỏ toàn bộ bọn hắn, kết cục cuối cùng, chỉ là hy sinh mỗi Tu La mà thôi. Nhưng, để đế tộc, Thương Huyền, cùng Tu La đều không có nghĩ tới là, một trận đột phát kịch biến lại đột nhiên bộc phát ngoài ý liệu. Triệu Thanh Duẫn không muốn chiến tranh Thương Huyền sớm kết thúc, càng không hy vọng là vạn thế chiến thắng kết thúc, nếu không thế cục thiên hạ sẽ triệt để thay đổi. Cho nên, Triệu Thanh Duẫn, Chu Phục Sinh, Thái Uyên Thần Tôn, cùng Chu Nguyên Bá, năm vị Thánh Hoàng, thừa dịp hai bên giết tới điên, giết tới quên mình, mượn nhờ cuồng chiều năng lượng bạo loạn làm hỗ trợ, từ trên trời hoặc dưới mặt đất, xen kẽ đến sâu trong chiến trường, khóa chặt mục tiêu của mình. Triệu Thanh Duẫn cùng Chu Phục Sinh phối hợp với nhau. Tìm được mục tiêu hàng đầu, cũng là mục tiêu cực kỳ quan trọng Kiều Vô Hối. Đây là truyền nhân của Khương Phàm, cũng là lãnh tụ Phượng Hoàng, bất luận là thân phận hay là thực lực, đều đáng để chiếu cố đầu tiên, cũng có thể sinh ra ảnh hưởng cực kỳ quan trọng đối với chiến trường rằng co giờ phút này. Đối với Triệu Thanh Duẫn mà nói, giết Kiều Vô Hối, cũng càng có ý nghĩa.
Kiều Vô Hối đang chém giết cùng đế tử. Mặc dù trên huyết mạch Kiều Vô Hối hơi thua đế tử do đế quân tạo nên, nhưng ở trình độ nào đó mà nói, vẫn tương đối điên cuồng đối kháng được hai đại đế tử. Là, bất diệt, cùng, hỗn loạn, tranh giành sinh tử. Trận chém giết nơi này không thể nghi ngờ là một trong những vòng chiến đặc sắc nhất trên toàn trường, cũng là trận quyết đấu cực kỳ quan trọng. Đế tử giết tới sôi trào, huyết mạch bạo động, sát chiêu ra hết, điên cuồng áp chế Kiều Vô Hối. Nhân tộc thảm bại để hắn canh cánh trong lòng, hắn đã lập lời thề phải báo thù tại trận chiến thứ hai, mà mục tiêu trước đó là đối với kháng với Khương Phàm, vậy mà bây giờ lại luân lạc tới đối với kháng hài tử của Khương Phàm. Phần sỉ nhục này cũng kích thích hắn càng đánh càng cuồng. Kiều Vô Hối huyết chiến mấy chục năm, mặc dù liên tục gặp trọng thương, nhưng lần nào lại không phải vượt cấp mà chiến, lần nào không phải không thể khiêu chiến. Vô số lần tuyệt địa cầu sinh, để hắn tích lũy kinh nghiệm phong phú. Nương tựa theo thiên phạt thần kiếm cùng bất diệt huyết mạch, không sợ chết ác chiến với đế tử. Cho nên, toàn trường cứ việc đều đang giằng co, nơi này lại giết cuồng bạo mà đầy máu. Uy lực nghịch ngũ hành. Đế tử cuồng kích hai tay, hoắc loạn trời đất. Từ phân thân hấp thụ uy lực ngũ hành, phối hợp với truyền thừa hỗn loạn của bản thân, bị hắn diễn biến ra uy lực nghịch ngũ hành đăng phong tạo cực. Ngũ hành chính là nguyên lực tự nhiên, nghịch loạn ngũ hành đồng đẳng với nghịch loạn tự nhiên. Kim mộc thủy hỏa thổ đều sụp đổ ở ngay trước mặt, có thể so với hủy diệt tự nhiên. Ầm ầm, nương theo bạo hưởng kinh thiên động địa, ngũ hành hoắc loạn, đất trời gào thét, Kiều Vô Hối sôi trào lên liệt diễm bị vô tình xé rách, ngay cả kinh hãi mạch cùng năng lượng bên trong khí hải đều giống như muốn bạo loạn. Thần tử nho nhỏ, cũng xứng chặn đánh đế tử ta. Cuồng ngạo, thay lão tử ngươi đền mạng. Đế tử hoành hành nghịch ngũ hành, đế cốt vần quanh trên tay kích phát đế uy bành trướng. Trùng kích cánh tay, kích phát tiềm lực huyết mạch cực hạn. Gương mặt hắn dữ tợn, vung mạnh quyền bạo kích, những nơi nắm đấm đi qua, không chỉ có không gian hoắc loạn, trật tự thiên địa đều như là mở đường tại trước mặt hắn. Keng! Thương thương thương! Trong nháy mắt, trọng quyền bạo kích hơn 30 lần, toàn bộ đánh vào bên trên thiên phạt thần kiếm. Thiên phạt thần kiếm âm vang tranh minh, xé rách hai tay Kiều Vô Hối, mang theo máu tươi gào thét mà đi, mà hỗn loạn bạo động càng đánh bay Kiều Vô Hối. Liệt diễm tán loạn, lông vũ tung bay. Kiều Vô Hối giống như là viên thiên thạch gào thét lên đánh tới đại địa. Để ta xem ngươi có thể sống mấy lần. Đế tử mang thai sát huy vô biên, bộc phát toàn diện. Hỗn loạn xé rách thiên địa, nghịch loạn càn khôn, tất cả mọi thứ trước mặt đều đang sụp đổ, mà hắn lại đưa thân vào trong bóng tối, như là chủ nhân thế giới, muốn trọng chỉnh trật tự của mình. Kiều Vô Hối va chạm đại địa mãnh liệt nảy lên, lại phóng lên tận trời. Không chần chờ chút nào, liệt diễm tuôn ra, hỏa vũ như kiếm, dày đặc mà cường thế nghênh kích đất trời hỗn loạn. Hắn có ý chí cứng cỏi, huyết mạch thần hoàng cuồn cuộn khắp toàn thân, linh vũ tung bay, chặn đánh cái thế giới không có trật tự kia. Ngay tại u thời khắc cực kỳ quan trọng này, khí tức thái âm cuồn cuộn, lạnh lẽo đến tận xương, như quỷ thành giáng lâm, âm vang tranh minh, một đạo quá âm cự kiếm từ bên trong chiều cường hỗn loạn đằng xa đột nhiên xông ra, lao thẳng đến Kiều Vô Hối. Gần như là đồng thời, mặt đất sụt lún, hắc ám như vực sâu, như là trao đổi u minh địa ngục. Đó là cửu thiên huyền hỏa diễn biến vòng xoáy tử vong, tử khí cuồn cuộn, giá lạnh tuyệt vọng, một thanh tử vong chiến đao tránh thoát khỏi u minh, xông ra khỏi vòng xoáy, thanh âm âm vang khiến toàn trường hồi hộp. Quá âm cực kiếm, tử vong chiến đao, bao quanh xiềng xích u minh tuyệt vọng, càng khuấy động âm lôi cuồn cuộn. Một cái ở trên, một cái ở dưới, giống như là lưỡi hái của tử thần. Thẩm phán sinh tử. Thời cơ, nắm quá chuẩn. Chính là thời khắc mấu chốt lực chú ý cùng sát chiêu của Kiều Vô Hối toàn bộ khóa chặt đến đế tử. Chương 2898 Thái âm thần viêm. Sắc mặt Kiều Vô Hối kịch biến, không chần chờ chút nào, ngang nhiên dẫn nổ chính mình. Lấy thoát sinh chi thuật bất diệt thần hoàng dẫn bạo bạo tạc uy lực thần cấp. Ầm ầm. Không gian sụp đổ, chiến trường oanh minh. Bạo tạc kinh khủng nhấc lên liệt diễm vô tận cùng chiều dâng hủy diệt tuôn ra bốn phương tám hướng, chống cự trật tự chấn áp lại tràn ngập đất trời, đánh thẳng vào quá âm cực kiếm cùng tử vong chiến đao. Nhưng, đất trời hỗn loạn trật tự diễn biến trật tự hoàn toàn mới, hoàn toàn rời khỏi với thế giới thật sự mà tồn tại, quá âm cực kiếm càng là thái âm cực diễm ngưng tụ ra, sát huy vần quanh chém chết luân hồi, tử vong chiến đao càng là địa ngục biến thành, tràn ngập vô tận tử khí. Kiều Vô Hối nổ tung tạo ra liệt diễm hủy diệt mặc dù cường hãn càng bá đạo, lại không thể hoàn toàn phá tan bọn chúng.
À à à, linh hồn Kiều Vô Hối kêu rên trong liệt diễm, đau đến không muốn sống, như là thoát sinh đưa tới tự bạo chính là chân chính hủy diệt của hắn. Cũng may bất diệt thần viêm đủ mạnh, huyết mạch thần hoàng mạnh hơn, sau khi trải qua ngắn ngủi đau đớn, quả thực nương tựa theo sự ảo diệu của Niết Bàn tụ lại liệt diễm bạo động, muốn dục hỏa trùng sinh. Nhưng, một bóng hình xinh đẹp phong hoa tuyệt đại vượt qua chiến trường, dứt khoát quyết nhiên xông vào sâu trong đoàn tụ liệt diễm. Ánh mắt nàng lấp lóe, thanh lãnh cao ngạo, trong áo choàng gào thét phác họa ra dáng người hoàn mỹ, một tiếng lạnh lùng thốt, thái âm cực diễm mang theo vô tận khí âm hàn ầm vang bộc phát, nuốt sống bất diệt thần viêm đang đoàn tụ. Ngươi là ai? Kiều Vô Hối đang đoàn tụ linh hồn nhận lấy áp bách cực lớn, liệt diễm âm trầm màu đen vậy mà điên cuồng hấp thu năng lượng thần viêm của hắn. Ngươi là nhi tử Kiều Hinh, bọn hắn đều đã chết, ngươi dựa vào cái gì còn sống? Ngươi không nên thuộc về thời đại này, xuống dưới theo ca ca ngươi đi. Hắn đã chết 1103 năm. Đầu ngón tay Triệu Thanh Duẫn xoay chuyển, chỉ lên trời một kích, thái âm cực diễm khủng bố bộc phát, giống như vực sâu vô tận nuốt sống bất diệt thần viêm. Bất diệt thần viêm kịch liệt cuồn cuộn, lại giống như bị hấp thu lực lượng bản nguyên thần viêm, nhanh chóng suy bại cùng ảm đạm. Thái âm cực diễm, khắc tinh của thiên hạ vạn hỏa. Thái âm thần viêm, càng là phát huy loại uy lực này đến cực hạn, đủ để khắc chế thần viêm. Nương theo tiếng hét thê lương, bất diệt linh hồn của Kiều Vô Hối lại bị sống sờ sờ rút ra khỏi cuồn cuộn hỏa diễm, bị Triệu Thanh Duẫn nắm trên tay. Ngươi chính là Triệu Thanh Duẫn. Đế tử tức giận, giết nửa ngày, thật vất vả muốn bắt lại, vậy mà có một xuất hiện kiếm tiện nghi. Đó chính là thái âm thần viêm. Quả nhiên bá đạo, lại rút linh hồn Niết Bàn ra ngoài. Nếu như Thương Huyền phân thân trở lại trên người mình, hắn cũng có thể được cỗ siêu phàm lực lượng này, tiến tới chân chính áp chế Chu Tước cùng tất cả Phượng Hoàng. Đừng nói nhảm, Khương Phàm có viện quân, đang tới gần chiến trường. Triệu Thanh Duẫn, nhanh, giải quyết kế tiếp. Chu Phục Sinh trải rộng ra cửu thiên huyền hỏa thật lớn, bộ phận hướng lên cuồn cuộn, bộ phận hướng phía dưới lao nhanh, hình thành hai vòng xoáy khổng lồ kéo dài gần trăm dặm. Phía trên vòng xoáy thôn nạp các loại năng lượng mênh mông chiến trường, diễn biến ra sinh mệnh khí tức mãnh liệt. Phía dưới vòng xoáy thôn nạp năng lượng địa ngục, cửu u thâm không đã bị Triệu Thanh Duẫn đả thông. A a a, gương mặt Chu Phục Sinh dữ tợn, thực lực toàn bộ triển khai. Năng lượng phía trên cuồn cuộn, phía dưới địa ngục âm trầm, sinh cùng tử ảo diệu trong vòng xoáy cường thế thai nghén, cơ hồ muốn vượt qua năng lực chịu đựng của hắn. Viện quân, ở đâu? Đệ tử lập tức cảnh giác, không phải toàn bộ cường giả Thương Huyền ở chỗ này sao? Còn có viện quân gì? Triệu Thanh Duẫn không có nhiều lời, chỉ chiến trường Tần Vị Ương phía xa. Kế tiếp, là nàng. Kế tiếp, Chu Phục Sinh như là hồng hoang thiên dân, kéo lấy hai cỗ vòng xoáy khổng lồ cất bước phóng tới ở trong thiên địa. Dã man mà bá đạo, cực kỳ chấn động. Số lượng lớn cường giả đều bị kinh động, hai cỗ vòng xoáy thanh thế to lớn, lại đều kéo dài hơn trăm dặm, một cái điên cuồng thôn phệ, diễn biến cực hạn, một cái câu thông u minh, tử khí ngập trời. Thanh thế cùng tràng diện của một vòng mà nói, đều muốn đạt tới chiến trường thần linh đỉnh phong. Cửu thiên huyền hỏa. Số lượng lớn cường giả kinh động, thật sự quá quen thuộc tràng diện này. Chu Phục Sinh cao điệu bước lên. Cố ý náo lên thanh thế, chính là muốn kích thích cường giả Thương Huyền, sớm xáo trộn trận cước bọn hắn, chế tạo cơ hội cho cường giả đế tộc, càng muốn chế tạo cơ hội cho bọn người Thái Uyên thần tôn cùng Chu Nguyên bá sắp phục sát. Giết, đều thất thần làm gì? Cổ thần, ngươi làm chủ nhân thần dụ không chịu, nhất định phải tới đây chịu chết. Ngươi là đang gây tai họa cho hải vực, ta đưa ngươi đi chịu chết. Thái Uyên thần tôn đột nhiên giáng lâm, dâng lên tử khí ngập trời. Bên trong thiên địa hắc ám lại có minh quang âm trầm, âm lôi cuồn cuộn, mượn ánh sáng lấp lóe thấy hư ảnh luyện ngục ẩn hiện tàn phá cung điện, cùng huyết hà đếm không hết, không nhìn thấy được cốt sơn, như là trong lúc bất chợt bạo khởi, ném ra khỏi vô gian địa ngục. Âm sát khí tức cuồn cuộn, ánh sáng tử vong bắn ra. Thái Uyên thần tôn hét một tiếng giận dữ, triệu hồi ra 10 chuôi địa ngục huyết kiếm từ vô tận bên trong u minh, kiếm minh động thiên, hồi hộp vạn hồn, mang theo tử vong khí tức thảm liệt. Uy lực địa ngục vô tận, như muốn chém chết hết thảy sinh vật thế gian. Cổ thần đang liều mạng với cửu thủ thiên long Ngao Anh giật mình cảm nhận nguy hiểm trong chốc lát liền muốn rút lui, nhưng Ngao Anh bắt lấy cơ hội tuyệt hảo này, 9 cái đầu bộc phát toàn diện, phun ra năng lượng kinh khủng giống như 9 đầu trường hà lao nhanh, cuồng dã đẹp đẽ, lập tức ép cổ thần loạn trận cước. Thương thương thương, 10 chuôi tử vong sát kiếm giao thoa mà tới,
một bộ phận va chạm cùng năng lượng đại triều thiên long, một bộ phận thì chém về phía cổ thần. Nương theo tiếng vang thảm liệt, cổ thần phun tung tóe huyết thủy, sinh cơ tổn hao rất nhiều. Có thể, lui ra, ta đến. Ngao Anh quả quyết bổ nhào tới, chín cái đầu giống như kéo lấy cái cổ thật dài từ từng cái phương vị vây quanh cổ thần, chín cái đầu, chín viên thú nguyên, toàn bộ nở rộ vạn trượng cường quang, phun ra lực lượng bản nguyên, xen lẫn thành kinh khủng thiên long luyện ngục, dung luyện cổ thần. Thái Uyên thần tôn quả quyết rút lui, hắn tuổi tác đã cao, cũng không nguyện ý chém giết cùng những thần tôn tuổi trẻ giàu sức mạnh lại điên cuồng hung tàn này, quấy rối khắp nơi thì thích hợp hơn. Chương 2899 cuồng ngược 1. Bọn người Chu Nguyên Bá thì đuổi giết Khương Quỳ, Khương Qua, Khương Diễm, cùng Triệu Thời Việt, những Phượng Hoàng. Đột nhiên kịch biến ảnh hưởng đến mênh mông ngàn dặm, nhất là Chu Phục Sinh kéo lấy hai cỗ vòng xoáy, dẫn lĩnh đế tử cùng Triệu Thanh Duẫn đuổi giết chiến trường Tần Vị Ương, đưa tới các nơi khủng hoảng. Tần Vị Ương muốn tránh thoát, lại bị Huyền Mang gắt gao ngăn chặn. Bọn người Thiên Hậu, Ngô Chính Huyền muốn dập tắt lửa, nhưng cũng bị đối thủ bộc phát đột nhiên gắt gao, đè lại. Chu Phục Sinh, lão xúc sinh ngươi chán sống rồi. Một tiếng bạo hống, vang vọng đất trời, sóng âm cuồn cuộn, rung chuyển càn khôn. 1.300 dặm bên ngoài, Khương Phàm dứt khoát kiên quyết dẫn nổ hai tôn thủy tổ phân thân, quả thực là đanh bay ngao lê, thiếu hoàng, cùng Huyền Vũ Thái Tổ. Tương đương với hai tôn đỉnh phong thần linh bạo tạc, uy thế cường đại tràn ngập phần thiên diệt thế, dẫn bạo ra không gian đổ sụp kinh khủng. Không cần phải để ý đến ta, Như Ảnh, làm thịt tiện nhân kia cho ta. Khương Phàm bay lên rất cao, bạo kích kịch liệt, liệp thần thương hoành quyển lên như cơn lốc sát lục cuồng chiều, kích hơn 1.000 dặm chiến trường, thẳng đến Chu Phục Sinh. Liệp thần thương cảm nhận được Khương Phàm bộc phát lửa giận, huyết quang chiếu trời, linh hồn thần ma gầm thét, vần quanh xiềng xích xiết chóc, phun trào lửa giận thần ma, đánh đầu thắng đó đánh xuyên qua mênh mông chiến trường. Chu Phục Sinh lập tức đã nhận ra nguy hiểm như bị sát thần vô hình dây dưa. Hắn không chần chờ chút nào, quả quyết xoay chuyển. Khống chế hai cỗ vòng xoáy bộc phát toàn diện, trên dưới hợp kích. Đây là chí cao áo nghĩa của Cửu Thiên Huyền Hỏa, là áo nghĩa thần cấp chân chính. Bên trong vòng xoáy sinh tử kịch liệt bộc phát bảy biện ra hình ảnh kinh hãi tuyệt luân, bầu trời mênh mông hóa thành thế giới nhân gian, phồn thịnh mênh mông, sinh cơ bừng bừng, phía dưới địa tầng thì là u minh địa ngục, âm trầm khủng bố, vạn quỷ chỉ lên trời. Như là diễn biến ra nhân gian cùng u minh. Mặc dù không bằng Xích Thiên Thần Tôn trước kia, nhưng cũng có uy thế năm xưa. Ầm ầm, ở giữa sinh tử lưỡng giới, sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc như ức vạn lôi đình bắt đầu kịch liệt xen lẫn, càng bắn ra khí tức khủng bố hủy trời diệt đất, nghịch loạn sinh tử, dính líu thế giới thật sự cùng u minh chân thực đều phát ra thanh âm răng rắc, thanh âm một ngạt không gì sánh được, quỷ dị không gì sánh được, tràn ngập khắp mấy ngàn dặm chiến trường, mấy vạn sơn hà. Nhưng trước một khắc liệp thần thương nghênh kích cỗ hủy diệt chiều dâng của Chu Phục Sinh, không gian xung quanh cuồn cuộn, đạo ngấn lan tràn, quỹ tích thẳng tắp cưỡng ép thay đổi tuyến đường. Đột ngột, mãnh liệt như lôi đình bạo tẩu, trong lúc thoáng qua đã xuất hiện ở trước mặt Triệu Thanh Duẫn. Đôi mắt Triệu Thanh Duẫn ngưng tụ, nháy mắt phát giác được nguy cơ, quả quyết kích phát hộp ngọc trong tay. Trong hộp ngọc là Vi Nguyên Giáp, huyết mạch truyền nhân của Vệ Khang, thiếp thân cận vệ kiếp trước của Khương Phàm, cũng là truyền thừa giả thời gian linh văn trước đó bị khống chế trong địa lao nhân gian ngục. Một mực bị Triệu Thanh Duẫn mang theo trên người, dùng hộp ngọc trấn áp, dùng thái âm khống chế. Trong nháy mắt kích thích, kích phát năng lượng trên trán Vi Nguyên Giáp. Vi Nguyên Giáp đã là Niết Bàn cửu trọng thiên. Thời gian thánh thể nháy mắt phóng thích, cưỡng ép hoắc loạn thời gian xung quanh. Sắc mặt Triệu Thanh Duẫn âm trầm, đây là sát chiêu bảo mệnh của nàng, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không dùng. Không nghĩ tới tên điên kia vậy mà không nhìn Tam Đại Đế Thú vây bắt, can thiệp ở ngoài ngàn dặm chiến trường, không nghĩ tới Liệp Thần Thương lại còn có thể đổi đường. Nữ tử bảo hộ hắn cũng đã tới sao, tự mình một người ở lại Huyền Vũ nơi đó, không sợ sau một khắc bị ngược chết. Mặc dù trong đầu lấp lóe qua các loại ý nghĩ tức giận nhưng nàng vẫn nương tựa theo thời gian vặn vẹo, cưỡng ép rời khỏi chiến trường, tránh khỏi Liệp Thần Thương trùng kích. Nhưng, nàng sai. Mặc dù không gian vi vương, thời gian vi tôn, nhưng Niết Bàn chi tôn, như thế nào chống cự thần linh không gian? Tiện tì. Một tiếng lạnh lùng nói, Liệp Thần Thương bị Đông Hoàng Như Ảnh cưỡng ép khống chế vô tận sát lục cuồng chiều đang sôi trào, cưỡng bức xoắn nát thời gian vặn vẹo. Liệp Thần trùng kích, không gian mở đường, thời gian băng loạn. Phốc. Liệp Thần Thương tàn nhẫn xoắn nát cánh tay Triệu Thanh Duẫn,
liên đới đến Kiều Vô Hối nàng đang trấn áp Dung Luyện đều bị nhấc lên ra ngoài. Tiện tì, lại là một tiếng lạnh lùng nói, Đông Hoàng như ảnh thiếp thân lao tới, vung vẩy thiên trụ linh côn, đánh ra một kích cuồng dã tới Triệu Thanh Duẫn. Triệu Thanh Duẫn cưỡng ép xoay chuyển, muốn tránh khỏi bạo kích. Nhưng, sóng chiều không gian Đông Hoàng như ảnh đang bộc phát, thiên trụ linh côn càng là di tích thiên trụ biến thành, không chỉ có uy thế khủng bố, càng có thể trấn áp không gian. Triệu Thanh Duẫn vốn muốn rút lui, lại bị cưỡng ép trói buộc. Bành, răng rắc, xương cốt toàn thân Triệu Thanh Duẫn vỡ vụn, máu tươi vẩy ra, thân thể gầy gò gào thét mà đi, hoành kích 170 dặm, đánh ra xa xa chiến trường. Đông Hoàng như ảnh cố ý điều chỉnh phương hướng bạo kích. Mục tiêu, Thiên Hậu. Triệu Thanh Duẫn. Thiên Hậu tăng vọt sát uy, không để ý Bạch Hổ Địch Khuê mãnh liệt dây dưa, ngạnh kháng sát Lục Niệm Châu bạo kích, lấy uy lực côn bằng phù diêu, cuồng kích hơn trăm dặm, thẳng đến Triệu Thanh Duẫn. Triệu Thanh Duẫn hứng chịu một kích kia quá độc ác, toàn thân vỡ vụn, ngay cả ý thức đều hỗn loạn. Cho dù lại khôn khéo lại cường hãn, trong chớp nhoáng này cũng bị đánh cho hồ đồ. Giống. Thiên Hậu phát ra tiếng gào thét cuồng dã, lấy kim hống pháp tướng thiên địa, thân hình tăng vọt. Đấm ra một quyền, bao quanh uy lực kim hống xê dịch lấy uy lực kim ô, bộc phát thái âm khí tức. Bành! Răng rắc! Triệu Thanh Duẫn còn chưa rơi xuống đất giống như đụng đầu vào trên thiên sơn, đập vào trong thú triều, huyết nhục văng tung tóe, đầu óc đều từ trong hốc mắt phun ra ngoài. Một kích này, lại cường dã lại hung ác. Đáng giận! Triệu Thanh Duẫn trong hỗn loạn. Nguy cơ cưỡng ép để tỉnh tinh thần, trực tiếp bóp nát hộp ngọc trong tay. Trong kích thích phi nguyên giáp, tự bảo, thời gian chiều dâng lần nữa bộc phát, lần này so với trước đó càng mạnh càng kinh khủng, trùng kích mênh mông hơn trăm dặm chiến trường. Cỗ lực lượng thời gian này mặc dù không thể nào bị nàng khống chế, nhưng nàng vẫn bằng vào vô số lần luyện tập trước đó, nắm giữ ảo diệu trong đó. Thời khắc này vỡ vụn, cho nàng tranh thủ đến cơ hội chạy trốn tuyệt hảo. Nhưng Triệu Thanh Duẫn cách làm chính xác nhất, lại thành quyết định sai lầm nhất. Chương 2900 cuồng ngược 2. Thiên Hậu giống như hồ điệp dương cánh lộng lẫy, mở ra thời gian chiều dâng vặn vẹo cưỡng ép tới gần Triệu Thanh Duẫn. Triệu Thanh Duẫn giờ phút này còn ở trong đau đớn cùng hỗn loạn, chỉ là bằng vào ý chí thoáng hoàn hồn, bóp nát hộp ngọc, cho nên thẳng đến khi Thiên Hậu giết tới gần mới đột nhiên bừng tỉnh. Bành! Thiên Hậu há miệng hét giận dữ, kim quang cuồn cuộn, hừng hực như sấm. Một đầu đằng xà tráng kiện mãnh liệt đong đưa, giống như cây giáo đánh xuyên loạn triều, đối diện vỡ nát đầu Triệu Thanh Duẫn. Triệu Thanh Duẫn kinh hồn, thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thời gian không phải loạn sao? Thế công đến từ chỗ nào? Triệu Thanh Duẫn đã không còn dám chần chờ gì nữa, ngang nhiên kích phát luân hồi đại táng. Một lỗ đen quỷ bí đột nhiên nổ tung ở xung quanh, như là xuyên suốt cửu u thâm không. Trong chớp mắt, chiến trường mênh mông mấy ngàn dặm. Linh hồn tất cả cường giả đều trở lên rõ ràng, mà nhanh chóng lụi bại. Chúng sinh đại táng, táng diệt chính là sinh cơ. Luân hồi đại táng, táng diệt thì là linh hồn. Nhưng, Thiên Hậu còn đang cuồng dã bước lên, phát giác được cảm giác nguy hiểm trong chốc lát, nhanh chóng thiêu đốt sinh mệnh, cường thế thôi động thời gian ảo diệu, trước một khắc Triệu Thanh Duẫn muốn chôn vùi linh hồn toàn trường đổi lấy cực hạn lực lượng, cưỡng bức dừng lại thời gian. Ầm ầm, bí lực vô lượng cuồn cuộn, diễn biến cực hạn thế công. Bên trái kim ô quay quanh, hóa thành mặt trời tuyệt thế, phía bên phải ngọc thỏ nhảy lên, hiện ra ánh trăng thái âm. Hai tay hoành kích, âm dương tranh hùng, càn khôn bạo loạn. Bành! Thân thể Triệu Thanh Duẫn rách dưới vỡ nát tại chỗ, toàn bộ cuốn vào trong lỗ đen cửu u sau lưng nàng. Từ lúc Khương Phàm giận dữ phóng thích liệp thần thương, đến khi Triệu Thanh Duẫn tan tác thâm không, toàn bộ hành trình ngắn ngủi không đến nửa phút. Bao quát Chu Phục Sinh ở bên trong, rất nhiều cường giả cũng còn đắm chìm bên trong tình cảnh liệp thần thương bạo kích, hoàn toàn không biết phía sau xảy ra chuyện gì. Mà Triệu Thanh Duẫn, cứ như vậy, không còn. Nhanh nhẹn dũng mãnh xuất hiện, thê thảm biến mất. Trước trước sau sau, 2 phút đồng hồ. Chết rồi, cứ thế mà chết đi. Nói đùa cái gì? Thái Uyên Thần Tôn hít vào ngụm khí lạnh, kinh hãi toàn thân rét run. Triệu Thanh Duẫn trong những năm nay để lại cho hắn hình tượng. Cường hãn, cùng thời khắc này gặp phải tạo thành cực đoan so sánh, đến mức hắn sống mấy ngàn năm thực sự không thể nào tiếp thu được biến cố giờ khắc này. Trong lúc kinh hồn, quả quyết rút lui. Chu Phục Sinh cũng mộng, một cái chớp mắt, Triệu Thanh Duẫn không còn. Nương môn nhi nhanh nhẹn dũng mãnh tinh minh kia, ẩn nhẫn lâu như vậy, rốt cuộc cũng quyết định ra tay,
kết quả vừa ra tay liền để mình mất. Nàng không phải Thái Âm Thần Viêm sao? Nàng không phải có đại táng sao? Nàng không phải cầm không gian bí khí trong tay sao? Mà dùng hay không dùng thì thế nào? Thất thần làm gì, chờ chết sao? Đệ tử gầm thét, đuổi giết Đông Hoàng Như Ảnh. Đây chính là nữ thần không gian, nữ tử Khương Phàm, nhất định phải giải quyết. Vẫn được sao, tiếp tục đánh. Đông Hoàng Như Ảnh vung ra linh hồn niết bàn của Kiều Vô Hối, khống chế thiên trụ linh côn, nghênh kích đệ tử nguy hiểm. Ầm ầm, liệt diễm sôi trào, thiên địa mãnh liệt, bất diệt linh hồn thức tỉnh, khuấy động uy lực niết bàn. Kiều Vô Hối dục hỏa mà sinh, hóa thân bất diệt thần hoàng, tức giận đuổi giết Chu Phục Sinh. Lão già, ngươi là phản đồ ruồng bỏ tín ngưỡng. Hôm nay người nào đi, ngươi cũng đi không được. Ta đánh cược tên của một thế này, tất giết ngươi. Thời điểm ở chỗ này kịch biến, bọn người Chu Nguyên Bá cũng phát động trùng kích tới mục tiêu của mình. Chỉ là bọn hắn thật sự bất hạnh, mục tiêu chọn lựa đầu tiên rơi vào trên người Khương Diễm. So với Khương Quỳ người mang đế cốt, sát huy vô biên, Khương Qua cầm trong tay hỗn loạn chiến kích, liệt diễm ngập trời, Triệu Thời Việt là sát lục huyết hoàng, mượn nhờ vô tận sát niệm chiến trường, bộc phát ra tuyệt thế chân uy, Khương Diễm nhìn giống như dễ thu thập hơn, mà Xâm La Chi Viêm Thiên về âm u, lại thế công thiên về linh hồn loại, bất luận là hỏa diễm Chu Nguyên Bá hay là ánh sáng của Bùi Tu Nghiệp đều tương đối dễ dàng khắc chế. Cho nên, tại thời điểm Chu Phục Sinh cùng Triệu Thanh Duẫn đuổi giết Kiều Vô Hối, Thái Uyên Thần Tôn đánh lén cổ thần, bọn hắn phát khởi tấn công mạnh tới Khương Diễm. Không may, Khương Diễm bây giờ là thần văn. Thánh Hoàng Đại Viên Mãn, bất diệt thần văn, mượn nhờ thần chi nguyên lực Hoàng Nê Đài hoàn toàn có thể bộc phát thần uy. Trước đó đang lúc kiềm chế thực lực, giờ phút này bị tập kích, toàn diện phóng thích. Khương Diễm bay lên bạo kích, Xâm La Thần Viêm tuôn ra lao nhanh, quy mô cùng tăng vọt uy thế mấy lần, cuồng dã nuốt sống Thánh Hoàng Bạch Hổ đang dây dưa trước mặt, cũng nuốt sống mấy người Chu Nguyên Bá khởi xướng bôn tập. Xâm La Thần Viêm có ý chí xâm la vạn tượng, số lượng lớn cầm tù với linh hồn, dục hỏa, mà sinh, như là con rối chiến binh cường hãn, tám phương cuồng kích. Tất cả những linh hồn này đều là hồn phách cường giả Khương Phàm chinh chiến thiên hạ săn giết, trừ Thánh Vương ra thì chính là Thánh Hoàng, thậm chí bao gồm một tôn thần linh cùng 19 vị Thánh Hoàng hơn 2 tháng trước Khương Phàm săn giết. Đây chính là tuyệt đối sát khí của Khương Diễm. Giống Cửu Cực Chiến Thần, Tinh Túc Thần Tôn, Thiên Mệnh Thần Tôn, Bá Thiên Chiến Thần, Tiết Phân Đình hồn phách các thần linh lấy Xâm La Thần Viêm ngưng tụ, chiến khu, mang theo cuồn cuộn thần uy đuổi giết bọn người Chu Nguyên Bá, Chu Ngạo Hoàng. Ngọa tào, sắc mặt bọn hắn kịch biến, chật vật né tránh, thần uy đập vào mặt để bọn hắn sắp nứt cả tim gan, Xâm La Thần Viêm cháy hừng hực giống như muốn bọn thiêu chết hắn. Các ngươi, làm cho Thương Huyền mất thể diện. Khương Diễm đã không còn giữ lại chút nào, toàn diện phóng thích, thần viêm cuồn cuộn, va chạm kịch liệt, hóa thành Xâm La luyện ngục, chém giết Bạch Hổ ở bên trong, toàn bộ vây ở bên trong. Thần viêm bạo động, ác hồn xuất kích. Điên cuồng oanh sát lấy bọn người Chu Nguyên Bá bên trong. Sức một mình, trói buộc 6 đại thánh hoàng. Cửu Thiên Thần Tôn, Chu Thiên Thần Tôn, đều là chịu chết vì Thương Huyền. Duy chỉ có các ngươi, đầu tiên là từ bỏ Thương Huyền, lại liên hợp đế tộc tiến công Thương Huyền, các ngươi làm bậy danh xưng Thương Huyền. Khương Diễm điên cuồng thôi động, ý thức cùng chiến hồn tất cả thần cấp cộng minh. Thần hồn của 11 vị, nếu như không phải thời gian cấp bách, Khương Diễm hoàn toàn có tiềm lực thành thần. Bạch Hổ, người bạo đi. Bọn người Chu Nguyên Bá điên cuồng giãy giụa, chống cự lại chiến hồn thần cấp trùng kích. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2901 kết thúc tất cả 1. 5 vị thánh hoàng liên thủ tập kích, vậy mà lại bị vây bắt ngược rồi. Đây thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Bọn hắn còn không muốn chết, càng không thể chết. Nhao nhao kích thích Bạch Hổ Thánh Hoàng xa xa. Bạch Hổ đã bạo tẩu trong liệt diễm, huyết mạch kích phát, thực lực tăng vọt, không sợ chết đuổi giết Khương Diễm, mắt thấy là phải tới gần Khương Diễm, kết quả lại nghe được tên con người nơi xa gào thét. Nó gầm lên giận dữ, Bạch Hổ khống chế sát lục niệm châu bay thẳng lên trời, cưỡng ép rời khỏi chiến trường. Khương Diễm rất phối hợp, hắn không có ngăn cản mà tập trung tinh lực điên cuồng vây bắt bọn người Chu Nguyên Bá. Chu Ngạo Hoàng rất nhanh đã bị ba tôn thần hồn tiễu sát, Xâm La Thần Viêm ngưng tụ trọng quyền cùng chiến đao, huyền hỏa đánh tan, Chu Ngạo Hoàng bị chém giết tươi sống. Ngay sau đó chính là Âu Dương Mục Thiên già nua. Thế công địa ngục của hắn ở chỗ này hoàn toàn không phát huy ra hiệu quả vốn có,
sau một giây Chu Ngạo Hoàng chết thảm thì đã bị cuồng ngược chí tử. Chiến hồn của ba tôn thần hồn, tám tôn thánh hoàng, nhao nhao dục hỏa bạo tẩu, đuổi giết Âu Dương Mục Thiên. Mục Thiên, chạy tới chỗ ta. Bùi Tu Nghiệp ngưng tụ quang mang chiến đao, hoành kích chiến trường liệt ngục, xâm nhập tất cả thần hồn. Ta đi không được, các ngươi đi đi. Âu Dương Mục Thiên thả ra mình trong sự bi phẫn. Thượng Thanh Thánh Quang sôi trào cuồn cuộn, nhanh chóng diễn biến ra thiên đồ lộng lẫy mà khổng lồ, vần ở xung quanh, giống như thế giới, mênh mông khó lường, mang theo năng lượng bạo động. Thượng Thanh Thánh Quang có thể bổ ra hỗn độn, xoát diệt võ pháp, giờ phút này lại cho mình quy nguyên. Âu Dương Mục Thiên lấy huyết nhục thần hồn nhóm lửa Thượng Thanh Thiên Đồ, trong chốc lát nổ tung tạo thành vòng xoáy khủng bố, trùng kích bốn phương tám hướng, cưỡng bức xoát diệt Xâm La Thần Viêm xung quanh, biến thành năng lượng bình thường. Xâm La Liệt Ngục vặn vẹo ra cái cửa hang lớn dưới cơn tự bạo của Âu Dương Mục Thiên. Chu Nguyên Bá nắm lấy cơ hội, lấy thần đao mở đường, điên cuồng chạy trốn. Bùi Tu Nghiệp thì đỏ cả hai mắt, thân thể trong suốt trong nháy mắt, tiếp đó là bắn ra cường quang giống như mặt trời, dồn tốc độ ánh sáng, đánh ra Xâm La Luyện Ngục. Ngũ Thánh tập kích, hai chết một bạo. Không có tín niệm, các ngươi chỉ còn thể xác, không chịu nổi một kích. Khương Diễm Dương cánh gáy to, chiến hồn bạo động bên trong Xâm La Thần Viêm, uy áp toàn trường, mang cho bọn người Chu Nguyên Bá uy hiếp cực lớn. Bọn người Chu Nguyên Bá tức giận, lại lo sợ trước những tôn thần hồn kia. Bùi Tu Nghiệp thể hiện dữ tợn, nghiêm nghị hét lớn. Thái Uyên Thần Tôn, Nam Cung Bình An đã chết, Nam Cung Bình An đã chết. Thái Uyên Thần Tôn đang xông tới nơi này, chuẩn bị mang theo Nam Cung Bình An cùng rời khỏi, kết quả. Bình An chết rồi. Đó là thánh hoàng duy nhất của Thái Uyên cực địa. Không phải liên hợp tập kích sao? Khương Diễm bỗng nhiên quay người, cách chiến trường hỗn loạn, vừa vặn đối mặt với Thái Uyên Thần Tôn đột nhiên dừng lại ở nơi xa. Thái Uyên Thần Tôn tức giận đến không kiềm chế được, hai mắt nộ trừng, thân thể già nua run rẩy. Hắn tuổi tác đã cao, tất cả hy vọng đều ký thác trên người Nam Cung Bình An. Kết quả, lại chết trước hắn. Thái Uyên cực địa thì sao? Còn xử lý thế nào? Lão tặc, tới nhận lấy cái chết đi. Không sợ hãi, thậm chí chủ động gào thét. Thần, nếu quả thật có khả năng hấp dẫn mang theo thì quá tốt rồi. Miễn cho tai họa chiến trường thần cấp khác. Nhận lấy cái chết. Thái Uyên Thần Tôn tức giận đến mất lý trí, không còn chạy trốn, mà là đuổi giết Khương Diễm. Thái Uyên Thần Tôn đến rồi. Con cọp kia, đừng chạy. Cùng một chỗ giết đi. Chu Nguyên Bá nắm lấy Cửu Thiên Thần Đao. Gọi Bạch Hổ vừa mới rút lui về. Thánh Hoàng Bạch Hổ là đế tộc đương đại tộc trưởng, cao ngạo lại tôn quý, lại bị cái con người đến kêu đi hét, răng nanh vừa lộ, móng vuốt khẽ chụp, quay người chạy. Khương Diễm, ngươi đợi không được Tu La. Chu Nguyên Bá gắt gao nắm chặt Huyền Thiên Thần Đao, giữ tợn căm tức nhìn Khương Diễm. Khương Diễm, một ác nhân vương nho nhỏ, thật cho mình là đại nhân vật rồi. Cơ thể Bùi Tu Nghiệp căng cứng, ánh sáng ở trong thân thể phun trào. Bất cứ lúc nào có thể bạo phát ra, hiện ra tốc độ giết chóc cực hạn. Nhưng, oanh, không gian vỡ vụn, sóng lớn bạo động, khí thế nặng nề mênh mông cuồn cuộn trên chiến trường. Một con huyền vũ lắc đầu vẫy đuôi, cường thế giáng lâm đến vòng chiến này. Bọn phản đồ, Đông Hoàng Như Yên cưỡi đại vương, cường thế giáng lâm, gương mặt xinh đẹp ngậm xương, nhìn hằm hằm hai tên phản đồ thương huyền. Một tên cũng đừng hòng đi. Đại vương ngẩng đầu gầm thét. Âm thanh chấn động đất trời, đạp trên chiều cường cuồn cuộn, ngang nhiên đánh tới Chu Nguyên Bá. Nơi xa, tinh thần cuồn cuộn tràn ngập, như là đại tinh vẫn lạc, nện như điên xuống. Cùng lúc đó, nơi xa kình minh cái thế, vang vọng sinh tử lưỡng giới. Dương Biện triển khai toàn bộ thực lực, lấy Hoàng Nê Đài phụ trợ đồ thần chiến kích, oanh sát Thánh Hoàng Thủy Tổ Ngư trước mặt, nương theo sóng lớn cuồn cuộn, tử khí sôi trào, hóa thân thành cự kình vạn mét, đuổi giết chiến trường Khương Diễm. Vây bắt Thái Uyên Thần Tôn. Khương Qua cầm hỗn loạn chiến kích trong tay, lật tung Bạch Hổ đang dây dưa ở trước mặt, lớn tiếng gào thét, thanh chấn toàn trường. Theo chiến trường Thánh Hoàng các nơi bộc phát, chiến trường vừa mới bị bọn người Triệu Thanh Duẫn đảo loạn đã dần dần ổn định. Duy chỉ có Khương Phàm nơi đó lại lâm vào khốn cảnh. Trước đó cưỡng ép can thiệp, để hắn đã mất đi hai đại phân thân, cũng đã mất đi Đông Hoàng Như Ảnh. Huyền Vũ Thái Tổ, Bạch Hổ Thiếu Hoàng, Ngao Lê nắm lấy cơ hội, không để ý thân thể bị tạc đến huyết nhục mơ hồ, triển khai vây bắt giống như mưa to gió lớn đối với Khương Phàm, ép tới mức khiến hắn chật vật chống đỡ,
liên tiếp trọng thương. Nhưng, thời gian chênh lệch không nhiều lắm. Bầu trời phái đông xa xa nhanh chóng tối sầm xuống, hơi lạnh lạnh lẽo tận xương xâm nhập đất trời, đất đá khô héo, nhanh chóng tới gần phía chiến trường. Chiến trường Hồng Hoang Thiên Long, Ngô Chính Uyên hỗn chiến tại sườn đông đã phát hiện tử khí nơi đó trước tiên. Ngô Chính Uyên ngạnh kháng Huyền Đàm bạo kích, tháo chạy hơn 10 dặm, quệt máu tươi trên miệng, cười gần nói. Người đường đường là đế mạch, là thiên đạo truyền thừa, vậy mà lại không giết chết được ta. Ha ha, ha ha, hỗn độn chiến khu ta có thể mượn ngươi nổi danh. Huyền Vũ am hiểu là phòng ngự, ngươi có từng làm tổn thương ta chút nào. Huyền Đàm tức giận không kiềm chế được, lại bị hỗn độn chiến khu liều chết cuốn lấy, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Chương 2902 kết thúc tất cả 2. Hỗn độn chiến khu mặc dù danh chấn thời đại hồng hoang, nhưng hoàn toàn không đến địa vị chí tôn. Bây giờ lại có thể lặp đi lặp lại đối kháng với nó, là hỗn độn chiến khu mạnh hơn, hay là nó không đủ mạnh? Ta thấy là ngươi sẽ không dùng vô hạn sơn hà nhỉ, hoàng phi dạ an nhiên của vạn thế ta, giống như thích hợp hơn. Toàn thân Ngô Chính Uyên cuồn cuộn tử khí, kim mân lan tràn kịch liệt, hình thể kịch liệt phồng lên, nắm lấy bá thiên chiến chủy hét lớn. Mấy triệu quỷ tộc địa ngục đã đến, chuẩn bị phản kích. Địa ngục. Huyền Đàm bỗng nhiên quay người, ngắm nhìn hắc ám nhanh chóng lao nhanh ở cuối tầm mắt. Giống. Cách đó không xa Hồng Hoang Thiên Long bá đạo đẩy lui vĩnh dạ, tiếng long ngâm to rõ nương theo long uy cuồn cuộn khắp đất trời, trùng kích chiến trường hỗn loạn. Mấy triệu quỷ tộc địa ngục đã đến, chuẩn bị phản kích. Hàn Ngạo, Chu Thanh Thọ và các cường giả hỗn chiến tại đông bộ cũng đều nhao nhao gào lớn. Mấy triệu quỷ tộc địa ngục đã đến, chuẩn bị phản kích. Chiến trường Thương Huyền, trận chiến cuối cùng. Các huynh đệ, thắng lợi đang ở trước mắt, không cần giữ lại tiếc nuối. Liên quân đế tộc, các ngươi đã đến tận thế. Nhấc đầu lên mà nhìn đi, cửu đại quỷ hoàng địa ngục, toàn bộ giáng lâm nhân gian. Chuẩn bị nghênh đón phong đô quỷ hoàng, u đô quỷ chủ. Dựa theo kế hoạch, tản ra vây quanh, một tên cũng đừng thả chạy. Bọn người Chu Thanh Thọ kéo cuống họng hô vào chỗ chết, dù sao cũng chính là gan chó dọa phá đế tộc, để đế tộc sợ hãi, bối rối, sau đó. Sụp đổ. Quả nhiên, theo thanh âm cao vút khuếch tán tại chiến trường, các vòng chiến chỗ Đông Hoàng Toại, Bạch Tai, Tổ Kỳ Lân, cũng đều nhao nhao hô to đứng lên. Tinh thần liên quân đế tộc rung động, cưỡng ép rời khỏi chiến trường, nhìn ra phương Đông. Thứ họ nhìn thấy chính là bóng tối vô tận che khuất bầu trời, mãnh liệt kéo đến, tựa như là ban ngày lui tán, đêm tối đang bao phủ đại địa, mà tốc độ lại vô cùng nhanh. Các cường giả ở tận cùng chiến trường phía đông còn có thể mơ hồ nhìn thấy quỷ ảnh lấp lóe, ác quỷ hoành hành, thậm chí là huyết hà cùng minh hỏa ở bên trong. Phong đô quỷ hoàng, u đô quỷ chủ, hai đại quỷ hoàng mạnh nhất địa ngục đều tới. Ổn định, đó là Tu La, đây chẳng qua chỉ là Tu La. Không nên bị bọn hắn dọa sợ. Huyền Vũ Thái Tổ tạm thời buông xuống trùng kích chí mạng đối với Khương Phàm, khống chế hải triều mà gào thét, truyền khắp mấy ngàn dặm chiến trường mênh mông. U Minh địa ngục không dám xé bỏ hiệp nghị, quỷ tộc địa ngục không dám xâm vào nhân gian. Nơi đó chỉ là Tu La cùng Côn Lôn quỷ tộc của hắn. Phô trương thanh thế, chỉ bằng Tu La hắn, cũng xứng làm sát chiêu. Phần thiên thần hoàng, người chỉ có thể làm đến như vậy sao? Bạch Hổ Thiếu Hoàng không bị kinh động, tiếp tục nắm 40 viên sát lục niệm châu trong tay, không ngừng bạo kích Khương Phàm. Đều ổn định cho ta, tiếp tục đánh, ta đến ứng phó quỷ tộc. Ngao Lệ oán hận. Rõ ràng muốn giết Khương Phàm, kết quả lại tới một tên quấy rối, nhưng Tu La là một tên cuồng đồ từ đầu đến đuôi, nhất định phải do nó tới áp chế. Quỷ tộc không dám xâm phạm vào nhân gian. Còn phong đô quỷ hoàng, ngủ mộng sao? Các cường giả đế tộc lần nữa bạo phát, tiếp tục cuồng kích đối thủ. Bọn hắn đều là cường giả đế tộc, là trưởng khống giả cao nhất thế giới, biết rõ một ít hiệp nghị giữa nhân gian cùng địa ngục, quỷ tộc tuyệt đối không thể nào phản kích nhân gian. Càng không có khả năng phong đô quỷ hoàng tự mình dẫn đầu. Đó không thể nghi ngờ chính là tự chịu diệt vong. Dù sao đế tộc không phải thật sự kiêng kỵ quỷ tộc, chỉ là cần nơi đó tồn tại, duy trì cân bằng giữa âm dương lưỡng giới, nhưng nếu như địa ngục quỷ tộc làm quá phận, thật sự chọc giận đế tộc nhân gian thì chuyện đế tộc liên thủ xâm lấn quỷ tộc cũng không phải chưa từng xảy ra. Nơi đó khẳng định chỉ là Tu La không để ý sống chết xông lại. Cũng chỉ có Tu La mới có đảm lượng nhúng tay chiến tranh nhân gian tại loại thời kỳ đặc thù này. Tu La mạnh hơn, tuy nhiên là hoàng quỷ giới, đến thực lực nhân gian giới nhất định tổn hao nhiều.
Nhưng, khi Ngao Lê bãi động thân rồng 10 vạn mét, cuồng sông hơn 1.000 dặm, đi tới biên giới đông bộ, lại phát hiện bên trong hắc ám vô tận cuồn cuộn kia giống như có năng lượng không tầm thường. Chẳng lẽ chủ nhân huyết hà tới? Điều Ngao Lê có thể nghĩ tới chỉ có thể là cái này, lúc trước Tu La có thể đặt chân tại Côn Lôn quỷ giới, chính là chủ nhân huyết hà duy trì. Nữ quỷ không an phận kia lại bị Tu La kéo ra khỏi U Minh địa ngục. Sau trận chiến này, nhất định phải liên hợp các đại đế tộc, bức bách huyết hà quỷ giới phong bế triệt để. Giống. Ngao Lê luyện hóa một điểm năng lượng cuối cùng trong thần nguyên, ánh sáng tử kim sôi trào như đại dương, dứt khoát va vào đại quân U Minh đang mãnh liệt kéo đến. Xa xa nhìn lại, hình ảnh nó kiêu ngạo hoành hành tựa như trường hà tử kim lao nhanh, va vào đêm tối vô tận. Nương theo tiếng kêu đau đớn thảm thiết cùng tiếng oanh minh mãnh liệt, mơ hồ có thể nhìn thấy tràng diện rung động, cự long chém giết ác quỷ bên trong, đêm tối, đạp tan quỷ thú. Cự long liền hoành hành không trở ngại như thế, dễ như trở bàn tay xông vào sâu trong, đêm tối, cho đến khi từ từ biến mất trong tầm mắt của mọi người, duy chỉ có bạo tạc mãnh liệt cùng tiếng long ngâm to rõ như ẩn như hiện. Long tộc uy vũ. Số lượng lớn cường giả phấn chấn hô to, thời khắc mấu chốt vẫn phải nhìn long tộc. Chí tôn yêu tộc đầu tiên thực chí danh quy. Mà Ngao Lê sức một mình chặn đánh mấy triệu quỷ tộc cường thế và quyết tuyệt, cũng kích thích chiến trường liên quân đế tộc, nhất là thiếu hoàng cùng thái tổ, liên tiếp bộc phát lên siêu cấp sát chiêu, cuồng oanh loạn tạc đối với Khương Phàm giống như bạo kích. Chỉ cần lại ép Khương Phàm niết bàn một lần thì hắn có thể đến đường cùng. Nhưng, hắc ám còn đang xâm nhập về phía trước, hoành hành che khuất bầu trời, để tất cả mọi thứ trên đường đều khô héo. Bao phủ tới phía chiến trường thật lớn. Mà bên trong bóng tối vô tận, tiếng long ngâm bắt đầu gấp rút. Hỗn loạn, thê lương, thậm chí là kêu rên. Hai bên vừa mới một lần nữa dây dưa với nhau lại tiếp tục dừng lại. Thanh âm này, hình như là lạ. Cường giả đế tộc nhao nhao nhìn ra hắc ám từ xa nghiền ép lên tới, bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Tu La mạnh hơn, cũng không thể nghiền ép Ngao Lê, nhất là tại nhân gian giới này. Ngao Tấn. Rút lui. Long tộc, rút lui. Chương 2903 kết thúc tất cả ba. Từng tiếng gào thét bi thương, như tinh thần nổ tung, oanh minh trời đất, bóng tối vô tận vỡ vụn, chiến trường cuồn cuộn hỗn loạn. Thiên Long Ngao Tấn đang ác chiến với giới chủ liên tiếp giơ lên 9 cái đầu rồng, ngắm nhìn phương xa. Số lượng lớn Thiên Long Cự Long nhao nhao tránh thoát khỏi đối thủ, hồi hộp khẩn trương, xảy ra chuyện gì? Ai cũng không được qua đây. Sâu trong bóng tối, quang ảnh một đầu cự long như ẩn như hiện, vặn vẹo bay lên, điên cuồng giãy giụa, mà cẩn thận quan sát, sẽ chú ý tới thân ảnh trên thân cự long cùng lục đạo đặc thù, làm bạn, xung quanh. Bởi vì hắc ám quá dày đặc, những thân ảnh kia như ẩn như hiện, thấy không rõ lắm, nhưng xuyên thấu qua cự long ngẫu nhiên bộc phát cường quang, miễn cưỡng có thể liên tục nhìn thấy từng mảnh hình ảnh. Sáu bóng người vậy mà lại đang vây bắt cự long. Ai cũng không được qua đây. Ngao Lê phát ra tiếng gào thét sau cùng, dứt khoát làm ra quyết định chính xác nhất vọt mạnh đến hướng đông. Nếu như quỷ hoàng khăng khăng muốn vây bắt đỉnh phong long thần nó đây, vậy thì chắn chắn phải phân ra ba vị trở lên. Dù sao nơi này cũng là nhân gian giới, thực lực quỷ tộc chịu ảnh hưởng cực lớn, muốn chém giết long thần đầu tiên của long tộc là nó đây, nhất định phải ba vị trở lên. Kể từ đó, quỷ hoàng phóng tới chiến trường đế tộc sẽ không đủ để hình thành trùng kích áp đảo. Nếu không, quỷ hoàng bọn họ nhất định phải từ bỏ vây bắt nó. Giết! Tu La không dây dưa cùng Ngao Lê, nhiệm vụ chủ yếu là phá tan chiến trường đế tộc, săn giết càng nhiều thần ma, triệt để trọng thương liên quân đế tộc. Lão tử nói cái gì tới? Mấy triệu quỷ tộc, cửu đại quỷ hoàng. Chu Thanh Thọ hét lớn, huyết tế tinh thần kiếm, bộc phát ra tinh thần vô hạn, giống như là đo băng đằng tinh hà, đuổi giết vào sâu trong chiến trường, chuẩn bị chặn đánh các thánh hoàng đang chạy trốn. Tu La! Mau tới giúp ta, bắt lấy thiên kiêu đế tộc. Hồng hoang thiên long bạo kích hai cánh, chở hồng mông phong bia đi hoành hành bạo kích, ép tới vĩnh dạ. Hồng mông phong bia đã dung hợp cùng siêu cấp chiến khu, toàn diện kích phát đã bạo động lên uy lực vạn đạo, trùng kích thân thể tráng kiện, kích phát ra uy thế thần linh đỉnh phong cường đại, lập tức tạo thành áp chế đối với vĩnh dạ. Hồng mông phong bia bộc phát uy thế, như là để sơn hà tề động, nhật nguyệt cùng run, chư thiên dao động. Ánh sáng hồng mông vô tận để không gian mơ hồ, chôn vùi đại đạo. Vĩnh dạ ương ngạnh ứng đối, điên cuồng thôi động yên diệt lĩnh vực, chống cự lại sóng chiều hồng mông tràn ngập đất trời. Nhưng, niềm tin của hắn lại dao động. Quỷ tộc tới thật.
Đừng nói cửu hoàng đều tới, chỉ cần 5-3 vị, cũng đủ để sinh ra trùng kích chí mạng đối với chiến trường hôm nay. Mà từ trong tiếng gào thét tuyệt vọng của Ngao Lê đã có thể suy đoán ra số lượng quỷ hoàng cùng đội hình quỷ tộc. Chẳng lẽ, lại phải rút lui? Trước đó đã rút lui qua một lần, bây giờ lại phải rút lui sao? Trong nửa đời trước cao ngạo hắn chưa từng gặp được sỉ nhục như thế này. Mà, binh bại như núi đổ, đế tộc liên quân không có tín nhiệm, một khi tháo chạy, hậu quả khó mà lường được. Nhưng, đối mặt với tiếp tục trấn áp Hồng Hoang Thiên Long, cùng đang hướng hắn nhanh chóng tới gần U Minh quỷ tộc. Vĩnh Dạ cắn chặt răng, chịu đựng khuất nhục, lần nữa lựa chọn rút lui. Ầm ầm bạo hưởng, chiều dâng chôn vùi hình thành lỗ đen đổ sụp, cưỡng ép xâm nhập về bốn phương tám hướng, như là cưỡng bức cho thế giới mênh mông tuôn ra lỗ thủng, những nơi lỗ thủng đi qua, càn khôn hủy diệt, đại đạo sụp đổ, hết thảy đều bị thôn phệ và phá hủy. Hồng Hoang Thiên Long lù lù bất động, điên cuồng phóng thích Hồng Mông Phong Bia, chống cự lại uy thế cường đại gần như là thần linh đỉnh phong tự bạo. Nhưng, Yên Diệt Linh Văn chính là chí tôn linh văn của nhân tộc từ Hồng Hoang đến nay, giờ phút này mượn nhờ đế cốt thôi độc, vẫn dung chuyển ăn mòn ánh sáng Hồng Mông. Chúng ta, sau này còn gặp lại. Vĩnh Dạ thôi động đế cốt, nhấc lên chiều dâng chôn vùi, muốn trước khi đi trùng kích chiến trường, tranh thủ cơ hội thoát khỏi cho càng nhiều cường giả đế tộc. Vọng tưởng. Hồng Hoang Thiên Long điên cuồng kích phát Hồng Mông Phong Bia, lấy uy lực diễn biến vạn đạo, áp chế chiều dâng chôn vùi tàn phá bừa bãi. Chôn vùi sụp đổ, Hồng Mông bổ thiên. Đối kháng cực hạn, dẫn phát thế giới oanh minh, cơ hồ truyền khắp trăm vạn dặm sông núi. Cuối cùng, dưới sự áp chế cường đại của Hồng Hoang Thiên Long, cái lỗ đen này trùng kích đủ để nửa cái chiến trường chôn vùi, bị cưỡng ép ngăn chặn, cũng cưỡng bức khép lại, để đất trời suýt nữa sụp đổ đã trở lại bình thường, nhưng rất đáng tiếc Vĩnh Dạ bị đế cốt bảo vệ, thoát khỏi từ trong bóng tối. Mặc dù Vĩnh Dạ đã chạy, nhưng Hồng Hoang Thiên Long cũng thoát khốn, mấy triệu quỷ tộc đã giết tới. Cho đến giờ phút này, chiến trường hỗn loạn rốt cuộc cũng đã thấy rõ ràng trong bóng tối lao nhanh là ai. Chủ nhân Côn Lôn, Tu La. Chủ nhân Huyết Hà, chủ nhân Hoàng Tuyền, chủ nhân Luyện Ngục, chủ nhân Âm Ngục, chủ nhân Vạn Ác. Sáu quỷ hoàng thống ngự mấy triệu quỷ tộc, tràn ngập đất trời che mất chiến trường đông bộ. Điều liên quân đế tộc chờ đợi chính là Khương Phàm chết thảm, là thiếu hoàng cùng thái tổ toàn diện tiếp viện, kết quả lại chờ đến quỷ tộc địa ngục. Quỷ tộc địa ngục vậy mà lại dám xé bỏ hiệp nghị, toàn diện xâm lấn nhân gian giới. Khương Phàm lại thuyết phục bọn chúng như thế nào? Bọn chúng lại gánh chịu hậu quả như thế nào? Nhưng, không quản được nhiều như vậy. Mặc dù lục đại quỷ hoàng sẽ nhận nhân gian giới áp chế, nhưng khẳng định còn có thể có được thực lực tới gần thần linh đỉnh phong. Mà hầu như là bất tử bất diệt. Thiên hậu ác chiến với đế tử quả quyết nhất, chịu đựng khuất nhục cưỡng ép rời khỏi chiến trường. Đại tặc, đảo loạn chiến trường, cứu cổ thần. Thiên hậu không có dây dưa, lớn tiếng gào thét, dứt khoát đuổi giết chiến trường Khương Phàm nơi đó. Thời khắc săn giết đã đến. Hồng Hoang Thiên Long cao giọng hét lớn, Long Văn thức tỉnh, tuyệt thế Long uy quay quanh, sôi trào lên sóng chiều Hồng Mông, uy thế Long Văn đại trương. Giống như là thời khắc khai thiên tích địa sinh ra con tổ long đầu tiên, hoành hành giữa thế gian, miệt thị dân chúng, bạo kích Ngao Tấn đang muốn mang cổ thần đi. Thiên Long tộc muốn tự giết lẫn nhau sao? Ngao Tấn vung cổ thần ra, nghênh kích uy lực Hồng Mông cường đại bao quanh Long Uy. Trước đó các ngươi cũng không có khách khí với ta nửa phần. Hồng Hoang Thiên Long theo sát Long Văn, hai cánh bạo kích, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhào về phía Ngao Tấn. Thiên Hậu, Tu La. Phân biệt từ hai vị trí lao thẳng đến chỗ chiến trường của Khương Phàm. Chương 2904 kết thúc tất cả 4. Thái tổ cùng thiếu hoàng đều đủ hung hãn, không có lập tức tháo chạy, mà thừa dịp cơ hội này lại bộc phát một lần, oanh sát Khương Phàm. Chỉ cần Khương Phàm vừa chết, cục diện sẽ còn có cơ hội lay chuyển. Ầm ầm, các ngươi không có cơ hội, đế tộc thua rồi, thua rồi. Khương Phàm ngang nhiên khởi động lần niết bàn thứ hai. Liệt diễm sôi trào như hỏa sơn vạn cổ phun trào, phóng lên tận trời, tiếp đó tuôn ra tám phương, cưỡng bức đẩy lui thái tổ cùng thiếu hoàng, sau đó niết bàn trùng sinh trong liệt diễm đang cuộn trào, trở lại đỉnh phong. Rút lui, không cần phân tán, cùng một chỗ rút lui. Thiếu hoàng cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng lại không thể không rút lui khỏi chiến trường. Cùng một chỗ rút lui. Huyền Vũ thái tổ đã lập tức hiểu ý tứ, nếu như đơn độc rút lui, chắc chắn sẽ bị Khương Phàm đánh giết từng tên. Nhất là hắn cùng Huyền Đàm, Huyền Mang, tốc độ là thiếu hụt,
từ nơi này xông tới hướng đông là 50 vạn dặm, chắc chắn sẽ trở thành con đường chết của mình. Long tộc, tập kết tới chỗ chúng ta. Thiếu hoàng liên tiếp gào thét. Nhất định phải liên hợp rút lui, nếu không từng người tự chiến, tự tìm đường chết. Bọn hắn là bại, nhưng tuyệt đối không thể bị bại quá thảm, nhất định phải cho đế tộc giữ lại bộ phận cường giả. Ầm ầm. Huyền Vũ Thái Tổ phóng thích hải triều ngập trời, bao phủ chiến trường. Hải triều không ngừng liên tục xông ra chiến khu hư vô, dã man lao nhanh, vô cùng minh mông, chặn đánh quỷ tộc, cũng tách vòng chiến rằng co ở các nơi ra. Rời khỏi chiến trường, rút lui, rút lui rút lui rút lui. Long tộc bi phẫn gầm thét, lại không còn bận tâm mặt mũi, nhao nhao hội tụ tới chỗ Huyền Vũ Thái Tổ. A a a, ta không cam tâm. Hỗn đản, tại sao? U minh quỷ tộc đáng chết. Các cường giả đế tộc tức giận đến không kiềm chế được, chịu đựng khuất nhục cưỡng ép tránh thoát khỏi vòng chiến của riêng phần mình. Đều là cường giả thánh hoàng cùng thần cấp, dưới cơn điên cuồng phóng thích vô độ, số lượng lớn cường giả tránh thoát khỏi vòng chiến. Loạn loạn loạn. Mấy ngàn dặm chiến trường triệt để lâm vào hỗn loạn. Nhưng, yêu tộc muốn tập kết, há lại dễ dàng như vậy. Bọn hắn điên cuồng giãy giụa, cường giả vạn thế điên cuồng bạo tẩu. Mà hải triều của Huyền Vũ Thái Tổ vẫn bạo động mãnh liệt, nhưng cũng khó có thể chiếu cố toàn bộ chiến trường và tất cả vòng chiến. Khương Phàm, Thiên Hậu, Đông Hoàng Như Ảnh, liên hợp với nhau giết tới một chỗ, chấn áp một chỗ, tận hết khả năng săn giết cường giả thần cấp. Đầu tiên là Huyền Mang, giải thoát Tần Vị Ương, sau đó là Thái Uyên Thần Tôn, giải thoát Khương Diễm. Tiếp đó là Thiên Long, Bạch Hổ. Về phần chiến trường ma tộc, không thể nghi ngờ là chật vật nhất. Theo Thái Hư Cổ Long tránh thoát khỏi, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại cùng Đông Hoàng Lăng Tuyệt đều không có dây dưa, quả quyết tập kết, đuổi giết chiến trường ma tộc, thuận tiện còn mang theo Kiều Vô Hối. Thái Âm Ngọc Thố cùng Cổ Tác Nhân cũng nhao nhao đuổi giết ma tộc chiến trường. Ma tộc hung tàn lại cường đại, không hề dễ dàng tiễu sát, huống chi lại là trạng thái bùng nổ. Cho nên càng nhiều cường giả tụ tập, càng có thể bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm. Cùng lúc đó, Thương Sinh Cung tại đỉnh Tổ Sơn rốt cuộc cũng được thả ra. Nơi đó không hiểu rõ tình huống cụ thể trên chiến trường, nhưng giết ma tộc lại chuẩn không sai, nhất là Hắc Hoàng Thiên nắm cửu hoàng hắc ma bia trong tay kia. Dưới chỉ lệnh của Lý Quân Giao, Thương Sinh Cung dưới tiếng hò hét cao vút của hàng tỷ dân chúng họ, tụ tập sát niệm thương huyền, phát khởi bạo kích đối với Hắc Hoàng Thiên. Hàng tỷ dân chúng đã bị tuyệt vọng cùng tức giận thôn phệ, đang điên cuồng phát tiết phía, cống hiến lực lượng cầu nguyện không có gì sánh kịp. Thương Sinh Cung mãnh liệt lắc lư, cơ hồ không chịu nổi, nhưng sát sinh tiễn vẫn bộc phát ra cách mấy vạn dặm mênh mông, đánh về phía Hắc Hoàng Thiên. Một lần, hai lần, ba lần. Hắc Hoàng Thiên bằng vào Hắc Ma Bia liên tiếp chạy trốn nhưng vẫn liên tục bị trọng thương, cuối cùng bị thôn Thiên Ma Hoàng triệt để vây quanh. Liên quân đế tộc rõ ràng diễn dịch cái gọi là binh bại như núi đổ. Cường giả vạn thế thì thừa thắng xông lên diễn dịch đến cực hạn. Kỷ nguyên năm 20, ngày 28 tháng 12. Trận đại chiến thương huyền chiến thứ hai, bộc phát toàn diện tại phía Bắc Đại Hạ Hoàng Triều. Mặc dù liên quân đế tộc nhìn như chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, càng hào tình vạn trượng muốn giải quyết triệt để cường giả vạn thế. Nhưng, từ khi Khương bắt đầu nghị tấn công, đại sát toàn trường, đến khi Triệu Thanh Duẫn như, Phù Dung sớm nở tối tàn, trận liên minh ngay cả tràng sử của đế tộc không có tiền lệ cũng không có lấy được hiệu quả trấn áp lý tưởng, ngược lại còn chật vật mà hỗn loạn. Vào thời khắc mấu chốt, lục đại quỷ hoàng địa ngục cường thế tiếp viện, càng là dưới sự rung động cùng cường thế, đánh vỡ tung chiến trường. Cuối cùng, liên quân đế tộc cường thế tập kết nhân tộc yêu tộc ma tộc đã tan tác toàn diện. Tất cả ma tộc của Hắc Ma Đại Lục, không một tên nào may mắn thoát khỏi. Lên tới đế tộc Hắc Thiên Hoàng, xuống đến Thánh Hoàng, toàn bộ đều lọt vào chém giết. Ma binh chí cao của Hắc Ma đế tộc là cửu hoàng Hắc Ma Bia, cũng lọt vào trấn áp. Bắc Thái đế tử, Thái Sơ Vĩnh Dạ, chạy thoát. Kim Vô Song trốn vào chi đội yêu tộc. Sau khi chi đội yêu tộc gian nan tập kết thì cũng nhanh chóng di chuyển tới hướng đông. Ba tôn Long Hoàng của Long tộc là Ngao Lê, Ngao Tấn, Ngao Minh, cùng Lôi Đình Cự Long, hai tôn Bát Thủ Thiên Long, ba tôn Thái Hư Cổ Long, có thể may mắn còn sống sót. Bạch Hổ Thiếu Hoàng, Lão Yêu Thần, cùng một tôn Thánh Hoàng Bạch Hổ, một tôn Thánh Hoàng Cùng Kỳ, có thể may mắn còn sống sót. Huyền Vũ Đế Tộc, Thái Tổ cùng Huyền Minh còn sống, Huyền Mang chết thảm. Ngày 29 tháng 12, chi đội U Minh rút lui toàn diện, thẳng đến Thiên Trụ Sơn.
Bọn chúng không thể nào tồn tại lâu dài tại nhân gian giới, nếu không rất dễ dàng bị hòa tan, biến mất. Mà sinh tử lưỡng giới cường thế khai thông, chắc chắn sẽ kinh động đế quân, bọn hắn nhất định phải trở về U Minh địa ngục, chuẩn bị đối kháng đế quân trấn áp. Sau khi ngắn ngủi chỉnh đốn, Khương Phàm thống ngự cường giả Thương Huyền đuổi bắt chi đội yêu tộc trốn về hướng đông. Nhưng dưới sự bảo vệ gắt gao của Huyền Vũ Thái Tổ, cùng dưới sự uy hiếp của chúng sinh đại táng, Từ Thiếu Hoàng, mấy lần điên cuồng ác chiến đều bị ép ngừng lại. Kỷ nguyên năm 21, ngày 20 tháng 1, được cường giả Thương Huyền làm bạn, Huyền Vũ Thái Tổ vượt qua 50 vạn dặm, lui tiến về phía đông Huyền Vũ Hải Vực. Nâng đao. Khương Phàm cuồng bạo gào thét, vang vọng chân trời. Thương thương thương. Tiếng tranh minh kịch liệt, giống như xuyên kim liệt thạch rung động sơn hà, oanh minh đại lục cùng hải dương. Hồng Hoang Thiên Long, Kiều Vô Hối, Tần Vị Ương, Ngô Chính Nguyên và các thần linh, Đông Hoàng Càn, Khương Quỳ, Bạch Tai, Triệu Thời Việt và các thánh hoàng nhao nhao bóp lấy tù binh trong tay. Chương 2905 kết thúc tất cả năm. Có cửu thủ thiên long Ngao Anh, một tôn bát thủ thiên long, bạo phong cự long, thương hải cự long, thập nhị dực hắc xà hoàng, luân hồi cổ long. Có bạch hổ yêu thần, hai tôn thánh hoàng bạch hổ, một tôn thánh hoàng cùng kỳ, thao thiết, đào một, đại địa hùng hoàng, cự thú hải dương. Có hắc hoàng thiên, hình thiên ma hoàng, kình thiên ma hoàng, 18 vị thánh hoàng của hắc ma đại lục. Có Chu Phục Sinh, Thái Uyên thần tôn, Trung Nguyên Bá, Bùi Tu Nghiệp. Còn có, bốn tôn thần Khương Phàm săn giết lúc mới bắt đầu khai chiến, Ngao Tiêu, Ngao Tất, Hắc Liễm, Địch Nhung, Thủy Tổ Ngư, Thiên Uy thần tôn. Những tù binh này có một số đã chết, có một số thì linh hồn bị trọng thương đang hấp hối. Toàn bộ bị đám người Kiều Vô Hối kéo lấy, áp chế ở trên vách đá sóng cả mãnh liệt. Giống, Huyền Vũ Thái Tổ cuồng bạo đạp động hải triều, lên cơn giận dữ. Ngao Lê, Thiếu Hoàng bi phẫn gầm thét, sát khí ngập trời. Nhưng nhìn tộc nhân gần ngay trước mắt, nhìn bọn người Khương Phàm cuồng nhiệt hung tàn, bọn hắn không thể không cố nén xúc động. Kỷ nguyên năm 21, tháng 1, ngày 20. Giọng Khương Phàm hét lớn, vang vọng đất trời. Đế tộc bại lui, nhân tộc, tam thần chạy trốn, còn lại toàn diệt. Yêu tộc, thất thần bát thánh tan tác, còn lại. Toàn diệt, hắc ma đế tộc, toàn quân bị diệt, huyết ma đế tộc. Bại trốn Đông Bắc. Ta, Phần Thiên Thần Hoàng, đại biểu Thương Huyền, chính thức tuyên cáo với Bát Châu Thập Tam Hải, trận chiến thủ vệ tại Thương Huyền, đại thắng kết thúc. Từ hôm nay, bất kỳ thần tộc đế tộc nào, chưa cho phép mà còn dám đặt chân Thương Huyền nửa bước, Thương Huyền sẽ nâng lệnh truy sát. Vạn năm không rút lui, không chết không thôi. Giọng Khương Phàm càng ngày càng cuồng nhiệt, càng ngày càng khàn đi, vẻ mặt cũng trở nên dữ tợn trong sự điên cuồng. Thương Huyền thủ vệ chiến, đại thắng, đại thắng, đại thắng, đại thắng. Chúng ta, thắng. Bọn người Kiều Vô Hối, phát ra tiếng gào thét cuồng nhiệt mà điên cuồng đối với đại dương mênh mông mãnh liệt, đối với đế tộc đang tức giận, có người cuồng hỉ, có người rơi lệ, có người cuồng loạn không ngừng hét lớn. Chúng ta, thắng. Trước sau hai đời kiên trì, mấy chục năm chinh chiến đẫm máu. Bọn hắn nghịch thiên mà đi, thay đổi càn khôn. Bọn hắn biến không thể thành có khả năng, bọn hắn rèn đúc thời đại thuộc về mình. Giống, đám Ngao Anh bị trấn áp suy yếu gào thét, trong bọn họ có thần tộc có đế tộc, chưa từng nhận khuất nhục như vậy, bị đè đầu xuống đợi làm thịt, bị xem như tế cờ tuyên ngôn. Thắng, vậy mà, thắng, làm sao có thể, thắng. Chu Phục Sinh bị thiên phạt thần kiếm đánh xuyên, linh hồn suy yếu, thân thể rách dưới, ý thức hốt hoảng. Huyền Vũ Thái Tổ tức giận không kiềm chế được. Thác Hải hét giận dữ. Phần Thiên Thần Hoàng, người đừng phách lối quá sớm. Chúng ta lui, nhưng không có nghĩa là chúng ta thất bại. Kẻ thống trị chân chính là đế tộc, người thống ngự thế giới này thật sự, là đế quân. Ngươi và Tu La, Thương Huyền và Địa Ngục, tiếp nhận lửa giận đến từ đế quân, trấn áp đến từ đế quân đi. Khương Phàm giơ tay phải lên cao cao. Tế, anh linh chiến tử ngàn năm trước. Tế, các nhân kiệt hào hùng bảo vệ Thương Huyền mà chết. Chém. Chém. Bọn người Kiều Vô Hối nhao nhao gầm thét, nâng đao chém đầu, chấn đao toái hồn. Khương Phàm căm tức nhìn liên quân đế tộc xa xa, lần nữa gào thét. Tất cả mọi người chúng ta còn may mắn sống đến bây giờ, uống máu tuyên ngôn, vĩnh viễn, thủ vệ Thương Huyền đại lục, đời đời truyền thừa, ngọn lửa bất khuất. Chúng ta, không sợ uy hiếp, chúng ta, không sợ cái chết, chúng ta. Thề sống chết nghênh chiến người ti tiện xâm nhập. Thề sống chết nghênh chiến người ti tiện xâm nhập.
Bọn người Kiều Vô Hối nhao nhao gầm thét, đã là đang tuyên cáo với đế tộc, cũng là đang lăng nhục hành vi xâm lấn của đế tộc. Khương Phàm chỉ liên quân đế tộc phía xa. Trở về chuyển cáo đế quân của các ngươi, có đảm lượng, thì đến Thương Huyền giết ta. Không có can đảm, thì đi Đăng Thiên Kiều, ta chờ đám các ngươi. Đại chiến Thương Huyền kết thúc. Lúc bắt đầu oanh động, khi kết thúc càng oanh động. Khắp thế gian đều kinh ngạc. Trước đó tất cả mọi người từng dự đoán Khương Phàm chắc chắn sẽ thua, Thương Huyền đại lục ắt gặp chinh phục, trận hỗn chiến cả thế gian chú ý này xem chút chính là Khương Phàm kết thúc bi tráng, cùng đối kháng giữa đế tộc và phân chia lãnh địa với nhau. Kết quả thì sao đây? Khương Phàm vẫn đang một mực sáng tạo kỳ tích lại lần nữa rèn đúc truyền kỳ bất hủ. Phần Thiên Thần Hoàng thực sự trở thành kẻ thống trị không thể coi thường ở thời đại này. Thương Huyền đại lục cũng thực sự trở thành lãnh địa chủ quyền không người dám mơ ước. Đại Hạ Hoàng Triều, Thương Huyền đại thắng, đế tộc tan tác, đồ sát thần ma, 33 vị. Theo lời tuyên bố cao điệu của Lý Quân Giao, hàng tỷ dân chúng lâm vào cuồng hoan. Bọn họ kích động la lên, ôm chầm lấy nhau, thậm chí là rơi lệ. Phóng thích dưới cơn khủng hoảng cực độ để bọn họ khó mà tự kiềm chế được. Thắng! Phần Thiên Thần Hoàng vậy mà lại thắng thật. Dài đến 30.000 năm khuất nhục, rốt cuộc cũng trở thành lịch sử. Phần Thiên Thần Hoàng mang theo cường giả một tay hắn bồi dưỡng, đuổi tất cả người xâm nhập. Đây là chiến tích vang dội cổ kim đến cỡ nào? Đây là vinh quang tỏa sáng vạn cổ đến cỡ nào? Càng làm cho bọn hắn kích động là, nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc tan tác, cùng số lượng cường giả Thương Huyền may mắn còn sống sót, đủ để cho đế tộc thiên hạ lại không có bất kỳ bên nào dám can đảm đặt chân đến Thương Huyền. Thương Huyền yếu nhất, đột nhiên trở thành đại lục mạnh nhất, khinh thường bát châu thập tam hải. Phần Thiên Thần Hoàng. Phần Thiên Thần Hoàng. 8 vạn dặm cương vực tại Đại Hạ Hoàng Triều, vang vọng anh danh của Phần Thiên Thần Hoàng kéo dài không tiêu tan. Lý Quân Giao cùng bọn người Khương Hồng Võ đứng tại đỉnh núi, ngắm nhìn đại hạ cương vực đang sôi trào, rung động càng kích động. Kết thúc, cuối cùng cũng kết thúc, bọn hắn chứng kiến Khương Phàm trưởng thành, càng chứng kiến một đoạn lịch sử ầm ầm sóng dậy. Thử hỏi cổ kim, mấy người có thể bằng? Bọn hắn không kịp chờ đợi muốn đuổi tới chỗ Khương Phàm, cùng hắn hưởng thụ cái thời khắc vinh quang vô tận này. Nhưng, đối với Khương Phàm mà nói, mặc dù Thương Huyền kết thúc chiến tranh, nhưng nguy cơ mới lại như lửa xém lông mày. Cái đầu tiên, U Minh địa ngục xé bỏ hiệp nghị ngang nhiên xâm lấn nhân gian giới, không thể nghi ngờ là trái với cấm kỵ sinh tử. Đối với đế tộc mà nói, đây là khiêu khích nghiêm trọng không thể tha thứ, đối với U Minh mà nói, cần nghiêm túc xử lý. Cơ hồ có thể khẳng định, Tu La chắc chắn phải chết. Cho nên Khương Phàm nhất định phải chuẩn bị nhúng tay, dù là khai chiến toàn diện cùng U Minh địa ngục. Cái thứ hai, mặc dù Thương Huyền thắng, nhưng Khương Phàm còn không phải đế quân. Đế tộc thảm bại toàn diện đã kích thích các trưởng khống giả chân chính của thế giới. Một khi đế quân đặt chân đến Thương Huyền, Khương Phàm đã trải qua hai đời chống lại lấy được thắng lợi, đều sẽ sụp đổ. Cuối tháng 1 năm 21, sau khi chỉnh đốn ngắn ngủi, Khương Phàm lấy danh nghĩa chủ nhân Thương Huyền, lấy danh nghĩa thống lĩnh chi đội chiến tranh mạnh nhất thiên hạ, phát ra tuyên chiến mới. Nhưng không còn là đế tộc, mà là U Minh địa ngục. Chương 2906 Đại Điển Phong Thần 1. Chiêu cáo U Đô Quỷ Hoàng, Phong Đô Quỷ Hoàng, nếu dám làm tổn thương huynh đệ ta dù chỉ một chút, chư thần Thương Huyền sẽ san bằng Phong Đô Quỷ Thành, U Đô Quỷ Giới, trọng chỉnh U Minh địa ngục. Nếu ngươi không tin, kính thỉnh chờ đợi. Năm 21, ngày mùng 8 tháng thai, Khương Phàm trở về Thượng Thương Cổ Thành, một lần nữa chân chính mở ra Phong Thần Đại Điển. 4 tòa hoàng nê đài hoàn toàn mới phân biệt giao cho Khương Qua, Triệu Thời Việt, cùng Tịch Nhan và Bạch Tai. Thời điểm trước đó phân phối hoàng nê đài, còn không có gây nên quá lớn bạo động, nhưng lần này lại bạo phát tranh đoạt. Thật sự là thanh thế Phong Thần Đại Điển đưa tới, cùng bí mật dính đến, đều quá lớn, lớn đến nỗi vượt qua mong muốn ban đầu của tất cả mọi người, thậm chí là ngoài phạm vi hiểu biết. Ban đầu, đều tưởng rằng đó là một thần vật, có thể tạo thần. Mặc dù chuyện kia đã rất khiếp sợ, nhưng ai có thể nghĩ tới thứ này lại còn có thể khiến cho không gian và thời gian vặn vẹo, bày biện ra thời đại hồng hoang, cùng một đoạn sử thi giống như Phong Thần Đại Điển. Cho nên thứ này không chỉ có thể tạo thần, còn không chỉ đang tạo thần. Cuối cùng, sau khi Khương Phàm và bọn người Thiên Hậu lặp đi lặp lại thảo luận, đã tuyển định 4 người. Khương Qua cùng Triệu Thời Việt, không chỉ là Phượng Hoàng, càng đã bồi bạn vô số trận chiến tranh, công huân rất cao.
Bạch Tai, không chỉ có tiềm lực to lớn, mà còn trung thành tuyệt đối. Tịch Nhan, ngoại trừ thân phận Hoàng Phi, càng quan trọng hơn là thôn thiên ma Hoàng kiên trì. Về phần Đại Vương, Tặc Điểu, bọn người Hàn Ngạo, không cần Hoàng Nê Đài, đủ để vấn đỉnh cảnh giới thần linh. Lại phải bắt đầu. Đại Vương, Tặc Điểu bọn hắn vây tụ cùng một chỗ, đang mong đợi phong thần đại điển chân chính. Lần này không có ai quấy rầy, không cần có bất kỳ lo lắng, đại điển phong thần hoàn chỉnh đã sắp bắt đầu. Rất muốn ngồi ở phía trên kia a. Đôi mắt đẹp PC của Đông Hoàng Như Yên Sinh Huy, hâm mộ nhìn bọn người Kiều Vô Hối dần dần tế lên Hoàng Nê Đài. Đại Vương run lẩy bẩy thân thể. Lúc nào mạnh hơn như thế, thành thành thật thật sự phế vật không tốt sao? Ai là phế vật, bản cô nương là thiên tài. Đông Hoàng Như Yên tức giận, giận dữ vỗ vỗ mai rùa dưới thân, kết quả dùng sức quá mạnh, đập mình đau. Chu Thanh Thọ nằm nghiêng ở giữa mai rùa giống như đang nằm trên ngọn núi, cười ha hả nói. Đoàn cướp bóc chúng ta, tất cả đều là thiên tài. Chỉ cần tài nguyên đúng chỗ, thì không tồn tại phế vật. Đông Hoàng Như Yên vừa muốn gật đầu, kết quả cẩn thận nhất phẩm. Cầm thú, ngươi cho là ta nghe không hiểu tiếng người. Tặc Điểu nói, nếu ngươi có thể tiến tới Thánh Hoàng, vậy thì hoàn mỹ. Ngày nào đó chúng ta tìm một cơ hội, rút hàng ổ đế quân. Đông Hoàng Như Yên khẽ nói. Nói nghe thật nhẹ nhàng, không võ tiến tới Thánh Hoàng nào có dễ dàng như vậy. Chu Thanh Thọ ngắm nhìn Hồng Hoang Thiên Long đang chuẩn bị nơi xa. Không biết đại tặc có thể trùng kích bán đế hay không? Ai? Đại Vương khá là phiền muộn, rõ ràng là mình mang huynh đệ ra, kết quả càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng mạnh, lại còn có hy vọng trùng kích bán đế. 16 tôn Hoàng Nê Đài, còn có 2 tôn phân biệt tại Huyết Ma tộc cùng Huyền Vũ tộc. Lãng phí thật. Trên khuôn mặt kiều diễm của Hướng Vãn Tình mang theo nhẹ nhõm đã lâu, trận chiến thứ 2 đáng để chúc mừng nhất là bọn hắn không có bất kỳ thương vong gì. Cũng là không cần lại trải qua cuộc chiến thứ 3 càng khốc liệt hơn. Bọn hắn đều hoàn chỉnh về tới nơi này, an toàn vượt qua kỳ chiến tranh. Kiều Vô Hối, Ngưu Chính Uyên, Đông Hoàng Như Ảnh, Cổ Thần, Cổ Tác Nhân, bọn hắn đã thành thần. Trọng điểm là nhìn 11 người của bọn người Đông Hoàng Càn. Nếu như có thể thành thần toàn bộ, không, Hoàng Nê Đài kích phát, số lượng lớn thần vật tài nguyên tầm bổ, bọn hắn nhất định là sẽ thành thần. Tính cả bọn người Thiên Hậu, chúng ta sẽ có được hơn 20 vị thần linh. Hơn 20 vị A, cơ hồ là niên đại bình thường, tổng hợp toàn thế giới. Hướng Vãn Đồng ngồi tại đỉnh núi, nhìn qua biển người ở ngoài xa, mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng má ngọc xinh đẹp lại mang theo dễ dàng cùng tùy ý. Mặc dù nàng đã triệt để phế đi, nhưng có thể nhìn thấy muội muội sống sót, có thể nhìn thấy chiến tranh kết thúc, còn có thể nhìn thấy vạn thế càng ngày càng mạnh, nàng cũng coi như là không có tiếc nuối. Hướng Vãn Tình nói, tỷ vẫn nên dùng thần dương huyết đi, nhìn xem có thể kích phát huyết mạch, gây nên biến đổi hay không. Hướng Vãn Đồng khẽ gật đầu, không tiếp tục từ chối. Chiến tranh tạm thời kết thúc, lại lấy được số lượng lớn thần vật, dùng thử 2 viên một chút cũng không sao. Mặc dù không hy vọng xa vời sẽ có hiệu quả, nhưng chẳng may thành công thì sao. Nàng còn muốn chấn hưng hướng ra, còn muốn cung cấp duy trì cho vị hoàng phi thần triều muội muội này của mình. Trước đó không muốn nhiều như vậy, dù sao chiến tranh cũng còn không có kết thúc, thần triều còn chưa hẳn có thể quật khởi, nhưng bây giờ, nàng cần thay muội muội cân nhắc chuyện thực tế nhất. Dù sao so với mấy vị hoàng phi khác thì bối cảnh của muội muội là kém hơn rất rất nhiều. Nếu có hài tử ngược lại cũng dễ nói, thế nhưng Khương Phàm cũng đã bắt đầu hư hóa, vật kia cũng bị mất. Trở lại xuất hiện chỉ sợ muốn chờ xưng đế, nhưng sau khi xưng đế còn có thể muốn hài tử sao? Cơ hồ là không. Thiên Hậu, Tần Vị Ương, Triệu Thế Hùng, Ngô Thiên Khải và đám người đều tụ thành vòng tròn của riêng phần mình, ngắm nhìn phương xa, trong chờ mong mang theo nhẹ nhõm đã lâu. Chỉ là không có người chú ý, sâu trong mây mù, tại đỉnh Cửu Thiên, cái thân ảnh phiêu miểu kia xuất hiện lần nữa. Theo Khương Phàm, Hồng Hoang Thiên Long, Kiều Vô Hối tập kết toàn bộ, vòng xoáy to lớn, lớn đến mức để cho người ta hít thở không thông lại lần nữa thành hình, che khuất bầu trời, che đậy thượng thương. Vòng xoáy ù ù xoay tròn, xé rách cả bầu trời, mênh mông không gian, cũng vặn vẹo lên thâm không cùng vũ trụ vô tận. Vòng xoáy tiếp tục phóng đại, không ngừng tăng tốc xoay tròn, thời không đều hứng chịu tới xé rách. Cảnh tượng thiên địa sơ khai lại lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Khai thiên rung động, hồng hoang nguyên thủy. Theo vạn đạo, khi ngày và đêm luân chuyển,
âm và dương định hình. Khi thiên địa ổn định, vạn vật khôi phục. Khi yêu ma thai nghén, linh tộc quật khởi. Khi nhân tộc đang lễ bái thương thiên trong dãy giụa. Ầm ầm, bọn hắn thấy được hàng tỷ sinh linh tụ tập tại thượng thương đế thành. Bọn hắn thấy được cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi kia, dẫn đầu 18 tôn thần ma dậm chân phóng lên trời. Bọn hắn thấy được mấy triệu đồ đằng, che khuất bầu trời, thấy được đỉnh cửu thiên, đại đạo như rồng. Bọn hắn thấy được chúng sinh lễ bái, thấy được chư thần bái trời. Đó là đại điển phong thần lần đầu tiên tại hậu kỳ hồng hoang. Mà thời gian đã qua đi trăm vạn năm, đại điển phong thần lần thứ hai, tại Thương Huyền Đại Lục, trên cổ đế thành bị tàn phá, một lần nữa được mở ra. Chương 2907 thân ảnh thần bí. Khi Khương Phàm đi đến tầng bậc thang 99, đứng ngạo nghễ đỉnh cửu thiên, vòng xoáy xung quanh ầm ầm sóng dậy ầm vang phóng đại, từ hơn trăm dặm đến mấy trăm dặm, lại đến hơn nghìn dặm, thẳng đến chỗ trống trung tâm vòng xoáy bao phủ toàn bộ thượng thương cổ thành, phạm vi xung quanh vòng xoáy càng bao trùm mấy vạn dặm sơn hà mênh mông. Vòng xoáy tăng vọt uy thế, lần nữa xé rách thời không mênh mông. Hình ảnh càng rung động không thể tưởng tượng nổi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thời không trường hà. Thời không trường hà lao nhanh vạn cổ bị kéo tiến vào vòng xoáy tuyệt thế. Một cỗ cảm giác thời không sai chỗ kỳ diệu bao phủ khắp đất trời. Một loại thế giới thức tỉnh, đại đạo tụ tập cảm giác sợ hãi, thẩm thấu linh hồn. Bất luận là bọn người Khương Phàm bên trên phong thần đài, hay là mấy người thiên hậu phía dưới đều đặt mình vào bên trong quang hải hoa mỹ, thân thể như trở nên vặn vẹo. Trở nên trong suốt, linh hồn như rời khỏi cơ thể, ngao du tại thời không trường hà, chứng kiến trăm vạn dặm lịch sử biến thiên, chứng kiến thiên địa vạn linh hưng thịnh suy bại. Một tiếng gáy to, vạch phá vạn cổ, vang vọng dòng sông lịch sử truyền đến nơi này. Linh văn của trên trán Khương Phàm lập tức nở rộ vạn đạo cường quang, thân thể không bị khống chế vặn vẹo, trong chốc lát, nương theo bạo hưởng kinh thiên động địa, sôi trào liệt diễm, hài cốt giòn vang, Khương Phàm hóa thân thành chu tước yêu thể. Thời không cuối cùng, bên trên cổ đế thành, mấy triệu đồ đằng chi đỉnh dâng lên một đạo xích thiên hỏa hoàn, như chu tước dương cánh, vượt qua dòng sông lịch sử, vang vọng trăm bầu trời vạn năm, hướng phía Khương Phàm gào thét mà tới. Chu tước đồ đằng. Khương Phàm nhìn xuyên vạn cổ, ngắm nhìn thân ảnh mông lung trong thời không trường hà. Nhiệt huyết hắn nhấp nhô, linh hồn phấn chấn, như cách vô tận thời không đang đáp lại tiên tổ trở về. Nhưng, thân ảnh mông lung kia ở trên nửa đường đột nhiên biến mất. Ngắn ngủi mấy hơi qua đi, ánh sáng thời không nào đó bạo động, liệt diễm ngập trời, một tôn chu tước rõ ràng hơn càng cường thịnh hơn vỗ cánh bay lên trời, tiếng gáy to rõ thời không, hướng đến Khương Phàm nơi này gào thét mà tới. Chân thực hơn so với trước đó, cường thịnh hơn so với trước đó, cũng tràn ngập lệ khí hủy diệt đặc hữu của chu tước. Khương Phàm hơi suy tư, đã hiểu nguyên do. Hư ảnh từ hồng hoang mà đến càng giống một loại triệu hoán. Đang tìm kiếm chu tước đồ đằng đã từng sinh ra tại thời kỳ hồng hoang, sau đó lại thất lạc tại đoạn lịch sử nào đó, sau đó nó tỉnh lại, bây giờ tái hiện trên thời không trường hà. Dù sao chu tước đồ đằng mặc dù sinh ra tại hồng hoang, sau đó thì tồn tại một đoạn thời gian, không thể nào trực tiếp từ hồng hoang xông đến. Cái này cũng mang ý nghĩa cảnh tượng trước mắt không phải thời không lao nhanh chân thực, càng giống như hai thời đại đang lúc cộng minh. Tuy nhiên, Khương Phàm ngóng nhìn bên trong phát hiện hình như phía sau thân ảnh chu tước kia còn đi theo càng nhiều quang ảnh thần bí, thân ảnh theo sát lấy chu tước vượt qua thời không, vượt qua bầu trời vạn cổ. Theo chu tước đồ đằng bay lên không, thượng thương cổ thành thời kỳ hồng hoang liên tiếp dâng lên số lượng lớn ánh sáng cường thịnh lại mông lung. Theo thứ tự là bất diệt đồ đằng, hỗn độn đồ đằng, hư thiên đồ đằng, hư không đồ đằng, luân hồi đồ đằng, tự nhiên đồ đằng các loại, đối ứng tất cả tân chủ thụ phong đài, bao gồm cả vị huyết ma tộc kia. Đồ đằng sáng chói như lưu tinh, xông vào trường hà lịch sử, xẹt qua bầu trời vạn cổ, liên tiếp tỉnh lại chân thực đồ đằng ở nơi đó đã thất lạc trong thời không nào đó. Đồ đằng chính là thần cách. Bọn người thiên hậu chứng kiến phong thần đại điển thần bí mà thật lớn. Vậy hẳn là không phải chúng ta sẽ có đồ đằng. Ngũ hành thần thụ không phải đã nói, đó là tín ngưỡng lực, là năng lượng chi nguyên, là hình thái in văn ban sơ. Thần cách hẳn là cùng loại với một loại đại đạo pháp tắc nào đó. Có thể làm cho bọn hắn thông qua đồ đằng, sinh ra cộng minh cùng hệ thống năng lượng đối ứng bên trong thế giới. Sau khi đạt được năng lượng, bọn hắn hẳn là đều có thể chân chính xưng thần. Một tôn bán đế, 16 tôn thần, phong thần đại điển, thật khủng bố. Đáng tiếc hai tòa hoàng nê đài khác. Bọn hắn chứng kiến, cũng đang rung động,
đồng thời cảm thấy may mắn. Bởi vì tốc độ đồ đằng vượt qua vạn cổ chậm hơn so với bọn hắn dự đoán. Đương nhiên, đã rất nhanh, nhưng cũng không phải lóe lên mà tới, cái kia dù sao cũng là hai thời đại cộng minh, là một loại triệu hoán vượt qua thời không. Mà mấy người Kiều Vô Hối bên trên Hoàng Nê Đài đều như lâm vào một loại trạng thái du lịch, giống như linh hồn bay ra khỏi cơ thể, đang nghênh tiếp lấy đồ đằng giáng lâm, nhận lấy thời không tẩy lễ. Nếu như lúc ấy Khương Phàm không có lý trí ngăn chặn xúc động trực tiếp cử hành phong thần đại điển tại phía Bắc Đại Hạ. Sau đó liên quân đế tộc phát hiện vấn đề, một khi cưỡng ép xiết tới, hậu quả kia quả thật không chịu nổi. Bọn người Khương Phàm đặt mình vào sâu trong vòng xoáy, bên trong thời không vặn vẹo như là thật sự cách ly cùng thế giới bên ngoài, hoàn toàn không biết dòng thời gian chân thực trôi. Thời điểm bọn hắn đang nghênh tiếp đồ đằng, cũng đang cảm ngộ đến uy lực đại đạo thần bí. Tựa như bọn người thiên hậu bên ngoài suy đoán, cái gọi là thần cách, chính là đạt được ấn ký thế giới. Bởi vì, tên của bọn hắn xuất hiện bên trên ở Hồng Mông Thiên Bia. Từ Khương Phàm bắt đầu, tiếp theo là Kiều Vô Hối, Đông Hoàng Như Ảnh, Cổ Tác Nhân, Ngu Chính Nguyên, Cổ Thần, Đông Hoàng Càn, Khương Diễm, Dương Biện, Đông Hoàng Toại, Khương Quỳ, Khương Qua, Lý Dần, Lan Nặc, Triệu Thời Việt, Tịch Nhan, Bạch Tai, còn có vị tân thần Huyết Ma Tộc, Huyết Liêu. Càn Khôn Sơ Khai, Hồng Mông Phán Đạo. Hệ thống thế giới đại đạo diễn biến, đều có liên quan cùng Hồng Mông. Hồng Mông Phong Bia, đại biểu cho Hồng Mông, đại biểu cho thiên địa vạn đạo. Lưu danh Hồng Mông Phong Bia thì mang ý nghĩa tiếp nhận một đại đạo nào đó, trở thành một phần tử của hệ thống thế giới. Hồng Mông Phong Bia nở rộ lên ánh sáng rực rỡ, đánh thẳng vào Hồng Hoang Thiên Long, cũng bao phủ bọn người Khương Phàm. Linh hồn của bọn hắn như rời rạc đến thế giới bên ngoài. Cảm nhận được sự kỳ diệu mà thần bí của đại đạo. Nhận biết đối với thế giới, đối với võ pháp, và đối với năng lượng bản thân như là thể hồ quán đỉnh, sáng tỏ thông suốt. Như là một cửa lớn mới tinh của thế giới đang chậm rãi rộng mở ở trước mặt. Chương 2908 con của ta. Bên trong là thế giới đắm chìm thời không cùng Hồng Mông, cảm ngộ, thăng hoa. Thời gian phía ngoài lặng yên trôi qua. Trọn vẹn 7 ngày sau. Chu tước đồ đằng thất lạc ở mấy chục vạn năm trước vượt qua thời không rốt cuộc cũng đã tới sâu trong vòng xoáy, vạch phá vòm trời tối tăm, xông về phía Khương Phàm đang mong đợi. Giờ khắc này, Khương Phàm rốt cuộc cũng thấy rõ ràng phía sau lại là số lượng lớn khí tức chu tước. Dòng dã 10 đạo, tượng trưng cho tuyên cổ đến nay, sau chu tước thủy tổ, giữa thiên địa sinh ra 10 tôn chu tước. Có là nhân tộc, có là yêu tộc. Đồ đằng giáng lâm, phần thiên diệt thế chi viêm bạo động. Tràn ngập đất trời bao phủ lấy Khương Phàm, chu tước thủy tổ biến thành đồ đằng, dẫn dắt từng đạo chu tước khí tức, nhào vào trên trán Khương Phàm, đánh thẳng vào toàn thân Khương Phàm. Như dung nham sâu thể, toàn thân Khương Phàm cứng ngắc, giống như muốn đốt sống chết tươi, từ hài cốt đến huyết nhục lại đến linh hồn đều thừa nhận đau đớn khó nói nên lời, nhưng ngay sau đó chính là năng lượng bạo động nhẹ nhàng vui vẻ, thân thể hư hóa vậy mà nhanh chóng gia tăng. Quan trọng nhất trái tim bắt đầu quy về hư vô. Hư vô trái tim, hư vô huyết hải. Cũng là sinh mệnh chi hải vô biên vô tận. Đúng vào lúc này, một đường vân bí ẩn chỗ cổ Khương Phàm nở rộ lên ánh sáng, nhỏ bé không thể nhận ra, lại xúc động vặn vẹo vòng xoáy thời không. Sau đó, một đạo mê quang hùng vĩ không gì sánh được từ bên trong thời đại hồng hoang dâng lên, giống như càng xa xưa hơn nếu so với phong thần đại điển. Đó là một thân ảnh già nua, tràn ngập khí thức cổ chi đại đế. Hắn dứt khoát kiên quyết bước vào thời không trường hà, quan sát vạn năm thời không, bế nghễ vạn đạo yêu ma, những nơi đi qua, năng lượng thiên địa vặn vẹo, càn khôn đại đạo vần quanh. Hắn giống như thân quấn xiềng xích, bị thế giới trói buộc, lại như dẫn dắt xiềng xích, kéo lấy hồng hoang thế giới cổ lão. Tám tôn bản thân trong khí hải hư vô của Khương Phàm lần lượt thức tỉnh, đôi mắt đang mở hí, huyết quang như sấm, chiến khu tinh hồng khuấy động vô tận sinh cơ. Bọn chúng vậy mà đạp không mà lên. Đứng ở trên hư vô huyết hải, mở ra hai tay, mặt hướng vạn cổ, giống như nghênh đón cái gì đó. Khương Phàm nhìn xuyên thời không, nhìn chăm chú cổ chi đại đế đi tới. Đây là chủ nhân của bát cấm thánh thiên quyết. Chẳng lẽ nó không phải thần pháp, mà là đế pháp. Chẳng phải là nói, bát cấm không phải cuối cùng. Sâu trong vòng xoáy mây mù, một đạo thân ảnh không người chú ý đang lặng yên tới gần, nàng như tiên ba di thế mà đứng, đẹp tuyệt nhân gian. Thanh lệ tuyệt luân. Nàng vậy mà không nhìn lấy thế giới bơ ị xé rách, không gian và thời gian vặn vẹo tạo ra lực lượng kinh khủng, ngắm nhìn vạn cổ thâm không,
ngắm nhìn đạo thân ảnh phiêu miểu đang ngạo nghễ đi tới. Nàng chậm rãi nhắc lên tay ngọc mảnh khảnh như muốn đụng vào thân ảnh kia, vẻ mặt nàng hốt hoảng, môi đỏ khẽ mở. Con của ta. Sau khi Khương Phàm dung hợp chu tước đồ đằng cùng 10 khí tức đạo chu tước, phạm vi hư vô từ 3 phần đến 5 phần, lại đến 6 phần, thậm chí là 7 phần. Nhất là tâm hải, khí hải, cùng xương sống hư vô để hắn có được chiến lực vô địch cường đại. Vài ngày sau, hư ảnh vượt qua vạn cổ mà đến rốt cuộc cũng đi tới vòng xoáy, phiêu miểu mông lung, đế uy cuồn cuộn. Hắn không có dung nhập Khương Phàm, mà nhìn thân ảnh phía trong vòng xoáy, thật lâu dừng lại, thật lâu nhìn chăm chú. Toàn thân cổ tác nhân ngồi xếp bằng bên trên thụ phong đài nóng hổi, trái tim mãnh liệt nhảy lên, cơ hồ muốn xông ra lồng ngực, hắn từ bên trong minh tưởng thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh vạn cổ, vậy mà cảm nhận được quen thuộc mãnh liệt. Nơi đó có cái gì? Khương Phàm kỳ quái trông qua, hư ảnh mờ mịt lại quỳ một chân trên đất đối với nữ tử trong vòng xoáy, cúi đầu thật sâu, sau đó ngạo nghễ đứng dậy, dung nhập thân thể Khương Phàm. Vô lượng đế quân, vô lượng thắng thiên quyết, cửu cấm thắng thiên, vô địch tại thế, thập cấm vô lượng, vĩnh sinh bất diệt. Trong ý thức Khương Phàm tràn vào ký ức phức tạp, càng lóe ra hình ảnh hồng hoang ầm ầm sóng dậy. Vô lượng đế quân, thời kỳ hồng hoang, một trong 9 đại chí tôn nhân tộc. Có được, bất diệt thiên thể, khai sáng, vô lượng đế văn, lưu lại hồng hoang tuyệt học cho nhân tộc vô lượng thắng thiên quyết. Hắn là thống lĩnh nhân tộc trong lần hồng hoang đại chiến thứ 5, cũng là truyền kỳ xác định địa vị sinh tồn của nhân tộc, thôi động bộ lạc lớn nhân tộc liên hợp. Khương Phàm tiếp nhận lấy ký ức thật lớn, cường thịnh truyền thừa, cũng kích phát ra hồng hoang chiến khu bất diệt thiên thể. Đột nhiên xuất hiện vui mừng này để hắn phấn chấn đến khó tự đè xuống. Bất diệt chiến khu, rung động hồng hoang, thống ngự nhân tộc nghênh chiến ma tộc, yêu tộc, thậm chí là linh tộc thời đại truyền kỳ. Vô lượng thánh thiên quyết, võ đạo tuyệt học ban sơ của nhân tộc, ẩn chứa áo nghĩa vĩnh sinh bất diệt. Truyền thừa này cùng chu tước linh văn của hắn quả thực là tuyệt phối. Tuyệt phối hoàn mỹ. Hay là nói, chu tước linh văn toàn diện thức tỉnh đưa tới truyền thừa như vậy. Thân ảnh trong lỗ trống vòng xoáy quan sát Khương Phàm ở bên trong, đôi mắt đẹp lắc lư, vẻ mặt phức tạp, thẳng đến sau khi hắn hoàn toàn giao hòa mới nhanh chóng rời khỏi mảnh vòng xoáy thời không vặn vẹo. Bọn người Khương Phàm tiếp tục đắm chìm bên trong cảm ngộ phong thần đài. Nhận lấy truyền thừa, cũng sâu sắc liên hệ lẫn nhau. Khương Phàm có thể rõ ràng phát giác được khống chế đối với tất cả mọi người bên trên hoàng nê đài xung quanh càng ngày càng mạnh, như là một ý niệm liền có thể để bọn hắn chịu chết, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến ý thức của bọn hắn. Phong thần đài, xác thực đáng sợ. Nhưng, chân chính vui mừng ở chỗ phía sau. Thời điểm khi Khương Phàm toàn diện nhận chủ phong thần đài, chân chính khống chế đế binh siêu tuyệt vạn cổ hồng hoang này đột nhiên lĩnh ngộ được một ảo diệu phi phàm. Lên trời. Phong thần đài, có thể lên trời. Thiên kiếp. Phong thần đài, có thể độ kiếp. Tựa như vừa mới bắt đầu nhìn trộm đến hình ảnh, Thượng Thương Đại Đế đứng ngạo nghễ tại đỉnh cửu thiên, nghênh đón tuyệt thế thiên kiếp. Đối với Khương Phàm mà nói, đây quả thực là tin tức vô cùng tốt, mang ý nghĩa hắn không cần mạo hiểm tiến thiên khải, không cần lại đứng bên trên đăng thiên kiều, trực tiếp ở Thương Huyền có thể nghênh đón thiên kiếp, ngưng tụ đế khu. Phong thần đài thậm chí là tòa đăng thiên kiều nguyên thủy nhất biến thành. Chương 2909 Tám Phương Đế Quân. Nếu như vậy, bọn người Thiên Hậu, Hồng Hoang Thiên Long, Thôn Thiên Ma Hoàng đều có thể trực tiếp ở tại Thương Huyền lên trời chứng đạo, không cần đứng trước khác đế tộc quấy nhiễu cùng uy hiếp. Ngày 23 tháng 2. Vòng xoáy tản ra, thiên địa trở lại bình tĩnh. Bọn người Khương Phàm quay về xí thiên giới, bắt đầu chiều sâu bế quan. Trận chiến thứ hai thu hoạch to lớn. Toàn bộ di cốt thần ma luyện hóa thành thần dương huyết cùng thần cốt linh tủy, giao cho tất cả cần người. Bao gồm thần cần mạnh lên, cũng bao gồm cả số lượng lớn niết bàn, bán thánh, thánh linh, thánh vương, cùng thánh hoàng. Cánh cửa vạn kiếp, Khương Phàm tự mình khống chế. Cửu hoàng hắc ma bia, đầu tiên giao cho An Minh Hề, nếu như nàng không cách nào khống chế, lại cho địa ma thụ, nếu như địa ma thụ còn không được, cũng chỉ có thể chuyển cho thôn thiên ma tộc. Hình thiên ma đao, kình thiên ma vực, phu ma quyền trưởng, cũng là do An Minh Hề bắt đầu nếm thử, ai có thể khống chế thì thuộc về người đó. Sát lục niệm châu của hai tôn bạch hổ thần cấp cùng hai tôn bạch hổ thánh hoàng, sát giáo toàn bộ giao cho Triệu Thời Việt. Thú nguyên của Ngao Anh, Ngao Tất, hai tôn cửu thủ thiên long đặc biệt giao cho Hồng Hoang Thiên Long. Xích thiên thần đao, một tay Chu Phục Sinh,
một tay Chu Nguyên Bá phân biệt giao cho Lý Dần cùng tân nhiệm gia chủ Kiều gia Kiều Thiên Mạch. Chu Thiên Thần Kiếm, giao cho đệ tử Chu Thiên Thần Điện may mắn còn sống sót, Tần Thiêu Giao, là huyết mạch Tần gia, cũng là hậu đại tương đối ưu tú. Khương Phàm đơn độc điều phối số lượng lớn bảo vật cùng tài nguyên cho hắn cùng những người may mắn còn sống sót khác cũng minh xác biểu thị không tiếc cái giá trợ giúp Chu Thiên Thần Điện một lần nữa quật khởi. Còn có các thần vật khác đều dựa theo yêu cần phân phối. Ví dụ như mai rùa huyền mang, linh châu thủy tổ ngư, cự long long tinh vân vân. Cơ hồ người người có phần. Tài nguyên rộng lượng, bảo vật vô tận để tất cả mọi người bên trong xí thiên giới cảm nhận được cảm giác an toàn đã lâu chưa có. Nhất là Khương Phàm lĩnh ngộ, lên trời chi bí, từ phong thần đài để thiên hậu đều lộ ra nụ cười, cũng làm cho ánh mắt thôn thiên ma hoàng cùng giới chủ nhìn về phía Khương Phàm cũng thay đổi. Nếu quả thật có thể ở tại Thương Huyền lên trời chứng đạo, không thể nghi ngờ là bảo đảm hoàn cảnh an toàn, tỷ lệ thành công gia tăng thật lớn. Trong lúc bọn hắn toàn thể, hưởng thụ thắng lợi vui sướng, đại lục bên ngoài Thương Huyền lâm vào khủng hoảng vô tận cùng tức giận. Bọn hắn thực sự không thể nào hiểu được, đế tộc toàn diện xâm lấn vậy mà trong ngắn ngủi nửa năm tan tác. Mặc dù trong này có nhiều loại nguyên nhân, nhưng theo bọn hắn xem ra, bất kỳ cái nguyên nhân gì đều không đủ để dẫn phát đại bại không thể tiếp nhận như vậy. Nhất là những hoàng tộc hoàng đạo, các lão tổ bọn hắn toàn bộ chiến tử tại Thương Huyền, toàn bộ bọn kiêu hắn thiên chết thảm ở Thương Huyền, bảo vệ của bọn hắn và hy vọng của bọn hắn đều mai táng tại Thương Huyền. Thù hận cùng tức giận để bọn hắn sụp đổ, để bọn hắn chủ động thỉnh nguyện đế quân đích thân tới Thương Huyền. Hạ tuần tháng 2, cường giả đế tộc lần lượt trở lại đế thành, sau khi giảng thuật tình huống. Bảy đại đế quân đang tức giận nhao nhao đăng lâm thiên khải, lấy linh hồn tụ thể, tề tụ đế thành thiên khải. Bao gồm cả tinh linh đế quân. Tổn thất thảm liệt, khuất nhục tan tác để sáu vị ngoài đế quân tinh linh cùng huyết ma gia đều không thể lại giữ vững cao ngạo cùng lạnh nhạt như bình thường. Trận thảm bại Thương Huyền này không chỉ có tổn thất gần như toàn bộ thần ma, càng làm cho địa vị bọn hắn thống ngự thiên hạ 30.000 năm nhận lấy khiêu khích nghiêm trọng. Thần của các ngươi. Thánh hoàng của các ngươi đều sống an nhàn sung sướng mấy trăm hơn ngàn năm, sớm đã không có huyết tính, không có kinh nghiệm chiến đấu, chỉ lĩnh hội võ pháp, ngủ say minh tưởng. Mà Khương Phàm và Thiên Hậu trước sau chinh chiến hai đời, cường giả dưới trướng đều thân kinh bách chiến, điên cuồng hung hãn. Âm thanh tinh linh đế quân lạnh lùng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Ánh mắt Bắc Thái đế quân lạnh lùng quét về phía tinh linh đế quân. Ngươi rất rõ ràng, đây chỉ là một trong nguyên nhân tan tác. Còn là nguyên nhân rất nhỏ. Chân chính tan tác là do U Minh địa ngục xé bỏ hiệp nghị. Tinh linh đế quân nghênh tiếp ánh mắt của hắn. Nếu như không phải tiền kỳ tan tác, để cường giả đế tộc giảm mạnh, để thực lực phần thiên thần hoàng lại tăng cường, trận chiến thứ hai tuyệt đối không hình thành nên rằng co, địa ngục xâm lấn càng không đạt được hiệu quả như thế. Địa ngục xâm lấn, chỉ là một kích cuối cùng ép đến liên quân đế tộc, nguyên nhân tan tác chân chính ở chỗ tiền kỳ. Nhất là liên quân nhân tộc các ngươi đại bại. 15 vị thần linh, hơn 50 vị thánh hoàng, lại bị phần thiên thần hoàng cùng nữ tử của hắn. Săn bắt, nếu như nói ai là người phụ trách mặt mũi đế tộc, nhân tộc thuộc về chủ vị. Long đế, bạch hổ đế quân, huyền vũ đế quân, hắc ma đế quân, huyết ma đế quân đều nhìn về Bắc Thái đế quân cùng Thái Sơ đế quân, huyết mâu bên trong mắt dọc khuấy động ý lạnh kinh khủng. Trận kia của nhân tộc tan tác. Xác thực đặt vững cơ sở đế tộc toàn diện bại lui. Nhân tộc hẳn là chi đội mạnh nhất, hẳn là có thể chúa tể chiến trường, lại tử thương thảm trọng, 10 không còn một. Không chỉ có cổ vũ khí diễm cho Khương Phàm, càng cung cấp tài nguyên to lớn cho Khương Phàm. Thái Sơ đế quân lạnh lùng nói. Nhân tộc liên quân không nghĩ tới Khương Phàm sẽ hủy diệt thế giới hỗn độn, càng không có nghĩ tới Khương Phàm chạm đến cảnh giới bán đế. Tinh linh đế quân lần nữa đùa cợt. Không ngờ tới hồn diệt thế giới hỗn độn, đó là các ngươi chủ quan. Khương Phàm chạm vào cảnh giới bán đế, cũng là các ngươi cống hiến cho hắn thiên quân đại thần tôn. Không cần mượn cớ, lịch sử sẽ cho ra đánh giá công chính nhất. Các ngươi thống lĩnh Thái Sơ cùng Bắc Thái hai đại đế tộc sẽ thành sỉ nhục không thể xóa đi trong lịch sử vạn cổ của nhân tộc. Huyền Vũ đế quân lại bất thiện nói. Tinh linh đế quân, mời ngươi tới là thương lượng đối sách, không phải để cho ngươi phân phối liên quan. Tinh linh đế quân cười lạnh một tiếng. Đối sách, các ngươi phải vào Thương Huyền sao? Ai vào, ai dám? Bầu không khí lần nữa bị kiềm chế, năng lượng bảo vệ linh hồn tám vị đế quân phía dưới giống như tám mặt trời treo cao trên đỉnh thiên khải, đế uy bao phủ khắp đất trời, cường quang rọi khắp nơi vũ trụ. Thứ bọn hắn chân chính kiêng kỵ Thương Huyền chính là
Đế ngấn. Chương 2910 Đế ước 1. 3 vạn năm trước, hư không đế quân sắp chết, nhưng Thương Huyền không có sinh ra người thừa kế mới của đế quân, đáng giá bồi dưỡng duy nhất là Cửu Thiên Huyền Hỏa, lại gặp U Minh Địa Ngục kiên quyết đối kháng. Hoàn toàn bất đắc dĩ, hư không đế quân triệu tập 8 vị tân tấn đế quân bọn hắn. Ký kết vĩnh hằng đế ước. Hư không đế quân sẽ chôn xương thượng thương, bảo vệ Thương Huyền. Bất kỳ đế quân nào đều không được đặt chân vào Thương Huyền, càng không được quấy nhiễu Thương Huyền phát triển. Để bảo đảm đế tộc tuân thủ ước định, hư không đế quân thiêu đốt sinh mệnh cùng linh hồn rèn đúc kinh khủng đế ngân ấn ký, lạc ấn trên thân thể cùng trên linh hồn 8 vị tân tấn đế quân. Mà đầu nguồn ấn ký nằm trong mộ địa hắn ngủ say. Bất kỳ một vị đế quân nào đạp vào biên giới Thương Huyền, ấn ký và đầu nguồn đều sẽ xúc động, hư không đế quân ngủ say cuối cùng dẫn bạo, thông qua ấn ký khóa chặt vị đế quân kia sau đó ném hắn vào hư không thâm uyên. Càng quan trọng hơn là, ấn ký trọng thương linh hồn cùng cơ thể vị đế quân kia. Đối với ước định này, bọn lúc ấy hắn rất kháng cự, nhưng bọn hắn đều là do hư không đế quân đỡ lên, cũng bị chấn nhiếp bởi câu của hư không đế quân, ai không ký bây giờ sẽ cùng người đó đồng quy vu tận, bọn hắn cuối cùng tiếp nhận ước định, tiếp nhận ấn ký. 30.000 năm trôi qua, bọn hắn đều tham luyến di cốt hư không đế quân, cho nên từ đầu đến cuối đang bế quan, đốt cháy, ấn ký, vọng tưởng thanh lý mất ấn ký. Nhưng trình độ ấn ký kiên cố vượt quá tưởng tượng, bất kỳ đế quân nào đều không thể triệt để loại trừ. Chọn lựa một vị, mạo hiểm bước chân, càng không có thể, ấn ký này muốn mạng. Sau đó, bọn hắn bắt đầu toàn lực bồi dưỡng đế quân mới. Đế quân mới không có ấn ký, có thể đặt chân Thương Huyền, tìm kiếm di cốt hư không đế quân. Nhưng, người tham luyến đế cốt, ta cũng tham luyến đế cốt, tất cả mọi người tham luyến đế cốt, cho nên đều không hy vọng bất kỳ bên nào xuất hiện đế quân mới. Trong 20.000 năm qua, huyết ma tộc, bạch hổ đế tộc cùng long tộc đều từng bồi dưỡng được chân chính bán đế, lại đều bị đế tộc khác quấy nhiễu tại Đăng Thiên Kiều, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử. Lại sau đó, cũng chính là gần vạn năm qua, đế tộc đều trầm mặc, không còn giày vò. Tùy ý đế tộc cùng đại lục phía dưới tự do phát triển, đồng thời ước định riêng phần mình đến đỡ một bộ con rối thế lực, khống chế ngoại vực Thương Huyền. Có thể thỏa mãn nguyện vọng, chia cắt Thương Huyền, cũng có thể bí mật tìm kiếm nơi chôn xương hư không đế quân. Như thế này trầm mặc cùng thỏa hiệp cũng tạo thành thiên hạ dài đến vạn năm hòa bình phát triển. Thẳng đến Thương Huyền ra đời Chu Tước Linh Văn. Cái kia không chỉ mang ý nghĩa Chu Tước trùng sinh, càng mang ý nghĩa Thương Huyền sắp sinh ra đế quân mới, còn là thân nhân tộc, linh hồn Chu Tước. Một khi tân đế quân khống chế Thương Huyền, không chỉ có là cường đại uy hiếp đối với yêu tộc cũng có thể đạt được di cốt hư không đế quân cùng các loại bố trí, đến lúc đó. Tân đế quân sẽ lấy thực lực tuyệt đối, tái hiện vinh quang tổ địa, thậm chí muốn 8 đại châu bọn hắn thần phục. Cho nên, bọn hắn ra tay tại ngàn năm trước, mặc dù đều không hy vọng Thương Huyền có mới đế quân, nhưng ở lúc mới bắt đầu nhất, cũng đều muốn lợi dụng vị thần hoàng kia gián tiếp thống trị Thương Huyền, hoặc là thay bọn hắn tìm kiếm được di cốt hư không đế quân. Cho nên bọn hắn thụ ý bí mật khống chế bát bộ hoàng đạo, tiến hành quan sát, kết minh, thậm chí là đến đỡ. Nhưng, vị thần hoàng Chu Tước kia dã tâm quá lớn, mà tốc độ phát triển quá nhanh, nhất là thiên hậu có linh văn hoàn toàn mới xuất hiện, cùng Tu La, khởi nguyên đế văn, khôi phục, đều để bọn hắn cảm nhận được mất khống chế. Sau đó, tất cả đế tộc một lần nữa gặp mặt, sau một phen thương nghị, liên hệ Xích Thiên Thần Triều, chế tạo cuộc chiến Đăng Thiên Kiều hủy diệt. Vốn cho rằng mọi chuyện đều kết thúc, hết thảy đều trở về quỹ đạo, không nghĩ tới chính là tôn Chu Tước kia vậy mà trùng sinh, càng không có nghĩ tới chính là, ngàn năm sau trùng sinh vậy mà trong hơn 10 năm ngắn ngủi đã dẫn phát kéo dài nghịch tập. Tốc độ nhanh đến những đế quân bọn hắn đều phản ứng không kịp. Chu Tước kia dục hỏa trùng sinh giống như được trời trợ giúp, nhiều lần sáng tạo kỳ tích, không đoạn tuyệt cảnh trùng sinh, giống như bất kỳ thủ đoạn nào đều ép không được. 30.000 năm. Chúng ta đều không có thanh lý ấn ký, di cốt hư không đế quân còn chôn giấu, ai dám tiến vào Thương Huyền. Lời tinh linh đế quân để tất cả đế quân từ trong trầm tư kéo về hiện thực. Chúng đế quân đều không có nhìn về phía lẫn nhau, nhưng tâm tư đều rất rõ ràng. Vì đạt được di cốt hư không đế quân cùng khống chế Thương Huyền đại lục, bọn hắn đều có thể trước sau giày vò 30.000 năm, nếu như bất kỳ một đế quân đột nhiên bị ném tới thâm không, mấy tháng về không được. Đế quân khác khẳng định nhào vào đại lục bọn hắn, chia cắt lục địa, cướp đoạt các loại cường giả thần mạch, san bằng đế thành, chém chết tất cả truyền thừa giả đế mạch. Huống chi, đế ngấn còn có thể trọng thương linh hồn cùng cơ thể đế quân bị di chuyển.
Cho nên, ai cũng không dám làm người đầu tiên tiến vào, cái này tương đương với tất cả mọi người không dám vào. Tinh Linh Đế Quân nói, nếu như ai cũng không dám tiến vào Thương Huyền, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Phần Thiên Thần Hoàng mặc dù thắng được chiến tranh, nhưng khẳng định không có vui mừng, chỉ có gấp gáp. Hắn sẽ ở trong thời gian ngắn nhất hoàn toàn hư hóa, sau đó lên đăng thiên kiều nghênh đón thiên phạt, trùng kích đế cảnh. Các ngươi có thể lập lại chiêu cũ, giống như giết chết các bán đế khác như trước, Khương Phàm sẽ hủy diệt trên đăng thiên kiều. Chỉ cần Khương Phàm vừa chết, hết thảy không đều kết thúc. Nhìn như đề nghị của Tinh Linh Đế Quân không tệ, thế mà mấy vị đế quân khác lại hừ lạnh. Bắc Thái Đế Quân nói, ta nói ngươi hôm nay vì sao sinh động như vậy, thì ra đang tranh thủ cho Khương Phàm một thời gian an toàn chỉnh đốn. Muốn hoàn toàn hư hóa, nói nghe thì dễ. Chẳng lẽ chúng ta phải chờ thêm 3-5 năm? Lấy tốc độ phát triển của đám người Khương Phàm cùng thu hoạch trong đại chiến Thương Huyền, 3-5 năm sau, thần linh dưới trướng hắn có thể đạt tới 20 vị. Nói không chừng không võ thần linh cùng tôn hồng hoang thiên long kia thậm chí thôn thiên ma hoàng kia đều đạt tới bán đế. Chờ hắn hoàn toàn hư hóa cũng không cần lập tức đến đăng thiên kiều, hắn còn có thời gian mấy tháng chuẩn bị. Trong mấy tháng này, nếu như hắn bằng vào thân thể bán đế tìm ra di cốt hư không đế quân thì sao? Chương 2911 Đế ước 2. Tinh Linh Đế Quân nói. Bán đế muốn tiến đến đế quân, chỉ có thể thông qua thiên phạt. Hắn đạt được di cốt thì như thế nào? Nếu như hắn móc ra di cốt hư không đế quân cũng mang lên đăng thiên kiều chống cự thiên phạt, chẳng phải hợp ý các ngươi. Chỉ cần hủy nó ở nơi đó, chia cắt nó, ấn ký đế ngấn kiểm chế chúng ta 30.000 năm không phải tương đương với tự sụp đổ. Ngươi cho chúng ta là hài đồng 3 tuổi, chúng ta đều sống 30.000 năm, nếu như hắn mang theo đế cốt thật thành công thì sao? Bắc Thái Đế Quân lạnh lẽo đánh giá Tinh Linh Đế Quân. Tỉnh lại đi, ngươi cũng bị hắn lừa gạt, còn đến bày mưu tính kế cho chúng ta. Ánh mắt Tinh Linh Đế Quân đột nhiên lạnh lùng. Lão tặc, cái miệng của ngươi nên sạch sẽ một chút cho ta. Ta có nói sai à? Tinh Linh Đế tộc ngươi tuyên bố ra bên ngoài Thiên Nghi Nữ Hoàng là tân thần tinh linh tộc sinh ra, nhưng nàng như thế nào thành thần, không thể gạt được những đế quân như chúng ta đâu. Nàng, là ngươi phân liệt, nàng, là một bộ phân thân của ngươi. Hắn chơi nàng, không phải chơi ngươi. Nếu như không phải tầng quan hệ này, ngươi có thể bỏ mặc hắn mang đi Đông Nam Thiên Môn. Nếu như không phải Đông Nam Thiên Môn, Thiên Hậu có thể chạy ra Thiên Khải chiến trường. Nếu như Thiên Hậu trốn không thoát Thiên Khải chiến trường, há có thể trùng sinh như bây giờ. Thảm bại như bây giờ. Ngôn ngữ Bắc Thái Đế Quân kịch liệt, đưa tay chỉ Tinh Linh Đế Quân phía xa. Ta thậm chí hoài nghi, hắn những năm này trưởng thành, có người ở sau lưng giúp đỡ. Lão cẩu. Tinh Linh Đế Quân khinh thường nói thêm nữa câu cùng hắn, linh hồn linh thể nhanh chóng tiêu tán, muốn rời khỏi lần hội đàm này. Chậm đã. Tiến nói Huyền Vũ Đế Quân trầm thấp nặng nề, cũng lộ ra lạnh nhạt. Chúng ta mời ngươi tới, không phải thương lượng với ngươi như thế nào diệt trừ Khương Phàm. Là muốn mời ngươi, là người đầu tiên bước lên Thương Huyền Đại Lục. Tinh Linh Đế Quân hơi nhíu mày. Nếu như ta không làm thì sao? Huyền Vũ Đế Quân nhắm ngay Tinh Linh Đế Quân. Bảy đại đế quân chúng ta có thể ký kết hiệp nghị cùng ngươi. Trong vòng 5 năm, vĩnh viễn không đặt chân đến Tinh Linh Đại Lục. Nhưng nếu như ngươi từ chối, bây giờ bảy đại đế tộc sẽ giáng lâm tập thể. Long đế cũng nhắm ngay Tinh Linh Đế Quân, uy hiếp nói. Một trận chiến Thương Huyền, chúng ta đã bỏ ra cái giá rất nặng, cần tài nguyên điều trị. Chúng ta đều đã dùng hết, Tinh Linh Đại Lục các ngươi giống như vẫn luôn chưa bao giờ dùng qua. Bạch Hổ Đế Quân nói. Giữ lại không cần, thực sự lãng phí, chúng ta thay ngươi sử dụng. Hắc Ma Đế Quân cũng nói. Chúng ta dùng. Cũng là vì tốt cho ngươi, miễn cho ngươi lại bị phần Thiên Thần Hoàng nhớ lấy. Tinh Linh Đế Quân quay người, nghênh đón toàn bộ các đế quân. Chúng ta đều là lão, bằng hữu, 30.000 năm, rất rõ ràng không có ước định tuyệt đối kiềm chế cùng chấn nhiếp đều là giống tuếch. 5 năm, hừ hừ, nếu như ta thật sự bị đưa vào vũ trụ, các ngươi tuyệt đối có thể làm cho linh tộc tuyệt tích. Chờ ta trở về, cũng sẽ bởi vì đế ngấn tổn thương, thực lực đại tổn, nhanh chóng tử vong, cuối cùng của cuối cùng. Tinh Linh Đế tộc vẫn sẽ bị các ngươi chia cắt. Cho nên, ai dám tiến tới Tinh Linh Đại Lục nửa bước, ta sẽ liều chết một trận chiến. Chỉ mong bọn lão cẩu các ngươi có thể làm tốt chuẩn bị chôn cùng. Bầu không khí lại lần nữa nghiêm trọng, tất cả đế quân đều là người quen cũ, nếu thật sự là đánh nhau, cũng sẽ không dốc hết toàn lực,
cũng sẽ không vào tới phía trước nhất, đến lúc đó cho dù tinh linh đế quân không lôi kéo một vị nào đó chôn cùng, cũng có thể để một vị nào đó trọng thương sắp chết. Sau đó, kẻ sắp chết này, chỉ sợ cũng sẽ trở thành mục tiêu bị vây săn kế tiếp. Ví dụ như, Bắc Thái trọng thương, yêu tộc ma tộc cũng sẽ không buông tha cái cơ hội chèn ép nhân tộc triệt để này. Ví dụ như, Long tộc trọng thương, đừng nói nhân tộc cùng ma tộc sẽ không bỏ qua cơ hội, ngay cả Bạch Hổ đế tộc cùng Huyền Vũ đế tộc, đều sẽ nắm lấy cơ hội, triệt để Long tộc kéo xuống thần đàn. Chính là bởi vì đủ loại lo lắng như thế này, giữa tất cả đế quân từ đầu tới cuối luôn duy trì khắc chế, tận lực trông coi quy củ, duy trì cân bằng. Ta xem ai dám đến, không để cho tinh linh tộc ta sống, các ngươi cũng đừng hòng sống. Ai muốn thử xem thực lực của ta, ta chờ. Tinh linh đế quân để lại câu ngoan thoại, nhanh chóng biến mất. Lúc này, huyết ma đế quân đột nhiên nói. Vấn đề thương huyền không chỉ ở tại phần thiên thần hoàng. Nếu thật sự chúng ta không khai thác hành động, không chỉ có thương huyền sắp biến thiên, ngay cả thiên hạ này đều muốn biến thiên. U Minh địa ngục. Tất cả đế quân đã chuẩn bị tốt, trước tiên cần thu thập U Minh địa ngục. Một là địa ngục trái với quy củ, hai là bọn hắn cần phát tiết lửa giận đầy ngập, ba là tránh cho U Minh địa ngục lại bị Tu La mê hoặc, hợp tác cùng Khương Phàm. Huyết ma đế quân bình tĩnh nói. Vị thần trong man hoang cổ thành này, có khả năng ta biết hắn là ai? Ai? Tất cả đế quân mẫn cảm chú ý tới từ, khả năng, mà huyết ma đế quân dùng, trong này rõ ràng mang theo sự không chắc chắn. Đó không phải là lão thần thức tỉnh sao, còn có thể có cái gì không xác định. Ta đã tra duyệt tất cả tư liệu lịch sử ma tộc bảo tồn trên huyết ma đại lục, lên tới hoàng đạo, xuống đến bộ lạc bình thường, sưu tập tất cả tư liệu lịch sử ghi chép liên quan tới man hoang đế tộc. Man hoang chiến tộc từ trăm vạn năm trước đến nay, từng sinh ra 11 vị thần tôn. Trừ mấy vị ban đầu từng có kẻ chết già, còn lại, toàn bộ đều chết thảm trong chinh chiến. Mà vị cuối cùng, thì tại 13 vạn năm trước, mà còn là chết rất thảm. Cho nên, căn bản lại không tồn tại thần linh ngủ say. Hắn là ai? Hắc ma đế quân hiếm khi nhìn thấy huyết ma đế quân bạo ngược bình tĩnh giảng thuật một sự kiện như vậy. Huyết mạch man hoang chiến tộc từ khi bắt đầu sinh ra từ trăm vạn năm trước đã chưa từng đứt đoạn, cũng không có trà trộn vào qua huyết thống khác, có thể nói là vô cùng thuần khiết. Từ bề ngoài nhìn lại, toàn thân bọn hắn như mực, bao trùm vảy đen, lưng dương hai cánh, đỉnh đầu có hai sừng, thể hình thành niên bình thường khoảng 15 mét, hơi lớn hơn thì có thể tới 20 mét, trạng thái chiến đấu có thể đạt tới 50 mét trở lên. Bề ngoài đặc thù, hoàn toàn tương tự. Nhưng vị thần thức tỉnh ngoài ý muốn này lại không có lân phiến, mà là làn da màu đỏ ngòm, hình thể chỉ có chừng 10 thước. Ý của ngươi là, hắn không phải man hoang chiến tộc. Chương 2912 Đế ước 3. Sai, hắn, hẳn là man hoang huyết mạch thuần chính. Nói cách khác, man hoang chiến tổ ban sơ, man hoang. Đế tổ, ngươi nói cái gì? Thời kỳ hồng hoang, sau khi chí tôn nhân tộc, Yên Diệt đế quân, cùng Thiên Ma đế quân, kết hợp đã sinh ra đời một tôn tuyệt thế nhân ma, dung hợp huyết mạch nhân tộc cùng ma tộc tạo nên huyết mạch song đế hoàn mỹ, bởi vì bạo ngược cường thế, dã tâm bừng bừng, mưu toan thống trị thiên hạ, cuối cùng lọt vào trấn áp, lưu vong vùng đất man hoang. Hắn, bị hậu thế xưng là man hoang đế tổ. Sau khi man hoang bị phong ấn, hắn không cam lòng tịch mịch, mưu toan tập hợp lại, tái chiến thiên hạ, đã bắt đầu tạo nên hậu đại. Yên Diệt đế quân cùng Thiên Ma đế quân đều bí mật tiến hành trợ giúp, đưa tộc nhân của riêng phần mình đi. Kết quả, kết hợp cùng nhân tộc từ đầu đến cuối không có sinh ra hậu đại, kết hợp cùng thiên ma tộc lại tấp nập thành công. Cho nên, cái gọi là man hoang đế tộc, kỳ thật chính là sau khi vị đế tổ kia cùng thiên ma tộc kết hợp sinh ra huyết mạch hoàn toàn mới. Trong huyết mạch thiếu đi truyền thừa Yên Diệt, nhiều thêm thành phần thiên ma tộc, đến mức càng thêm cường tráng, nhiều thêm lân giáp, chính là bộ dáng chúng ta thấy được bây giờ. Tất cả đế quân đều ngạc nhiên nhìn huyết ma đế quân, ngay cả ý thức của tinh linh đế quân thể đều một lần nữa ngưng tụ. Huyết ma đế quân rất khẳng định, nói. Bên trong man hoang cổ thành đột nhiên xuất hiện hình thể càng nhỏ hơn kia, không có lân giáp, còn toàn thân huyết hồng, vô cùng giống. Man hoang đế tổ. Hắc ma đế quân trần chờ một lát. Ý của ngươi là, vị thần thức tỉnh bên trong man hoang cổ thành là vị man hoang đế tổ sinh ra tại trăm vạn năm trước kia. Khả năng cực lớn. Đầu ngươi, lên bọng máu rồi. Câu này có chút, nhân tính, trêu chọc, để mấy vị đế quân tôn quý cao ngạo, siêu thoát hơn phàm nhân đều ha ha cười vài tiếng.
Huyết ma đế quân đưa đôi mắt lạnh lùng giống như huyết hải nhìn chằm chằm hắc ma đế quân một hồi. Man hoang đế tổ sinh ra tại trăm vạn năm trước, bình thường mà nói là không thể nào sống đến bây giờ. Nhưng, ta đây có hai chứng cứ, hết lần này tới lần khác đều chỉ hướng hắn. Đầu tiên, hắn bạo phát ra đế uy tại cuộc chiến Côn Lôn, ép tộc huyết ma hoàng ta binh giải. Nếu như là thần sinh ra một lần nữa, làm sao có thể bộc phát đế uy? Cái thứ hai, phía dưới 10 vạn dặm man hoang cổ địa chảy xuôi máu tươi cùng đế khí hai đại hồng hoang đế quân, thời điểm trước đó vẫn luôn tồn tại, nhưng bây giờ đã biến mất. Nếu như không phải huyết mạch đặc thù, làm sao có thể tinh luyện đế huyết cùng đế khí nơi đó? Nếu như không phải thân phận đặc thù, như thế nào dám can đảm khinh nhờn tiên tổ, phụ mẫu? Nhìn thái độ nghiêm túc của huyết ma đế quân, tất cả đế quân đều trầm mặc xuống. Nhưng, sau khi suy nghĩ một hồi, vẫn đều lắc đầu. Trăm vạn năm, hoang đường, tuyệt đối không thể nào. Nếu như năm đó vị đế tổ kia không có chết, mà là ngủ say, phía sau lúc nào cũng có thể thức tỉnh, tại sao muốn hết lần này tới lần khác lại đợi đến khi man hoang chiến tộc suy yếu nhất, đến khi năng lượng đất trời lại mỏng manh? Không bài trừ khả năng khác, truyền nhân nào đó của man hoang chiến tộc, phản tổ. Khi đang nói chuyện, hắc ma đế quân nhìn về hướng Thái Sơ đế tộc. Thái Sơ đế tộc chính là Yên Diệt Linh Văn, tổ tiên chính là một trong hai người tạo nên man hoang chiến tộc. Cho nên từ xưa đến nay, man hoang chiến tộc thường xuyên bắt nữ tử Yên Diệt Linh Văn trong bóng tối, hy vọng trong hậu đại có thể sinh ra truyền thừa Yên Diệt nhiều hơn, thậm chí đạt tới song đế mạch phù hợp hoàn mỹ, cũng chính là cái mà bọn hắn gọi là phản tổ. Không thể nào. Thái Sơ đế quân đã biểu thị ra kháng nghị đầu tiên. Hắn không biết thời đại trước đó như thế nào. Nhưng từ 3 vạn năm trước, sau khi Yên Diệt Linh Văn lại lên vị trí đế tộc, từ đầu đến cuối hắn đã cảnh giác man hoang chiến tộc săn bắt truyền nhân của bọn hắn. Huống chi, 100 vạn năm trước hai vị đế quân đều không thể thành công, 100 vạn năm sau đến man hoang chiến tộc cũng đều không thành công, hết lần này tới lần khác làm sao làm được ở thời đại này. Hắc ma đế quân chế giễu nói. Thế sự không có tuyệt đối. Lúc ấy Khương Phàm đều tiếp cận bán đế, phát tiết một trận trước Đăng Thiên Kiều. Không phải cũng để lại di chủng. Bắc Thái đế quân đều tiếp nhận thiên kiếp tôi thể, rời khỏi phàm thai, xưng đế 30.000 năm, nhưng vẫn sinh hài tử. Chỉ là, vừa nói, hắc ma đế quân lại ha ha cười. Chỉ là cái gì? Ánh mắt Bắc Thái đế quân dần dần lạnh lẽo, tựa hồ đã biết hắc ma đế quân muốn nói gì. Khương Phàm lưu lại, hẳn là di chủng của hắn. Bất diệt thần hoàng, tuyên cổ hiếm thấy, không phải chu tước không thể truyền thừa. Nhưng cái kẻ gọi là đế tử kia, là chủng của ngươi sao? Bắc Thái đế quân giận tím mặt. Ta xé rách miệng của ngươi. Hắc ma đế quân lạnh lẽo đáp lễ. Ngươi am hiểu nhất không phải xé y phục nữ tử sao? Hỗn loạn thoát y đại pháp. Ha ha, bây giờ lại lĩnh ngộ võ pháp mới rồi. Hắc tặc, toàn bộ đại lục ngươi đều bị diệt, phách lối cái gì? Ha ha, chỉ cần ta vẫn còn, hắc ma đế tộc sẽ không suy bại. Hắc ma đại lục có thể một lần nữa quật khởi, tuy nhiên chỉ là chuyện mấy trăm năm mấy ngàn năm mà thôi. Ở trong mắt thế nhân, đế quân là cao cao tại thượng, là kẻ thống trị quan sát chúng sinh, vô dục vô cầu, tôn quý uy nghiêm, hỉ nộ không lộ, nhưng nếu như tình cảnh giờ phút này rơi xuống trong mắt thế nhân, sợ rằng sẽ phá vỡ hết hình tượng đế quân. Cũng không phải bọn hắn không để ý hình tượng, mà là thật sự đã quá quen thuộc. Dù sao trong thế giới của bọn hắn, cũng chỉ có 8 kẻ bọn hắn. Còn những kẻ được gọi là thần ma và dân chúng, không chỉ có nhỏ yếu, càng là hậu đại của bọn hắn, không thể cho vào mắt. Cho nên, trong thời gian dài đến 30.000 năm, ngoại trừ ngủ say, ngẩn người, chính là nghiên cứu làm sao để mấy kẻ khác chết. Đương nhiên, Bắc Thái đế quân đã tìm cho mình chút ít niềm vui thú, còn làm không biết mệt. Huyết ma đế quân nói, mặc kệ hắn là đế tổ 100 vạn năm trước, hay là huyết mạch phản tổ, tóm lại hắn đã hấp thu tất cả đế huyết đế khí của man hoang cổ địa, vô cùng có khả năng cũng đã nhìn trộm cảnh giới bán đế. Uy hiếp mặt ngoài của Thương Huyền là phần thiên thần hoàng, nhưng uy hiếp thật sự lại là man hoang chiến tộc. Hắn, chính là song đế mạch. Long đế nói, Thương Huyền đã triệt để mất khống chế, chúng ta nhất định phải khai thác thủ đoạn. Việc cấp bách, là trừng trị U Minh, trấn áp quỷ tộc. Sau đó chính là nghĩ biện pháp xử tử phần thiên thần hoàng. Không thể nào lại mặc cho hắn trưởng thành. Chương 2913 đế ước 4. Bắc Thái đế quân nói. Muốn xử lý hắn, không nhất định phải đến Thương Huyền, cũng có thể dẫn hắn ra. T.
tình huống bình thường, hẳn là hắn sẽ không trở ra mạo hiểm, nhưng nếu như là tinh linh mời thì sao? Hắn chắn chắn sẽ buông lỏng cảnh giác. Đến lúc đó, chúng ta có thể bắt đầu dưới tay tinh linh đại lục. Lúc này tinh linh đế quân từ chối. Ta sẽ không cho phép bất cứ đế quân nào tiến vào tinh linh đại lục ta. Chết cái ý nghĩ kia đi. Bắc Thái đế quân cười lạnh. Ngươi là không nỡ. Tinh linh đế quân lạnh lùng đáp lễ, chỉ bốn chữ. Là thân sinh. Bắc Thái đế quân giận dữ, nắm đấm nắm chặt suýt chút nữa đã đập tới khuôn mặt xinh đẹp kia. Huyền Vũ đế quân nói với tinh linh đế tộc. Nếu như ngươi không muốn là kẻ đầu tiên tiến tới Thương Huyền, cũng không muốn chúng ta tiến vào tinh linh đại lục, vậy thì dùng thiên nghi nữ hoàng lừa gạt Khương Phàm đi ra, sau đó bắt lấy, giao cho chúng ta. Các ngươi đều đã sống 30.000 năm, muốn chút mặt, được không? Nếu như không có hư không đế quân, chúng ta có thể xưng đế sao? Đều quên năm đó, thời điểm hư không đế quân chọn các ngươi, bộ dáng cảm ơn cảm đức kia của các ngươi như thế nào rồi? Hư không đế quân chết rồi, các ngươi không bảo hộ Thương Huyền, luôn muốn chia cắt Thương Huyền, khinh nhờn di hài. Thương Huyền thật vất vả rốt cuộc cũng muốn sinh ra hộ giả mới, các ngươi lại biến đổi biện pháp trấn áp. Hiện nay, bảy đại đế tộc lại còn liên hợp hoàng tộc thần tộc thiên hạ cùng nhau vây bắt Thương Huyền. Nếu đã thua thì nên thản nhiên tiếp nhận, thừa nhận địa vị Thương Huyền. Các ngươi không những không thừa nhận thất bại, lại còn nghĩ cách dùng ám chiêu. Ta có thể nói rất rõ ràng cho mỗi một lão cẩu các ngươi biết, đừng vọng tưởng có ý đồ với ta. Ai muốn ức hiếp ta, ta tất lấy đánh trả tới chết. Sau khi nói xong, tinh linh đế quân lại không để ý tới bọn hắn, hoàn toàn biến mất trong thâm không thiên khải. Sau khi tinh linh đế quân rời khỏi, Bắc Thái đế quân thâm trầm nói một câu. Nàng cũng không dám kết minh cùng phần thiên thần hoàng. Nhìn như khẳng định, nhưng lại lộ ra nghi vấn cùng cảnh giác. Thái sơ đế quân nói. Tinh linh đế tộc từ xưa đến nay đều duy trì trung lập, sẽ không mang vận mệnh tộc đàn ra mạo hiểm. Nhưng, chúng ta cũng không thể không đề phòng. Đúng vậy, không thể không đề phòng. Hắc ma đế quân lạnh lùng nói. Kết minh không thể nào hiểu trước sau đã xuất hiện hai lần, một lần là cửu thiên thần giáo, hai lần là thần dụ chi hải, bọn hắn tuyệt đối không thể để chuyện, bọn nhỏ, gặp phải, lại xuất hiện lần nữa tại vấn đề đế quân bọn hắn. Huyền Vũ đế quân trầm giọng nói. Thương Huyền không thể vào, tinh linh không phối hợp, chẳng lẽ chúng ta thật chỉ có thể ngồi đợi Khương Phàm lại đến Đăng Thiên Kiều? Huyết ma đế quân kiên trì với băn khoăn của mình. Thương Huyền bây giờ tổng cộng có hai uy hiếp lớn, nhất định phải nhanh chóng xử lý. Long đế nói, bây giờ chúng ta có hai con đường. Đầu tiên, trấn áp quỷ tộc địa ngục, bức bách bọn hắn xử tử Tu La, như thế này thì Khương Phàm sẽ không thể không vào U Minh địa ngục, chúng ta có thể xử tử hắn ở nơi đó. Cái thứ hai, dùng thái độ cường ngạnh cực đoan, bức bách tinh linh đế quân phối hợp. Mặc dù ngoài miệng nàng cường thế, nhưng khi chúng ta thật sự bước vào tinh linh đại lục, nàng cũng không thể nào liều mạng cùng chúng ta, chỉ có thể thỏa hiệp. Hai con đường chúng ta đều đi một chút, nếu như thành công đương nhiên là tốt nhất. Nếu như đều đi không thông, vậy thì chờ Đăng Thiên Kiều lại trấn áp. Tất cả đế quân đều biểu thị tiếp nhận. Dù sao bọn hắn cũng có nhiều thời gian, hai con đường đều đi một chút, nhìn một chút. Hắc ma đế quân đột nhiên nói. Các ngươi nói, Khương Phàm biết thân phận thật sự của tôn thần trong man hoang đế tộc kia không? Huyết ma đế quân nói. Một núi không thể chứa hai hổ, mặc kệ Khương Phàm có biết hay không, chúng ta có thể đưa tin tức qua, để bọn hắn lưỡng cường tương đấu, chúng ta ngư ông đắc lợi. Có hiệu quả là tốt nhất, không có hiệu quả cũng không sao. Tất cả đế quân nhìn nhau mấy lần, theo lý mà nói hẳn là biến mất, nhưng, bọn hắn đều phiêu phù ở nơi đó, tỏa ra cường quang mênh mông, khuấy động đế uy tràn ngập đất trời. Thật lâu, Long đế không chịu nổi, là kẻ đầu tiên mở miệng. Địa ngục, trấn áp như thế nào? Vẫn là trở lại vấn đề mấu chốt nhất, U Minh địa ngục mặc dù chỉ có 9 vị quỷ hoàng, nhưng đều là tiểu thế giới địa ngục kia hóa thân, nếu như dung hợp cùng quỷ giới riêng phần mình, thực lực vô cùng cường hãn, nhất là Phong Đô quỷ hoàng cùng U Đô quỷ chủ, đều là bán đế chân chính. Quỷ hoàng là U Minh hóa thân, không cần tiếp nhận thiên kiếp, nhưng cũng mang ý nghĩa bọn hắn không cách nào biến đổi dưới thiên kiếp tẩy lễ, chỉ có thể dừng lại tại vấn đề như thế. Phong Đô quỷ hoàng là quỷ chủ đời thứ hai, U Đô quỷ chủ là quỷ chủ đời thứ ba, đều đã sống qua 30 đến 50 vạn năm, một khi nổi giận, liều chết phản kích, năng lượng bộc phát ra đương nhiên phi phàm. Mà U Minh địa ngục từ đầu đến cuối vẫn luôn lưu truyền một bí mật.
Nếu như địa ngục lọt vào xâm lấn cực đoan, quỷ giới của năm vị quỷ hoàng trở lên sụp đổ, bản thân hệ thống U Minh sẽ tự dựng dục ra phản kích. Trong tư liệu lịch sử ghi chép, uy lực phản kích đã từng trọng thương qua đế quân nhân gian giới, chém chết sinh cơ, sau trăm năm ngắn ngủi đã chết. Cái ghi chép kia từng phát sinh ở trong trận chiến tranh phong đô quỷ hoàng đời đầu tiên vẫn lạc, cũng là lúc địa ngục từng chịu đựng đến xâm lấn nghiêm trọng nhất, từ đó về sau, nhân gian giới cùng quỷ giới mới chính thức định ra quy củ không xâm phạm lẫn nhau. Huyền Vũ Đế Quân nói, đương nhiên là hung hăng đánh, nhưng phải giữ lại mạng cho quỷ hoàng, bảo toàn tất cả quỷ giới. Cuối cùng của cuối cùng, khiến cho phong đô quỷ hoàng liên hợp quỷ hoàng khác, toàn bộ ngủ say. Bạch Hổ Đế Quân nói, nói nghe thật nhẹ nhàng linh hoạt, ép quá, năm vị quỷ hoàng hủy diệt bản thân tập thể, lực lượng thần bí kia vẫn sẽ bộc phát. Long Đế nói, vấn đề của ta là, phái ai đánh, các tộc nhân ở dưới đều chết gần hết tại Xích Thiên Thần Triều rồi, những tên may mắn còn sống sót kia cũng không thể lại có tổn thất thêm được nữa. Hắc Ma Đế Quân nói, vậy thì chúng ta tự mình động thủ. Bắc Thái Đế Quân cười lạnh, tự mình động thủ, Khương Phàm sẽ còn đến U Minh. Đề nghị của ta là, bức bách Phong Đô cùng U Đô tự mình ra tay trấn áp Tu La, sau đó quyết đấu cùng phần Thiên Thần Hoàng. Chờ hai bên đánh đến lưỡng bại câu thương, Phong Đô chắc chắn sẽ chủ động hướng thỉnh cầu chúng ta, đến lúc đó, chúng ta điều động thần ma cùng bán đế gia nhập U Minh, cho Khương Phàm một kích chí mạng. Chương 2914 Chủ nhân Phong Đô 1. Tất cả đế quân hơi chút trầm ngâm, chậm rãi gật đầu. Chủ ý này coi như không tệ. Trận chiến này Tu La không chỉ trái với quy củ, cũng là khiêu khích địa vị Phong Đô cùng U Đô nghiêm trọng, hai vị siêu cấp quỷ hoàng tuyệt đối không thể nào từ bỏ ý đồ, Tu La nhất định phải chết. Không có người nào có thể ngăn cản bọn hắn. Bọn hắn vừa vặn có thể trợ giúp từ trong này. Trước khi tất cả đế quân tản ra, Bạch Hổ Đế Quân cùng Huyền Vũ Đế Quân, đều không nhẹ không nặng mà nhắc nhở một câu. Đều đã đến lúc này, không cần thiết lại che giấu. Hai vị đế quân yêu tộc nhắc nhở, dĩ nhiên là chỉ về hướng đế quân yêu tộc khác Long Đế. Nói bóng gió, tự nhiên là ám chỉ Long tộc ẩn giấu đi cường giả thần linh mạnh hơn. Đúng vậy, không cần thiết che giấu. Trước khi Hắc Ma Đế Quân biến mất, cũng thuận thế để điểm câu, chỉ là ánh mắt cùng ám chỉ của hắn, tự nhiên không phải yêu tộc, mà là cùng thuộc huyết ma đế quân của ma tộc. Cái nhắc nhở này để Huyền Vũ Đế Quân, Bạch Hổ Đế Quân cũng hơi cảnh giác, liếc nhìn huyết ma đế quân. Nhưng, Long Đế ở bên cạnh vẫn là thái độ bình tĩnh, nhưng lại ý vị sâu xa. Huyền Vũ Đế Quân cùng Bạch Hổ Đế Quân quét mắt mấy trên thân lần Long Đế cùng Huyết Ma Đế Quân, lại đụng đụng ánh mắt nhau. Chẳng lẽ hai phe này đều cất giấu bán đế? Mà, giống như giữa nhau còn có ăn ý nào đó. Chẳng lẽ hai phe này bí mật kết minh rồi? Yêu cùng ma hợp tác. Yêu đế mạnh nhất, cùng ma đế mạnh nhất. Bọn hắn, muốn làm gì? Theo đế quân yêu tộc cùng ma tộc biến mất, Bắc Thái Đế Quân cùng Thái Sơ Đế Quân lại dừng ở tại chỗ, thật lâu không hề rời khỏi. Yêu tộc cùng ma tộc vậy mà cơ hồ đều có cường giả sơ khuy bán đế rồi. Xem ra từ sau khi vị Long tộc bán đế vạn năm trước kia lên trời thất bại, các phương cũng chỉ là giữ vững bình tĩnh trên mặt nổi, vụng trộm thật không có nhàn rỗi. Yêu tộc, ma tộc, chung quy vẫn là có huyết mạch quá mạnh, là sinh linh chí tôn tại thời khắc thế giới thai nghén khai thiên tích địa. Bọn chúng ở mọi vấn đề đều có được ưu thế mà ông trời ưu ái. Vấn đề này làm, nhân tài mới nổi, nhưng nhân tộc rõ ràng vẫn kém hơn mấy phần. Vạn năm đến nay, Thái Sơ miễn cưỡng bồi dưỡng được Thiên Quân Đại Thần Tôn, Bắc Thái Thiên Tân vạn khổ tạo nên một đế tử. Nhưng, Thiên Quân đã chết, đế tử vẫn cần phải cố gắng. Thái Sơ lạnh lùng nói. Đế tử thật sự là thân sinh. Bắc Thái giận dữ. Ngươi sống đủ rồi. Thái Sơ nói. Nếu thật sự là thân sinh, tiềm lực đủ để trì hành những yêu ma truyền thừa đế mạch kia, người hẳn là nên bồi dưỡng thật tốt. Nếu như Long tộc cùng huyết ma tộc đều có cường giả sơ khuy đế cảnh, nhân tộc hẳn là cũng có. Nhưng nếu như không phải thân sinh, coi như ta không có nói gì. Địa ngục, Phong Đô. Làm quỷ vực đầu tiên tại U Minh địa ngục, cũng là quỷ vực lớn nhất. Nơi này có hàng tỷ ác quỷ, tụ tập số lượng lớn quỷ chủ. Nơi này có giai cấp nghiêm ngặt, quỷ điện. Quỷ cung, quỷ cốc, mỗi người quản lý chức vụ của riêng mình. Quỷ chủ trên mặt nổi ở nơi này đã có 18 vị. Nơi này, là nơi mà chúa tể của nửa cái U Minh địa ngục đang ngủ say, chủ nhân Phong Đô. Mặc dù đã mấy chục vạn năm không có xử lý sự vụ,
nhưng danh uy đáng sợ chưa bao giờ suy bại, ngược lại bởi vì thời gian lắng đọng, càng phát là hiện ra khủng bố. Nơi này cũng được vinh dự gọi là Phong Đô Đế Thành. Nhưng chính là một nơi đặc thù mà kinh khủng như thế này, bầu không khí gần đây lại trở nên vô cùng gấp gáp. Huyết Hà quỷ giới, Hoàng Tuyền quỷ giới, Luyện Ngục quỷ giới, Âm Ngục quỷ giới, Vạn Ác quỷ giới, Năm quỷ giới, vậy mà toàn bộ tiếp nhận Tu La quỷ giới triệu tập, tổn hại ước hẹn vạn cổ, ngang nhiên nhúng tay vào chiến tranh nhân gian. Đây không thể nghi ngờ là phạm vào tối kỵ U Minh, cũng khiến cho U Minh địa ngục mang theo tai nạn. Đối với Phong Đô Quỷ Hoàng mà nói, điều khiến hắn thật sự tức giận là Tu La khiêu khích quy tắc, là ngũ đại quỷ chủ ủng hộ hắn. Đây là phạm vào tối kỵ của hắn, là khiêu khích sự thống trị của hắn. Nhưng, Thương Huyền đại thắng, liên quân đế tộc tan tác toàn diện. Trong mấy trăm ngàn năm, sinh mệnh của mình, hắn đều không có chứng kiến qua mấy cuộc chiến kỳ tích như thế này. Cái này không chỉ có mang ý nghĩa tạm thời phần thiên thần hoàng sẽ thống ngự Thương Huyền đại lục, cũng có thể trực tiếp ảnh hưởng đến cách cục U Minh địa ngục. Dù sao, tên điên kia cũng không quan tâm quy củ. Tu La đánh một kích chí mạng, trợ giúp tên điên kia nghịch chuyển toàn cục. Nếu như U Minh dám động đến Tu La, tên điên kia nhất định sẽ không tiếc cái giá nào mà tuyên chiến U Minh. Tu La ra tay, thay đổi chiến tranh Thương Huyền, cũng trực tiếp khiến cho liên minh đế tộc bại lui toàn diện, cơn tức giận của bọn hắn đối với Tu La cơ hồ muốn vượt qua phần thiên thần hoàng. Giọng nói thanh lãnh lại lộ ra mệt mỏi quanh quẩn tại Phong Đô trong đại điện âm trầm giá lạnh. Là Triệu Thanh Duẫn. Nàng là người mang luân hồi đại táng, có thể mượn dẫn khí tức luân hồi. Cho nên, nàng còn sống. Sâu trong đại điện truyền ra tiếng nói nhỏ u lãnh. Tu La hẳn phải chết. Trước khi hắn làm quyết định hẳn là cũng làm xong chuẩn bị chịu chết. Tất cả chủ nhân quỷ giới cũng nhất định đã liệu đến, nháo lớn nháo nhỏ, tất nhiên toàn bộ đều phải nhận chân áp, nếu như làm lớn chuyện thì liên lụy quá rộng, cuối cùng chỉ cần trừng trị Tu La. Không chỉ có đế tộc muốn Tu La chết, hắn càng phải để Tu La chết. Ai cũng ngăn không được. Triệu Thanh Duẫn yên lặng tu dưỡng, thuận miệng nói. Nhưng, khẳng định đế tộc không chỉ cần Tu La chết, mà hắn càng không cho phép Tu La chết. Ngài muốn ứng phó thế nào? Ngươi phải biết, mặc dù các đế quân rất mạnh, mạnh đến mức chấp trưởng toàn bộ nhân gian giới, nhưng bọn hắn sẽ không ra tay tùy tiện, bởi vì bọn hắn sợ chết. Bất kỳ một đế quân chết cũng đều dẫn phát toàn bộ bộ tộc diệt tuyệt, cùng với đại lục đổi chủ. Cho nên chuyện không có hoàn toàn nắm chắc, bọn hắn sẽ không tùy tiện tự mình nhúng tay. Bất luận là chuyện gì có thể uy hiếp được sinh mệnh bọn hắn, càng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Mà U Minh địa ngục, không chỉ là mấy quỷ hoàng chúng ta đây, còn có lực lượng trong truyền thuyết kia. Cái gì truyền thuyết? Ngươi chỉ cần biết, là lực lượng đế quân e ngại. Cho nên ban đầu đế quân sẽ không giáng lâm thật, mà là lựa chọn tạo áp lực, bức bách U Minh địa ngục chúng ta xử tử Tu La, tiến tới đối chiến cùng Tôn Chu Tước kia. Chương 2915 Chủ nhân Phong Đô 2. Phong Đô quỷ hoàng đã sống mấy trăm ngàn năm, chuyện đã chứng kiến, chuyện đã trải qua, đều là rất rất nhiều. Cái hình thức gì vừa xem xét đã lập tức rõ ràng ngay. Hắn dám đoán chắc, đế tộc khẳng định phải đến uy hiếp cùng đàm phán. Nhưng vấn đề là, bây giờ Thương Huyền, quá mạnh. Phần mạnh này, không chỉ ở thực lực cường đại, càng ở chỗ niềm tin không sợ chết, cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, càng quan trọng hơn là, bọn hắn đều theo lệnh Khương Phàm mà làm. Nếu như phần thiên thần hoàng chinh phạt U Minh thật đúng là chưa chắc là đối thủ. Nhất là dưới tình huống chủ nhân Huyết Hà, chủ nhân Hoàng Tuyền, chủ nhân Luyện Ngục đều, dụng ý khó dò. Một khi quyết đấu, nhất định trong ngoài đều khốn đốn, lưỡng bại câu thương. Triệu Thanh Duẫn nói, ngài là chủ nhân Phong Đô, chúa tể nửa cái U Minh địa ngục, ngài sẽ chịu đế quân bức hiếp. Sâu trong đại điện, U ngữ tùm. Thiên hạ này không có người nào có thể uy hiếp được ta. Nhưng ngài xác thực phải xử lý Tu La, hắn thống ngự ngũ đại quỷ hoàng. Ra khỏi U Minh, gia nhập nhân gian, làm trái với quy củ sinh tử lưỡng giới, còn khiêu khích quyền uy đế tộc, khiêu khích quyền uy của ngài. Nếu hắn không chết, ngài còn thống ngự U Minh như thế nào, nếu hắn không chết, đế quân tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ta sẽ xử lý Tu La, nhưng không liên quan tới chuyện đế tộc uy hiếp. Ngài muốn xử lý thế nào? Hắn không chỉ có kết minh cùng các chủ nhân Huyết Hà, càng lưng tựa vạn thế thần triều. Nếu như làm không cẩn thận. Cuộc chiến U Minh chính là loạn trong giặc ngoài, cuối cùng dẫn phát hậu quả không thể đo lường. Ví dụ như, Phong Đô tan tác, ví dụ như, U Minh đổi chủ.
Triệu Thanh Duẫn đang mở hí tầm mắt, lấp lóe ý lạnh. Phong đô chủ nhân ngưng tụ ra hình dáng trong bóng đêm. Ngươi thật giống như có ý tưởng. Triệu Thanh Duẫn nói. Ta đề nghị ngài liên hợp cùng U Đô quỷ giới và Xâm La quỷ giới, lại bí mật ước định hai đại quỷ giới âm ngục cùng vạn ác, tập kích Côn Lôn quỷ giới. Nhưng, xét thấy vấn đề thực lực vạn thế cường đại, các ngài chỉ cần ngăn chặn bọn hắn, cầm cự được, chờ đế tộc nơi đó nhìn không được, tự nhiên sẽ tự sinh tử môn thiên khải, bỏ ra cường giả cảnh giới bán đế. Đến lúc đó, ngài lại cao giọng tuyên bố, sẽ bỏ qua chuyện cũ các đối với chủ nhân huyết hà, ba bên quỷ giới bọn hắn chắc chắn sẽ quay giáo một kích. Nhắm đầu mâu ngay đám cường giả vạn thế kia. Dưới tác dụng hai tướng, vạn thế chắc chắn sẽ thua. Đôi mắt sâu thẳm của phong đô quỷ hoàng lấp lóe trong bóng đêm, nhìn chằm chằm Triệu Thanh Duẫn hồi lâu. Người giỏi về tính toán như thế, vậy có từng suy nghĩ qua, kiếp trước là tự mình tính kế như thế nào hay không? Lần này lại là tự mình tính kế phế như thế nào hay không? Triệu Thanh Duẫn thản nhiên nói. Chỉ dựa vào phong đô ngài cùng U Đô, Xâm La, tam đại quỷ giới. Coi như trong hoàn cảnh tại địa ngục này, muốn triệt để vây giết đám tên điên vạn thế kia, nhất định sẽ phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Dẫn cường giả đế tộc ra trận, mặc dù có hại mặt mũi của ngài, nhưng chỉ cần làm xảo diệu, thì không thể xem như thỏa hiệp cùng đế tộc, mà là lợi dụng đế tộc. Ta biết hắn không dễ dàng chết như vậy, nhưng nếu như hai bên liên hợp, hắn chắc chắn sẽ thua, dưới trướng đám thần ma kia, cũng mười không còn một. Chờ tương lai hắn đi đến Đăng Thiên Kiều. Cũng không có mấy thủ hộ giả, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi kết quả hủy diệt. Cái gọi là truyền kỳ cùng thắng lợi của hắn, cuối cùng rồi sẽ là phù dung sớm nở tối tàn. Phong đô chủ nhân không có trả lời, chỉ yên lặng nhìn Triệu Thanh Duẫn. Đôi mắt thanh lãnh không có tiêu cự Triệu Thanh Duẫn lặng lẽ một lát, lại một lần nữa nhắm lại, minh tưởng tu luyện. Mấy ngày sau, đệ tử bí mật bái phỏng phong đô quỷ thành, vĩnh dạ bí mật bái phỏng u đô quỷ thành. Bọn hắn đại biểu đế tộc. Đưa ra yêu cầu. Nội dung yêu cầu so với dự đoán không khác nhau lắm, đầu tiên chính là tử vong uy hiếp, sau đó chính là, lấy công chuộc tội, do phong đô liên thủ với U Đô, hiệu triệu tất cả quỷ tộc U Minh, vây bắt Côn Lôn quỷ giới. Nếu như Khương Phàm không nhúng tay vào, vậy thì dùng, mệnh, của Tu La cùng ba vị quỷ hoàng, bình phục lửa giận đế tộc. Nếu như Khương Phàm nhúng tay, chỉ cần dùng, mệnh, của Khương Phàm cùng Tu La, đã có thể giải quyết trận nguy cơ sinh tử lưỡng giới này. Tu La là nhất định phải bị xử trí, đây là chuyện nhà của U Minh địa ngục chúng ta, không cần các ngươi sai xử. Còn phần Thiên Thần Hoàng, đó là các ngươi báo thù, cũng không cần U Minh hỗ trợ. Phong Đô Quỷ Hoàng thể hiện thái độ rõ ràng, nhưng cũng không có nghe theo đề nghị của Triệu Thanh Duẫn. Đế tử không sợ, ngạo nghễ nói. Các ngươi làm trái với quy củ thì phải trả giá đắt, đây không phải một câu, chuyện nhà, liền có thể bỏ qua việc nhỏ. Thái độ của chúng ta rất rõ ràng. Nếu như các ngươi không thể giao Tu La cùng hai vị quỷ hoàng, ra chúng ta sẽ phải tự mình động thủ. Quỷ hoàng địa ngục ta làm trái với quy củ là do địa ngục ta xử lý. Về phần tổn thất của các ngươi tại Thương Huyền, đáng đời. Ngươi trở về cởi xuống lịch sử, tám vị đế quân đương kim kẻ nào không phải được hư không đế quân bảo hộ mà vượt qua thiên kiếp, trước khi chết hắn để tám vị đế quân chỉ lên trời thể vĩnh viễn bảo vệ Thương Huyền, kết quả thì sao? Trở về chuyển cáo với đế quân các ngươi. Lần này Tu La dẫn dụ ngũ đại quỷ hoàng giáng lâm nhân gian, trái với quy củ, U Minh địa ngục dựa theo quy củ của nơi này, trấn áp Tu La, cũng giao trách nhiệm cho ngũ đại quỷ hoàng ngủ say, lấy đó làm trừng trị. Nếu như các ngươi mưu toan dùng chuyện này làm lý do xâm lấn U Minh, chúng ta phụng bồi tới cùng. Quỷ hoàng, nếu như ngươi có thái độ như vậy, tám vị đế quân sẽ rất thất vọng. Hư không đế quân còn thất vọng hơn đây, thế nào? Đường đường là đế tộc. Làm việc phải quang minh lỗi lạc, đừng cứ mãi dùng ám chiêu. Đế tử đứng ở ngoài điện, nhìn chăm chú u quang hắc ám ở bên trong, thật lâu, nói. Hy vọng các ngươi nói được thì làm được, xử lý tốt chuyện nhà. Nếu như ngươi vô năng, chúng ta, thay ngươi. Nhìn như thỏa hiệp, nhưng kỳ thực lại mang theo cảnh cáo thật sâu.